Tại bên cạnh bọn hắn, còn có Hiên Viên Vũ Thịnh, Bắc Cung Thiển Vũ bọn người. Trải qua sinh tử, bọn họ tựa hồ yêu sâu hơn. Lúc này thời điểm, Bắc Cung Thiển Vũ đang cùng mẹ của nàng, San Hô Tiên Tử, Bắc Cung Lâm Lam cáo biệt. Bắc Cung Lâm Lam cần mang Tam Tài Tiên Tông kiếp lão, tạm thời trở về. Đợi các nàng nói cũng kha khá rồi, Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới một người, liền đi lên hỏi. Hai vị, nhưng có nhìn đến Kiếm Tông chủ. Cha ta, hắn đoán chừng, về trước Thái Cực Phong Hồ báo tin chưa? Bắc Cung Thiển Vũ biểu lộ có chút thất vọng nói. Gấp gáp như vậy, không cùng San Hô Tiên Tử nhiều tụ họp một chút, tối thiểu đến đưa một chút ra. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ tách ra rất nhiều năm, Bắc Cung Thiển Vũ có chút lúng túng nói. Há, đã hiểu. Trách không được Lý Thiên Mệnh cảm giác, vợ chồng bọn họ rất ít nói chuyện. Nguyên lai, đã tách ra. Đệ tử, phân phân hợp hợp rất bình thường. San Hô Tiên Tử mỉm cười nói một chút, sau đó kéo Bắc Cung Thiển Vũ tay, chân thành nói, Vũ Nhi, lần này, cùng ta về Tiên Tông đi. Ngươi thì chắc chắn Tiên Tông, so Thái Cực Phong Hồ an toàn sao? Bắc Cung Thiển Vũ hỏi. Nói như vậy, ngươi không muốn đây này. San Hô Tiên Tử nói. Đó cũng không phải, chỉ là. Là bởi vì cái này Nam Hải đi. San Hô Tiên Tử nhìn thoáng qua Hiên Viên Vũ Thịnh. Hiên Viên Vũ Thịnh nhất thời khẩn trương lên, tiến lên phía trước nói. Vãn bối Hiên Viên Vũ Thịnh, gặp qua San Hô Tiên Tử. Bắc Cung Thiển Vũ lôi kéo cánh tay của hắn, nói, mẹ, đời ta chọn tốt, là hắn. Xác định sao? San Hô Tiên Tử hỏi. Xác định. Hắn có ưu điểm gì? Hồi Tiên Tử, ta không có ưu điểm, ta chỉ có thể dùng ta hết thảy, bao quát tánh mạng thủ hộ nàng, như có phản bội, mời tiên con tùy thời lấy đi đầu của ta. Hiên Viên Vũ Thịnh ấp úng nói. Hắn không phải hoài nghi quyết tâm của mình, chỉ là quá khẩn trương. Vậy ta thật là, tất cả mọi người nghe đâu, đều có thể làm chứng. San Hô Tiên Tử nói. Không có vấn đề, mọi người cùng nhau làm chứng. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Tông chủ, đừng quá nghiêm túc, dọa sợ người tuổi trẻ, ha ha. Tam Tài Tiên Tông kiếp lão nhóm cười nói. San Hô Tiên Tử khẽ mỉm cười một cái. Nàng ôm một cái Bắc Cung Thiển Vũ, ánh mắt phức tạp. Trước khi đi, tại bên tai nàng nói một câu, là cái có đảm đương Nam Hải, chúc phúc các ngươi, nhất định muốn thủ vững. Mẹ, người cùng cha. Đừng nói nữa, cùng chung mục đích, đã sớm tản. San Hô Tiên Tử cho nàng chỉnh sửa lại một chút tóc dài, khẽ mỉm cười một cái. Sau đó, nàng và Lý Thiên Mệnh tạm biệt, mang theo Tam Tài Tiên Tông kiếp lão nhóm, nhanh chóng rời đi. Thiên Mệnh Thần Thành hướng đông 100 dặm, có một tòa Thanh Tước Sơn. Thanh Tước Sơn hình dáng, giống như là một cái đang muốn bay lên chim nhỏ. Đây là Thái Cổ Thần Vực Nam Cảnh ngọn núi cao nhất, có rậm rạp rừng cây. Nửa khúc trên là tuyết vực, nửa đoạn dưới là biển rừng. Bây giờ mặt trời mới lên ở hướng đông, Thanh Tước Sơn đỉnh phong đất tuyết, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới, chiếu đến màu vàng kim nhàn nhạt. Tại đỉnh núi kia chỗ cao nhất, có một cái người áo xanh ảnh, đứng chắp tay. Hắn mặt hướng phía đông thăng lên mặt trời mới mọc, toàn bộ người đã bị ánh sáng mặt trời chìm ngập. Hắn chính là Lục Đạo Kiếm Ma, Phong Thanh Ngục. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn chịu trọng thương, lại không sai đã hoàn toàn khôi phục. Cái kia cháy đen da thịt đã lớn tốt, cả người đứng tại cái này tuyết sơn đỉnh núi, như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ. Chịu đựng một lần ngăn trở, hắn híp mắt nhìn lấy mặt trời mới mọc, biến đến càng lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn là một cái hung hãn nhân vật, toàn bộ Lục Đạo Thần Vực, toàn ở hắn một người trong khống chế. Hắn quen thuộc khống chế hết thảy. Giống như ánh mắt của hắn, vĩnh viễn có xâm lược tính. Bỗng nhiên, một cái hào hoa phong nhã nam tử áo lam, từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía sau của hắn. Cái này hai bóng người, một thanh một lam, tại cái này tuyết sơn đỉnh núi phía trên, liền thành một khối. Mới đến, chờ ngươi đã lâu. Phong Thanh Ngục chuyển tới, nhìn chăm chú cái này áo lam trung niên, ngữ khí lược có bất mãn. Người tới, lại là thần tông nhân nguyên tông chủ Kiếm Vô Ý. Thanh Vũ, ngươi như là đã khỏi hẳn, đêm qua vì cái gì không xuất thủ. Nếu có ngươi thêm vào, bọn họ không đến nỗi thua thành dạng này. Kiếm Vô Ý đồng dạng nhìn lấy ánh mắt của hắn, phảng phất muốn từ trong ánh mắt của hắn, tìm tới đáp án. Hắn kêu là, Thanh Vũ, mà không phải Thanh Ngục. Thanh Vũ cái tên này,
thường nhân cũng sớm đã quên đi. Đó là Phong Thanh Ngục 30 tuổi trước tên. 30 tuổi về sau, hắn ngại, Phong Thanh Vũ, quá mức ôn nhuận, phiêu giật, cho nên chính mình cho đổi. Hắn lấy Phong Thanh Ngục cái tên này, xưng bá 200 năm. Chỗ nào còn sẽ có người, nhớ đến, Phong Thanh Vũ. Ta tại sao muốn xuất thủ? Phong Thanh Ngục lạnh cười nhạt hỏi. Ngươi không xuất thủ, ngồi nhìn bọn họ thảm bại, cái kia hai cái lão quỷ, sẽ không tìm ngươi phiền phức. Kiếm Vô Ý cau mày nói. Bọn họ lại làm sao biết, ta cái gì thời điểm khỏi hẳn rồi. Giả bộ thương tổn mấy ngày không phải rồi. Lại nói, ta tại bế quan này đâu, ai có thể đoán trước quỷ tông đám phế vật này, có thể bị bại thảm như vậy. Phong Thanh Ngục cười lạnh nói. Bọn họ thua thành dạng này, coi như mặt ngoài không nói, về sau khẳng định sẽ tìm ngươi phiền phức. Kiếm Vô Ý nói. Không quan trọng, bọn họ cùng Nhất Nguyên Thần Tông đấu, bị chết càng hung ác, càng nhiều, vậy lại càng tốt. Tốt nhất cầm xuống Nhất Nguyên Thần vực về sau, Tử Tiêu Quỷ Vương cũng chiến tử, lại thêm cái kia hai cái lão quỷ, còn tại tầng 12 tử kiếp, liều chết, sớm muộn đều phải xong đời. Các loại những người này đều chết hết, thiên hạ này, thì đến phiên chúng ta. Phong Thanh Ngục nói. Cũng đúng, dù sao đều là từng người mang ý xấu riêng, lẫn nhau tính kế, chỉ cần trên mặt nổi liên minh không băng là được rồi. Bây giờ cửu cung chết nhiều người như vậy, uy hiếp lực, cũng không có trước kia như thế đủ. Kiếm Vô Ý sau khi suy nghĩ cẩn thận, mi đầu giãn ra ra. Ngươi nói không sai, quyền đầu cũng là quyền nói chuyện. Chỉ cần chúng ta không lộ ra sơ hở, bọn họ muốn báo thù, muốn nổi điên, đều phải tìm Thái Cực Phong Hồ đi. Phong Thanh Ngục mỉm cười nói. Đến lúc đó, bọn họ chất vấn lên, người vẫn là sợ một chút đi. Kiếm Vô Ý nói. Đó là tự nhiên, nhất định không thể để cho bọn họ bắt được cái chuôi. Đúng, không có ý. Phong Thanh Ngục theo chỗ cao đi xuống, theo dõi hắn, nói, ngươi lần này, xem như vì thần tông lập xuống đại công, tại tông môn địa vị, hẳn là có thể đề cao không ít, nghi vấn thanh âm của ngươi đoán chừng cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó, ngươi tiến, 9 tầng kết giới hạch, vấn đề không lớn a. Cũng không có vấn đề, vốn là có tam trọng kết giới, liền từ ta trưởng khống, coi như chỉ phá tam trọng, tác dụng cũng rất lớn. Sau lần này, đoán chừng còn có thể càng nhiều. Nói thật, muốn không phải quỷ tông những người này, không tín nhiệm ta năng lực, không dám chỉ đặt cửa tại trên người của ta, căn bản không dùng theo mặt đất đẩy mạnh, trực tiếp dùng sức mạnh người, vây công Thái Cực Phong Hồ là được rồi. Kiếm Vô Ý nói, những người này cũng là quá cẩn thận, dù sao, chỉ đánh bạc ngươi có thể phá kết giới hạch, xác thực có phong hiểm. Bọn họ muốn đến lúc đó nội ngoại giáp kích, song trọng bảo hộ, xác thực sẽ rất dễ chịu. Đáng tiếc chính bọn hắn đều không nghĩ tới, nguyên bản dự tính nhẹ nhõm chiến trường, sẽ bị Nhất Nguyên Thần vực dùng một tòa biên thành, cho đánh thành dạng này, trọng yếu nhất thi khôi thi thú đại quân, hoàn toàn mất hết. Hiện tại cái kia hai cái lão quỷ còn không có xuất hiện, ai biết bọn họ tại làm cái gì. Phong Thanh Ngục nói, dù sao ăn thiệt thòi chính là bọn hắn, lười nhắc quản, Kiếm Vô Ý nói. Được, cái kia cứ dựa theo nguyên kế hoạch, đến lúc đó ngươi từ nội bộ kết giới hạch, đem 9 tầng kết giới đánh vỡ, để Thái Cực Phong Hồ không đề phòng, sau đó ngay lập tức đi Hiên Viên Hồ, lấy đi Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch, Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo muốn đối mặt quỷ tông, căn bản không ai quản ngươi. Phong Thanh Ngục hỏi, không dùng nhấn mạnh, cũng không có vấn đề gì, nhất là lần này lập công về sau. Những chuyện này, dễ như trở bàn tay. Kiếm Vô Ý nói. Rất tốt, Phong Thanh Ngục ánh mắt nóng rực nhìn lấy hắn, không có ý, ngươi là ta lớn nhất át chủ bài, là hết thảy quan trọng, tiếp đó, nhất định muốn nấp kỹ. Đây là một lần Viêm Hoàng Đại Lục, Đại Thanh Tẩy, cơ hội, thủy triều sau đó, chúng ta, kiếm tộc, đến cùng thành vương vẫn là thành giặc, thì nhìn ngươi. Ta phá 9 tầng kết giới về sau, để quỷ tông cùng thần tông tự giết lẫn nhau, quỷ tông thương vong càng nhiều. Càng là không thể làm gì được bọn ta, cái kia hai cái lão quỷ, sớm muộn chết bởi tử kiếp, không có bọn họ, quỷ tông sớm muộn nhìn không được, cái kia sau cùng, chúng ta duy nhất địch nhân, cũng là Độc Cô Tấn. Kiếm Vô Ý híp mắt nói. Hắn quá tự tin, đồng dạng cũng tiến vào tầng 12 tử kiếp, nhìn không được bao lâu. Mà lại, tứ tượng hải tông nội tình quá mỏng, mà chúng ta có lục đạo thần vực, còn có ngươi. Phong Thanh Ngục nói. Cho nên, nói đến. Lần này quỷ tông thảm bại, đối với chúng ta ngược lại là lớn nhất lợi tốt. Mà lại, dạng này xấu hổ chiến bại, bọn họ không có khả năng thu tay lại. Kiếm Vô Ý cười. Kinh hỉ, giống như tới 10 phần đột nhiên,
lại hoàn mỹ như vậy. Thiên hạ này, chung quy là thiên hạ của chúng ta nhất tộc, có thể bao trùm tại cao hơn hết. Phong Thanh Ngục nhìn lấy mặt trời mới mọc, trong lòng hỏa quang vạn trượng. Đúng rồi, người nói, Độc Cô Tấn, tại thiên hạ đệ nhất hội, ám sát Hiên Viên Si làm cái gì? Kiếm Vô Ý chợt nhớ tới sự kiện này. Không biết, truyền ngôn nói, hắn sát tôn thần, là vì đình chiến. Nhưng đây chỉ là người bình thường ý nghĩ, Hiên Viên Si chỉ là dẫn tử, không phải quan trọng. Độc Cô Tấn người này, trên người có rất nhiều bí mật, hắn thậm chí có thể biết ngũ sắc tinh thần bí mật, nhưng hắn đối với ta có lớn nhất địch ý, tuyệt đối không có khả năng nói cho ta biết. Chúng ta về sau, cần có nhất phòng bị cũng là hắn. Người tại thần tông nhiều năm như vậy, hiểu rõ hắn sao? Phong Thanh Mục hỏi. Kiếm Vô Ý lắc đầu. Nói lên ám sát sự tình, ta thì đối quỷ tông rất khó chịu. Khi đó, ta vừa nói cho bọn hắn, ngươi cùng ta một lòng, bọn họ thì không kịp chờ đợi cho ngươi đi khảo nghiệm Hiên Viên Si, nhìn nàng có phải thật vậy hay không chỉ có thiên thánh cảnh giới. Muốn không phải Hiên Viên Si xác thực rất yếu, ngươi còn có thể sống sót. Khi đó Hiên Viên Si vừa trở về, người nào cũng không biết nội tình. Ngươi dùng ám sát thăm dò, mạo hiểm rất lớn. Phong Thanh Mục nói. Nàng muốn là ngụy trang, thực tế có phía trên thần chi lực, cái kia cửu cung quỷ tông cũng không dám động, ta tồn tại, đối quỷ tông liền không có dùng chỗ, bọn họ mới không quan tâm. Kiếm Vô Ý nói. Cho nên, tuyệt đối không nên tin tưởng đám người này hứa hẹn, muốn là một nguyên đổ, bọn họ vẫn cường thịnh, sớm muộn đến phiên chúng ta. Trước kia bọn họ người đông thế mạnh, ta không có quyền nói chuyện nào, hiện tại, chờ xem đi. Phong Thanh Mục lãnh đạm nói. Được, trước vậy dạng này, ta đi trước, Kiếm Vô Ý nói. Chờ một chút, Phong Thanh Mục chỉ một chút mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc, nói, rất lâu không thấy, trò chuyện một hồi đi. Đỉnh phong trên tuyết sơn, một thanh một lam hai bóng người, đối mặt với mặt trời mới mọc, giống như là hai thanh kiếm, đứng lặng trên đỉnh núi này. Lóng lánh chói mắt phát sáng. Không có ý, còn nhớ rõ lúc còn trẻ, chúng ta hai cái, bị vây ở, Phong Hải kiếm cảnh cái kia 10 năm sao. Phong Thanh Mục nhìn qua mặt trời, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Lục đạo kiếm thần lưu lại bí cảnh, tổ tiên di tích, làm sao quên đâu. Kiếm Vô Ý nói. Nhân sinh có rất nhiều cái 10 năm, thế nhưng là tuổi trẻ năm tháng lại không thường có, ta đại khái là già, gần nhất luôn nhớ lại những cái kia một chút. Theo Phong Hải kiếm cảnh sau khi ra ngoài, ta cả đời này, đều sống ở túc trong số mệnh, tuy nói không nổi tịch mịch, nhưng cũng đầy đủ cô độc, thường thường một năm đều nói không câu nói trước. Ngẫu nhiên nhớ tới cùng một chỗ luyện kiếm thời gian, giống như đó là nhân sinh duy nhất sắc thái đi. Phong Thanh Mục cảm khái nói. Kiếm Vô Ý nhẹ gật đầu. Không có ý, hắn hé mắt, nói, con người của ta, cả đời gây thù hằn 1 triệu, nhưng người chi kỷ, chỉ có ngươi một người mà thôi. Kỳ thật cũng không cần dạng này, cô độc lâu, tâm trung quy mất đi thăng bằng, tại hồng trần đi một chút, nói không chừng đối ngươi bước ra một bước cuối cùng hữu dụng. Lấy vợ sinh con, cũng là luyện kiếm một bộ phận. Kiếm Vô Ý nói. Ngươi lấy vợ sinh con, vậy ta hỏi ngươi, ngươi thành công không? Phong Thanh Mục cười nói. Không có, Kiếm Vô Ý cúi đầu. Chẳng những không thành công, năm đó cùng ta thế lực ngang nhau ra hỏa, hiện tại còn lưu lại tại 11 tầng sinh kiếp. Mất mặt sao ngươi? Phong Thanh Mục nói. Ngươi xác thực lợi hại a, lần trước thiên hạ đệ nhất hội, vừa đến đã tìm ta phiền phức. Kiếm Vô Ý lắc đầu nói. Cũng là nhìn ngươi nhiều năm như vậy, lùi bước không có. Phong Thanh Mục nói. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa đi, đến đón lấy như có cần phải, ta xông vào một chút, 11 tầng tử kiếp cũng có thể giúp đỡ càng nhiều. Kiếm Vô Ý nói. Nỗ lực a. Tại gió hải kiếm cảnh bên trong, kiếm thần nói nguyện vọng, ngươi chưa quên a? Phong Thanh Mục hỏi. Cả một đời sẽ không quên. Hắn a, tuy nhiên trưởng thành tại Thái A kiếm tộc căn, lại tại Thái Ất kiếm tộc. Hắn tâm nguyện, chính là hai chúng ta tộc, có thể một lần nữa về làm một thể, chỉ là tiếc nuối là, tại hắn thành thần, quét ngang đại lục thời điểm, đã từng Thái Ất kiếm tộc, vẫn là không bỏ xuống được bản tộc ngạo mạn, liền thượng thần đều không tuân theo, tại hắn sau khi rời đi. Hai chúng ta tộc, vẫn trời nam đất bắc. Bây giờ, thiên hạ đại biến, Thái Ất kiếm tộc có người dạng này tộc vương, chỉ cần chúng ta làm ra công tích đến, trong loạn thế này, chúng ta song phương tộc nhân, cũng sẽ không lại cố thủ đã thấy. Hơn 100.000 năm, sớm cái kia buông xuống, nơi nào có cái gì bản tộc, cái gì chi nhánh. Càng không có Thái Ất, Thái A, bên trong thiên địa,
sẽ chỉ có một cái kiếm tộc. Dạng này kiếm tộc, mới có thể, đương thiên hạ đệ nhất. Chúng ta theo đuổi Thái Cổ Hiên Viên Thị nhiều năm như vậy, đã sớm hết lòng quan tâm giúp đỡ, muốn tự lập môn hộ. Kiếm Vô Ý nói. Rất tốt, Phong Thanh Mục vươn tay. Kiếm Vô Ý giật mình, cùng bàn tay của hắn, nắm ở cùng nhau. Để cho chúng ta cùng một chỗ, để kiếm đạo, hoành tảo thiên hạ. Phong Thanh Mục lớn tiếng nói. Thanh Vũ, câu nói này, người hai mươi mấy tuổi thời điểm nói qua. Ngay lúc đó bộ dáng, cũng như thế ngu xuẩn. Ha ha, Phong Thanh Mục bất đắc dĩ lắc đầu, đúng vậy à, không nghĩ tới, chính thức muốn thực hiện thời điểm, đã qua 200 năm. Chúng ta già, thế nhưng là, tâm không thay đổi. Kiếm Vô Ý ngóng nhìn Giang Sơn, từng chữ nói ra nói. Ánh sáng mặt trời, có chút chướng mắt. Dễ dàng khiến người ta nhớ tới chết đi thanh xuân. Thái cực phong hồ, độ kiếp phong. Tại cái kia độ kiếp điện trước, mấy vạn kiếp lão tập hợp một chỗ, nín hơi chờ đợi. Tứ phương biên cảnh chiến báo, nguyên một đám truyền về. Tin tức tốt, tin tức xấu đều có. Nói thật, dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi, tâm lý xác thực dày vò. Sớm biết muốn tại cái này khổ đợi, ta còn không bằng đi thiên mệnh thần thành. Ai? Cái gì đều không làm được, quá phiền lòng, ai? Không có cách, cần phòng ngừa đối phương đỉnh cao cường giả, tập kết tiến công nơi này. Trước mắt, độ kiếp phong kiếp lão. Một nguyên trở lên, đã có một phần ba trợ giúp thiên mệnh thần thành, còn có một bộ phận đi đông tây phương hướng. Hiện tại Thái Cổ Thần Vực có ba cái chiến trường, đông tây phương hướng, theo thứ tự là Lục Đạo Thần Vực cùng Lưỡng Nghi Thần Vực tiến công. Đoán chừng lại không lâu nữa, Tứ Tượng Thần Vực cùng Thất Tinh Thần Vực, đều sẽ thêm vào chiến trường. Toàn bộ Thái Cổ Thần Vực, tràn ngập nguy hiểm. Những ngày qua, thiên mệnh thần thành chính tiến hành thảm liệt đại chiến, Thái Cực Phong hồ bầu không khí 10 phần áp lực. Liền xem như cường giả tụ tập độ kiếp phong, bây giờ đa số người, cũng là than thở. Tại trường hợp như vậy phía trên, Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh, chắp tay sau lưng đứng tại độ kiếp điện trước, bất động như núi. Đúng vào lúc này, là Trần Tàng Thư về đến rồi. Mau mau, nghe nói như thế, Phương Thái Thanh mở mắt, thấy được một người nam tử rơi vào trong đám người. Trên mặt của hắn, mang theo cực hạn vui sướng. Chẳng lẽ... có tin tức tốt. Trong lòng mỗi người, đều khẩn trương lên. Trần Tàng Thư, mau nói, mau nói. Gấp cái gì, ta chính là chuyên môn lấy tốc độ nhanh nhất, về tới báo tin. Trần Tàng Thư cười ha ha nói. Ngươi đừng nói nhảm, mau nói, thiên mệnh thần thành ra sao. Mọi người lao nhau hỏi. Tất cả câm miệng, Phương Thái Thanh hô một tiếng, nơi này mới yên tĩnh xuống. Bằng không, Trần Tàng Thư đều không có cơ hội nói chuyện. Nói đi, Phương Thái Thanh nói. Đúng, tông chủ. Trần Tàng Thư nhìn lấy hắn, sau đó lấy rõ ràng lời nói, đem thiên mệnh thần thành bên trong phát sinh hết thảy, giản lược nói tóm tắt, miêu tả rõ ràng. Kiếm Vô Ý tông chủ, chặn tử linh quỷ vương. Đế tử thi triển kinh khủng khống hồn chi pháp, mang theo huyền kiếm quân, nguyên hoàng quân, phối hợp kết giới lực lượng, chu sát 5 triệu trở lên đối thủ, làm cho đối phương toàn quân bị diệt. Trạm tinh điện chủ. Tụ tập thương sinh chi lực, dẫn bạo kết giới, giết bốn đại quỷ vương. Tin tức như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không ai sẽ nguyện ý tin tưởng. Trần Tàng Thư, ngươi có phải hay không đang nằm mơ à? Ngươi nhanh nói thật, có phải hay không thua thảm rồi? Có người hỏi. Ta lăn ngươi, lão dịch vì tự bạo kết giới, đem thánh cung đều hủy, kém chút mệnh đều mất đi, ngươi còn ở lại chỗ này nói loại lời này. Thừa nhận hắn ngăn cơn sóng dữ rất khó sao. Trần Tàng Thư quát. Ngươi đừng hiểu lầm, lão hủ cũng là thật cao hứng, ta khó có thể tin a, ta sợ ngươi nói lung tung a. Yên tâm đi, còn lại báo tin, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trần Tàng Thư nhìn về phía Phương Thái Thanh, nói. Tông chủ, ta gấp trở về cấp tốc báo tin, ngươi có thể tận chuẩn bị sớm, bố trí một bước kế hoạch. Lần này thảm bại, quỷ tông thậm chí ngũ đại thần vực, đoán chừng đều sẽ phát cuồng, nhanh chóng chống đỡ đi. Được, đi nghỉ ngơi đi, Cao Càng, ngươi mang 10 người, đem Dịch Tinh Ẩn yên ổn mang về. Hắn là Thái Cổ Thần Vực anh hùng. Phương Thái Thanh lúc nói chuyện, thanh âm có chút khàn khàn. Tất cả mọi người cùng một chỗ, nghênh đón anh hùng trở về. Oanh! Thiên Nguyên Tông chủ đều lên tiếng. Chuyện này có độ tin cậy, rõ ràng càng cao. Trong lúc nhất thời, độ kiếp phong chấn động. Phương Thái Thanh quay người, đi vào độ kiếp phong.
đi nơi nào đâu? Phương Vũ Tình tựa ở trên cây cột, ôn nhu hỏi. Tìm Hiên Viên Đạo a, không phải vậy ta còn có thể làm gì? Cả đám đều điên cuồng đây là, mà nó, Phương Thái Thanh trợn mắt nói. Đường đường Thiên Nguyên Tông Chủ, nói lời thô tục cũng không tốt. Phương Vũ Tình nói. Tiếp tục như vậy nữa, ta đều muốn điên rồi. Phương Thái Thanh nói. Đúng vậy a, liền Dịch Tinh Ẩn đều đứng ra, ngăn cản ngươi đầu hàng. Phương Vũ Tình bĩu môi nói. Gia hỏa này, thật không nghĩ tới, hắn sẽ có tài như thế hoa cùng đảm lượng, thật sự là đáng tiếc. Bội phục, Phương Thái Thanh nói. Ngươi cảm thấy tiếp đó, sẽ làm sao phát triển? Phương Vũ Tình hỏi. Quỷ Tông thế tất yếu đổ diệt Thái Cực Phong Hồ, nhưng xem ra, có 9 tầng kết giới nơi tay, bọn họ phần thắng, giống như so nguyên kế hoạch muốn hạ xuống rất nhiều. Còn có một chút, ngươi nghe được liên quan tới Lý Thiên Mệnh chuyện sao? Phương Thái Thanh hỏi. Nghe được, khống hồn, một lần có thể giết 1 triệu. Phương Vũ Tình nói. Đây mới là kinh khủng nhất. Hắn có thủ đoạn này, lại thêm Tử Linh Quỷ Vương cũng bị mất, không có Thi Khôi Thi Thú đại quân, tương đương với Ngũ Đại Thần Vực tại quân đội phía trên ưu thế, cơ bản không còn sót lại chút gì, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Nói thật, Ngũ Đại Thần Vực quân đoàn lực lượng cùng Thi Khôi Thi Thú đại quân, mới là nghiền ép chúng ta mạnh nhất tư bản. Nhưng bây giờ, có Lý Thiên Mệnh tại, tương đương với cấp thấp chiến trường, đều không cần đánh, thuần liều các phương sinh tử kiếp cảnh. Cứ như vậy, không có cùng nhau hơn ước quân đoàn cùng Thi Khôi đại quân, trùng kích 9 tầng kết giới, đối phương chỉ dựa vào sinh tử kiếp cảnh, thì muốn công phá Thái Cực Phong Hồ, tối thiểu nỗ lực càng lớn đại giới. Đến lúc đó, bọn họ coi như cầm xuống chúng ta, toàn bộ Quỷ Tông đoán chừng đều muốn phế đi. Phương Thái Thanh hùng hùng hổ hổ nói. Hắn một mực không phải táo bạo người. Nhưng bây giờ những việc này, để trong lòng của hắn 10.000 cái im lặng. Quá mẹ nó thần. Nói cách khác, thần tông có phần thắng rồi. Coi như chịu không nổi, vậy cũng thua không được. Phương Thái Thanh nói. Vậy làm sao bây giờ nha? Phương Vũ Tình hỏi. Làm sao bây giờ, chỉ có thể thật xin lỗi ta lão nương. Thảo. Đều là quái vật, thì ta một người bình thường. Phương Thái Thanh phiền muộn rời đi. Độ kiếp phong trong góc. Dịch Tinh Ẩn cái này tiện hóa. Âu Dương Kiếm Vương vừa nghe được tin tức này, trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Toàn bộ độ kiếp phong đều tại cuồng hoan, duy chỉ có hắn chảy nước mắt, mở ra một bầu rượu. Nước mắt cùng loại rượu lăn lộn cùng một chỗ, ào 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 uống sạch sẽ. Còn em ngươi, xính anh hùng, chỉ biết chơi mệnh, cái này tốt, anh hùng cầm cố, bắt đầu làm phế vật. Trong lòng của hắn khó chịu a. Trong lòng hắn, người huynh đệ này, vẫn luôn là cái tiêu sái nam nhân. Hắn si mê thiên văn chi đạo, mất ăn mất ngủ. Về sau chỉ có thể dương mắt nhìn, làm sao bây giờ? Muốn phong lưu, đều không thành. Thôi thôi, mẹ nó, nửa đời sau, lão tử chiếu cố ngươi được rồi, có ta một ngụm rượu, đều không thể thiếu ngươi nửa ngụm. Hiên Viên Hồ, Nhiên Linh Cung. Phương Thái Thanh tới thời điểm, Hiên Viên Tiêu vừa mới ra ngoài. Thiên Nguyên Tông Chủ, Hiên Viên Tiêu chào hỏi một tiếng. Chiến báo cùng Hiên Viên Đạo nói sao? Phương Thái Thanh hỏi. Đã bẩm báo. Hiên Viên Tiêu nói. Thành. Phương Thái Thanh nhẹ gật đầu, đi đến Nhiên Linh Cung trước. Hiên Viên Đạo, chắp tay đứng tại cửa ra vào. Đều nghe toàn đi, Phương Thái Thanh ngẩng đầu nhìn hắn. Nhất chiến thành danh, nghịch chuyển chiến cục. Hiên Viên Đạo mỉm cười nói. Ta có một ý tưởng, ngươi nghe một chút. Phương Thái Thanh nói. Xin lắng tai nghe, Hiên Viên Đạo nói. Đế tử cái này thủ đoạn nghịch thiên vừa ra, tương đương với phổ thông chiến trường đã vô hiệu. Tăng thêm Quỷ Tông hữu hiệu quân đoàn, đã hủy đi 1/3, mấu chốt là Quỷ Vương chết 6 cái, thiếu khuyết trấn trụ quân đội chủ soái, cho nên ta suy đoán, bọn họ sẽ không lại sử dụng một đường san bằng thần thành phe tấn công pháp. Bọn họ trước kia kế hoạch là san bằng thần thành tập kết, luyện chế hơn 100 triệu thi khôi thi thú, đến trùng kích 9 tầng kết giới, hiện tại như tiếp tục công kích thần thành, đã không có ý nghĩa. Đối phương duy nhất phương pháp, cũng là được ăn cả ngã về không. Tụ tập tất cả sinh tử kiếp cảnh, tiến công Thái Cực Phong Hồ. Phương Thái Thanh nói. Cho nên, giải tán tất cả thần thành, để thần thành bách tính toàn bộ lên núi giã, phân tán ra tới. Dù sao, đối phương đã không có binh lực, tại toàn bộ Thái Cổ Thần vực truy sát bình dân. Thì coi như bọn họ có ý tưởng này, chỉ cần một khi tụ tập 1 triệu người, tình báo của chúng ta tìm tới bọn họ, liền có thể để đế tử truy tung đi qua, duy nhất một lần đồ bọn họ.
Mặt khác, tập kết tinh anh bộ phận, cấp tốc điều động 100 triệu cổ thánh cảnh trở lên tu luyện giả, hội tụ thái cực phong hồ, vì 9 tầng kết giới cung cấp lực lượng. Đây là thiên mệnh thần thành mạch suy nghĩ, đến lúc đó, 9 tầng kết giới tuyệt đối phòng thủ kiên cố. Phương Thái Thanh duy nhất một lần nói xong. Trước kia không thể giải tán thần thành, sợ đối phương tiến quân thần tốc, đồng thời lấy đại quân điên cuồng giết người, luyện chế thi khôi. Bây giờ lại hoàn toàn không sợ, bởi vì, đối phương, quân đoàn, cơ hồ không dùng. Là cái biện pháp tốt, ta đồng ý, để thái cực phong hồ trở thành quyết nhất tử chiến chi địa, để dân chúng ẩn vào sơn giã. Hiên Viên Đạo nói, người đồng ý, ta thì lập tức thực hành. Phương Thái Thanh nói, không giống nhau kiếm vô ý trở về. Hắn lần này, làm được cũng không sai. Hiên Viên Đạo nói, không dùng được đi, hắn vẫn luôn không ý kiến. Phương Thái Thanh nói, đệ tử hiện tại trở về rồi sao? Hiên Viên Đạo hỏi, còn không có, chờ hắn trở về, ta muốn cho hắn, ngay lập tức đi đông tây biên cảnh, mặc kệ Phương Nam Quỷ Tông làm sao phản ứng, để hắn trước tan giã lục đạo kiếm tông cùng lưỡng nghi ma tông quân đội lại nói, binh quý thần tốc, đúng không? Phương Thái Thanh nói, nghe nói đệ tử, hiện tại so tam nguyên kiếp lão còn mạnh hơn. Đúng, không ai có thể giết hắn. Phương Thái Thanh nói, chờ hắn trở về, hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không lập tức hành động đi. Hiên Viên Đạo nói, vì thần tông, hắn vẫn luôn đang liều mạng, sao lại không nguyện ý? Phương Thái Thanh bĩu môi. Vậy cũng đúng, mà lại, lãng phí không được hắn bao nhiêu thời gian. Hiên Viên Đạo, có quái vật này tại, 10 triệu đại quân đều không ý nghĩa. Phương Thái Thanh nhớ tới điểm này, lại muốn đậu đen rau muống. Tâm lý mắng vài câu, hắn khoát khoát tay, chuẩn bị đi. Ngươi nhớ đến tôn thần đã nói sao? Hiên Viên Đạo đột nhiên hỏi. Cái nào một câu? Phương Thái Thanh hỏi. Mẫu thân ngươi sau khi đi, nàng nói những lời kia. Hiên Viên Đạo. Ta nhớ được, Phương Thái Thanh nói. Kỳ thật ta cảm thấy, tâm lý thuần túy một chút rất tốt, thượng thiên sẽ không cô phụ, đã từng nỗ lực qua người. Hiên Viên Đạo. Mệnh ta không do trời. Phương Thái Thanh ha ha nói. Cho nên, người khác thăm dò, ta Phương Thái Thanh sinh là thần tông người, chết là thần tông quỷ, có tin hay không là tùy ngươi. Phương Thái Thanh thản nhiên nói. Ta tin, Hiên Viên Đạo nói. Đi. Phương Thái Thanh quay người rời đi, chớp mắt biến mất. Quỷ thần Sơn Mạch, Vạn Thánh Điện. Vạn Thánh Điện, ngay tại Cửu Quỷ Thiên Cung phía dưới, to lớn mà rộng rãi. Tại vạn trong thánh điện, rất nhiều đỉnh cấp kiếp lão tụ tập cùng một chỗ. Đây là Cửu Cung Quỷ Tông đỉnh phong lực lượng. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là Thái Cực Phong Hồ. Tại vạn trên tòa thánh điện, một cái áo tím quỷ vương, ngồi ngay ngắn ở này. Hắn chính là Tử Tiêu Quỷ Vương. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đầu u ám cự thú, rơi vào vạn trước thánh điện, đó là Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long. Giống. Nó gào thét một tiếng. Vạn trong thánh điện, người người xô trào. Bọn họ triển lộ ra vẻ mặt vui cười, rối rít nói. Ta liền nói, tin tức tốt lập tức liền sẽ đến. Không biết lần này, cái kia bốn đại quỷ vương, chu diệt đối phương bao nhiêu kiếp lão. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên mệnh thần thành chi chiến, song phương lực lượng, không tại một cái phương diện phía trên. Cho nên đối Cửu Cung Quỷ Tông tới nói, đây chẳng qua là một trận, đã định trước chắc thắng chiến tranh. Sau đó, tại chỗ kiếp lão nhóm, cơ hồ vui vẻ ra mặt. Dù là nhìn đến, Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long, lệ khí kinh người, bọn họ còn tại trò chuyện ý nghĩ của mình, trò chuyện vui vẻ. Im miệng đi, các vị. Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long cái kia thân thể lớn như vậy, rơi vào vạn trước thánh điện, trên thân màu xanh lục ma chơi thiêu đốt. Hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên biến đến âm lạnh xuống. Có tổn thất, Tử Tiêu Quỷ Vương thanh âm bình thản hỏi. Rất không có khả năng a. Thái cổ tà ma đều đi, bốn cái quỷ vương tỏa chấn, coi như không có thi khôi thi thú đại quân, chúng ta còn có 6 triệu chiến sĩ. Bình thường tới nói, coi như kiếm vô ý có trợ giúp, không uổng phí một binh một tốt, đều có thể cầm xuống thiên mệnh thần thành. Cho đến lúc này, rất nhiều người còn hồn nhiên không thèm để ý. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long ngửa mặt lên trời, đột nhiên phát ra một tiếng thê thảm nộ hống. Cái kia thê tuyệt thanh âm, nghe được mọi người tê cả da đầu. Toàn bộ vạn thánh điện, triệt để tĩnh mịch. 6 triệu chiến sĩ, chết sạch, 4 cái quỷ vương, đều đã chết.
Cứ như vậy, các ngươi tiếp tục đi. Tử linh quỷ hỏa bạo long nhìn lấy, bọn họ cái kia tự cho là đúng thái độ, tức giận hơn. Nó sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi, truy đều đuổi không kịp, lưu lại đầu óc mơ hồ mọi người. Bạo long đại nhân, não tử đúng hay không? Loại thời điểm này, phát cái gì tính khí a, còn nói lung tung. Không nghĩ ra. Chỉ là, quỷ dị như vậy tình huống, để tử tiêu quỷ vương ngồi không yên. Hắn vừa đứng lên, lúc này thời điểm, không chỉ là còn lại quỷ vương cộng sinh thú, còn có mấy cái trở về từ cõi chết tam nguyên kiếp lão, theo phương bắc trở về. Bọn họ vừa về đến, thì thê thảm ngã trên mặt đất, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thần trí thanh tỉnh người sao? Nói rõ ràng, tử tiêu quỷ vương cả giận nói. Ta tới nói đi. Trong đám người đi tới một cái lão giả. Thanh âm hắn khàn khàn, lấy bi thương, khuất nhục tâm tình, đem thiên mệnh thần thành phát sinh sự tình, miêu tả rõ ràng. Đây hết thảy, giống như huyết ý, thanh minh hai vị quỷ vương, chiến tử thiên tinh cảnh một dạng, đều là sự thật. Dù là các vị không tin nữa, đều cần tiếp nhận. Đây là một trận để thiên hạ cười nhạo thảm bại. Sự thật chính là, chúng ta sư tử vồ thỏ, nhưng là thỏ khôn có ba hang, đem sư tử cho chơi chết rồi. Một đoạn này lời nói xong, vạn thánh điện triệt để tĩnh mịch. Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi một cái đỉnh cấp cường giả, bọn họ ánh mắt tinh hồng, nắm thật chặt song quyền. Không hề nghi ngờ, mỗi người đều biệt khuất, khó chịu, thậm chí tê tâm liệt phế. Khả năng cả một đời, đều không làm nhục như vậy qua. Rất nhiều người bắt đầu phát tiết, đến phát tiết trong lòng phẫn uất. Bọn họ muốn chửi mắng, có thể mấu chốt là, mắng ai đây? Thiên tinh cảnh, thiên mệnh thần thành, thật sự là đủ. Không sẽ lại có lần tiếp theo. Nhất nguyên thần vực, nhất định phải phát ra gấp 10 lần, gấp 100 lần đại giới. Thì một cái dịch tinh ẩn a. Tin tức truyền ra về sau, toàn bộ quỷ thần sơn mạch, đều bao phủ tại tĩnh mịch trong không khí. Khắp nơi đều một mảnh thảm đạm. Phát hiện không có, chúng ta theo thiên hạ đệ nhất hội, liền bắt đầu thảm bại, đến bây giờ liên bại 3 trận, đã thua rối tinh rối mù. Mà hết thảy này, đều cùng một người có quan hệ, cái kia chính là Lý Thiên Mệnh. Địa tạng, bà Sa hai vị quỷ vương, đến cùng đang làm cái gì a? Lúc này, bị đánh thành dạng này, bọn họ còn không xuất thủ. Còn muốn tiếp tục làm trò cười. Rất nhiều người chính mình cũng đang hoài nghi. Một ngày này về sau, toàn bộ quỷ thần sơn mạch, triệt để nổ. Vô số người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền sẽ lấy lớn nhất giữ tợn bộ dáng, phóng tới thái cổ thần vực. Tử tiêu quỷ vương, xin cho chỉ một con đường sáng đi. Rất nhiều người tuyệt vọng nói. Tử tiêu quỷ vương trầm mặc rất lâu. Chín đại quỷ vương, còn lại ba cái. Sự thực như vậy, liền xem như nằm mơ, hắn đều không thể tin được. Không có người so với hắn, càng tê tâm liệt phế. Tại cái này thê thảm thời khắc, hắn đứng dậy, đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên, vạn thánh điện phía bắc, đột nhiên truyền đến động tĩnh khổng lồ. Nếu như nói quỷ thần sơn mạch là một cái cự nhân, cái kia động tĩnh phát sinh ở cái này cự nhân ánh mắt vị trí. Khương vô tâm, tử tiêu quỷ vương ánh mắt sáng lên. Hắn để mọi người lưu ở chỗ này, sau đó lập tức phóng tới huyết nguyên đỉnh phương hướng. Ông, một đạo huyết quang theo một chỗ trong vực sâu, xông lên đám mây, đem tầng mây hoàn toàn nhuộm đỏ. Có thể tính thành công. Tử tiêu quỷ vương thần sắc mừng rỡ. Hắn trường bào liệt liệt, đi tới cái kia huyết quang trước đó, đứng ở cự nhân, trên mũi, nhìn lấy, ánh mắt, vị trí xương máu. Cái kia trong xương máu, một cái toàn thân tràn đầy màu đen đường vân thanh niên, từ trong đó đi ra. Hắn mở mắt ra, trong cặp mắt, đều có hai cái tròng mắt. Cái này khiến hắn nguyên bản bình thường bộ dáng, vậy mà biến đến 10 phần yêu dị. Chỉ là, ánh mắt của hắn, có chút mờ mịt. Cái kia không giống như là một cái, nắm giữ bình thường tư duy người ánh mắt. Mà lại, tại cái này mờ mịt phía dưới, lại cất giấu sâu vô cùng hung lệ. Hắn giãy giụa thân thể của mình, đi được 10 phần mất tự nhiên, thậm chí sau cùng hai tay chạm đất, như thú loại một dạng, bò tới tử tiêu quỷ vương trước mắt. Sau đó, hắn nháy mắt, ngẩng đầu, mơ hồ nhìn lấy tử tiêu quỷ vương. Ngươi là ai? Tử tiêu quỷ vương ngồi xổm xuống, lau sạch trên mặt hắn vết máu, mỉm cười hỏi. Khương, Khương vô tâm, hắn lung lay đầu nói. Ngươi vì sao mà sinh? Tử tiêu quỷ vương hỏi lại. Hủy, hủy diệt,
Khương Vô Tâm trả lời. Đáp đúng, không tệ, người hợp cách. Tử Tiêu Quỷ Vương vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn đứng dậy, nói, Khương Vô Tâm, người theo ta đi. Đúng, chủ nhân. Khương Vô Tâm ánh mắt đờ đẫn, đi theo phía sau của hắn. Ta chỉ là người thứ ba chủ nhân, người còn có hai người chủ nhân, muốn nghe bọn hắn mà nói, là bọn họ sáng tạo ra ngươi. Bọn họ tương đương với cha mẹ của ngươi, biết không? Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Biết rõ, biết. Tử Tiêu Quỷ Vương mang theo hắn, một đường tại bầu trời chạy như bay, thẳng đến đạt tới cự nhân, bụng. Mở ra, vạn thú ngục. Tử Tiêu Quỷ Vương đối chú thủ tại chỗ này kiếp lão nói. Vâng. Mấy cái kiếp lão cùng một chỗ, mở ra kết giới. Trước mắt xuất hiện một cái đen nhánh thâm uyên, cửa vào rất lớn. Kết giới vừa mới mở ra, phía dưới thì truyền đến đinh tai nhức óc tiếng thú gào âm. Nghe được thanh âm này, người thấy vị đạo, Khương Vô Tâm chóp mũi bỗng nhúc nhích. Hắn trong hai mắt sương máu, bắt đầu tràn ngập, cả người lộ ra cực kỳ sao động. Thế nào, Tử Tiêu Quỷ Vương hỏi. Đói bụng, đói khát, cũng là đẹp nhất tín hiệu. Tử Tiêu Quỷ Vương nụ cười, càng ngày càng dễ chịu. Xem ra thật giống như, hắn đã quên đi bốn đại quỷ vương chiến tử tin dữ này. Sau khi nói xong, hắn lôi kéo Khương Vô Tâm nhảy xuống thâm uyên. Tại bọn họ đi xuống về sau, vạn thú ngục cửa kiếp lão, liền vội vàng đem kết giới cửa lớn phong bế. Tử Tiêu Quỷ Vương bồi dưỡng cái này Khương Vô Tâm, đến cùng có làm được cái gì? Nghe nói có thể biến thành cỗ máy giết chóc, ta thế nào cảm giác, hiện tại bồi dưỡng thành công, giống như cũng chỉ là phổ thông sinh tử kiếp cảnh, nhiều lắm là ngũ lục trọng. Đúng, giống như không có gì đặc thù. Nhìn lấy chính là, nói không chừng cái này Khương Vô Tâm, là chúng ta nghịch chuyển thế cục quan trọng. Phía trước đánh cho quá khinh địch, mất đi tiên cơ, ai? Không biết giấu, bà xa hai vị quỷ vương đến cùng đang làm gì đó. Có chuyện gì, so đánh vỡ thái cực phong hồ 9 tầng kết giới, còn trọng yếu hơn sao? Đừng nói nữa, ý nghĩ của bọn hắn, chúng ta chỗ nào có thể hiểu thấu đáo. Bớt tranh cãi. Vạn thú ngục bên trong. Khi bọn hắn sau khi đi vào, cái này vạn thú ngục rốt cục có ánh sáng. Tại cái này sâu trong lòng đất bao la trong không gian, có một cái hắc ám kết giới, đem mảnh không gian này hoàn toàn phong cấm. Kết giới ánh sáng xuất hiện về sau, có thể nhìn đến, tại cái này trong không gian kín, lại có lít nha lít nhít phi cầm, thú chạy, côn trùng, loài cá, vân vân. Những thứ này thú loại, trong mắt đều có điểm sao, rõ ràng đều là có trí tuệ cộng sinh thú. Bọn chúng số lượng, thực sự nhiều lắm, dù là cái này vạn thú ngục rất lớn, bọn họ tập hợp một chỗ, vẫn đem nơi này hoàn toàn chật ních. Chen chúc kết quả, cũng là tranh đấu. Càng là tranh đấu, càng là tuyệt cảnh, đến sau cùng, bọn họ cũng không dám đánh, tất cả cộng sinh thú tập hợp một chỗ, tại cái này mở tối thế giới làm bên trong chờ chết. Thẳng đến một ngày này, hai người xuất hiện tại bọn chúng phía trên, nhìn lấy cái này tối thiểu có 7 triệu cộng sinh thú. Những này là ngũ hành thần vực tù binh, bọn chúng ngự thú sư, đều đầu nhập huyết nguyên đỉnh, dùng để bồi dưỡng ngươi, quỷ hoàng thú thể chất dinh dưỡng. Hiện tại, còn dư lại bọn họ, chính là ngươi thực vật. Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Thực vật. Khương Vô Tâm nhìn chằm chằm những thứ này cộng sinh thú, ánh mắt bắt đầu sung huyết, hàm răng của hắn đang run rẩy, song tay đang run rẩy. Các ngươi là ai? Nhanh thả chúng ta ra ngoài. Nhanh, ép buộc bọn họ. Nói không chừng có thể ra ngoài. Bọn họ thì hai người. Cái kia 7 triệu cộng sinh thú, điểm sao đại bộ phận đều tại 100 trở xuống, bọn họ trong tuyệt vọng, thấy được hy vọng sinh tồn, sau đó hô nhau mà lên. Khương Vô Tâm, bày ra bản thể của ngươi. Dùng ngươi, quỷ hoàng, huyết mạch, phát huy ngươi mạnh nhất thiên phú, đi thôi. Tử Tiêu Quỷ Vương đẩy hắn một thanh, đem hắn đẩy hướng phía dưới. Oanh! Hắn trực tiếp bị vạn thú thần thông chìm ngập. Nhưng là, hắn biến mất sao? Cũng không có. A, a. Hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, trên thân màu đen đường vân giống như là xà một dạng vặn vẹo, tại nàng này động bên trong, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu bành trướng. Chỉ bất quá, một bành trướng, thì không có hình người. Xuất hiện tại Tử Tiêu Quỷ Vương trước mắt, là một cái hoàn toàn không có tay chân màu đen cục thịt. Nó có chút cùng loại Thanh Minh Quỷ Vương lục thủy quỷ, đường kính đại khái chừng 10 thước. Đang sinh ra về sau, nó còn đang biến hóa, vậy mà dài ra trên trăm đầu cùng loại bạch tuộc, mọc đầy rác hút xúc tu, ngay sau đó, trên đó lại đã nứt ra một chương tinh hồng miệng,
miệng kia ba cơ hồ chiếm cứ mặt ngoài tích 1/3, quả thực chính là một trương kinh khủng miệng to như chậu máu. Một người, bỗng nhiên biến thành loại này bộ dáng, nói thật, liền Tử Tiêu Quỷ Vương đều có cảm giác da đầu tê dại. Nhưng là, làm hắn nhìn đến quái vật kia duỗi ra xúc tu, đem cái kia từng đầu cộng sinh thú, trực tiếp kéo đến trong miệng, một ngụm cắn chết, sau đó liền da lẫn xương đều cho nuốt vào, nhìn đến ở trong quá trình này, cái này màu đen cục thịt, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại lớn lên, khí tức biến đến càng ngày càng kinh khủng, Tử Tiêu Quỷ Vương rốt cục cười. Cái này, mới thật sự là quỷ thần thượng tộc, hơn nữa còn là hoàng tộc. Kế thừa, cửu cung quỷ thần, chi huyết, tiểu tử này thật sự là may mắn a. Có điều, hắn cũng không phải là chân chính quỷ thần thượng tộc, cho nên, chỉ có quỷ hoàng thú thể thực lại chỉ là một đầu có thể trưởng khống dã thú thôi. Quỷ thần thượng tộc lưu tại Viêm Hoàng Đại Lục huyết mạch, 200.000 năm ở giữa, mới phản tổ một cái, hoàng tộc huyết mạch chính là cửu cung quỷ thần. Lúc trước cửu cung quỷ thần, liền dựa vào huyết mạch này nhẹ nhõm thành thần, chỉ tiếc, hắn sinh sớm, khi đó thiên tinh cảnh nhà tù không thể gãy, thái cổ hiên viên thị lại đào mệnh ẩn tàng, cho nên, hắn suốt đời tiếc nuối, cũng là không có thể mở ra, 9 tầng địa ngục, huyết long phong ma kết giới cùng thiên nguyên chấn ngục kết giới, để quỷ thần thượng tộc, trở lại nhân gian. Bây giờ, huyết long phong ma đã phá, 9 tầng địa ngục tái nhập nhân gian, chỉ cần tiếp dẫn quỷ thần, làm tốt câu thông, lại hủy diệt hiên viên đại đế thần thể. Song trọng nghịch hướng, đánh vỡ thiên nguyên chấn ngục kết giới, quỷ thần thượng tộc, liền có thể trở lại nhân gian. Ta Tử Tiêu, tuy nhiên cùng hai vị kia khác biệt, cũng không phải là quỷ thần thượng tộc, nhưng chỉ cần quỷ thần tái nhập, nhất định có thể ban cho ta quỷ thần huyết mạch, để cho ta nắm giữ dài hơn thọ mệnh. Chỉ là đáng tiếc, huyết ý, tử linh, vẫn còn có mấy vị huynh đệ tỉ muội, đại nghiệp chưa thành, vậy mà trước một bước rời đi, bi thương a. Hắn lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Một đôi nóng rực hai mắt, nhìn chằm chằm phía dưới màu đen cục thịt nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khương Vô Tâm thời khắc này khủng bố, kiên định hơn quyết định của hắn. Quỷ thần thượng tộc, trời sinh liền vì nô dịch nhân tộc mà sinh, 20 vạn năm trước, nhân tộc chỉ là quỷ thần thượng tộc nuôi dưỡng súc vật, quỷ thần thượng tộc dùng ăn cộng sinh thú, đến tăng cường bọn họ mạnh nhất nhục thân. Nghe nói lúc ấy cộng sinh hệ thống tu luyện, thì là quỷ thần thượng tộc, truyền cho nhân tộc. Để nhân tộc cộng sinh thú chất thịt càng cường nhận hơn. Cái gọi là hiên viên đại đế, chỉ là lấy phổ thông công pháp, khai sáng lịch sử, bây giờ vậy mà truyền thuyết là hắn sáng tạo ra cộng sinh tu luyện, ha ha. Nói đến, ta cũng là nhân tộc a, nhưng là, thành quỷ thần, thọ mệnh dài hơn, mới có thể thật thành thần, mới không dùng giống như bọn họ, tại tử kiếp hết sức dẫy dụa, cớ sao mà không làm đâu. Lại nói, lúc trước quỷ thần thượng tộc, quỷ thần đông đảo, cái kia hiên viên đại đế, đến cùng là làm sao dựa vào sức một mình, phá hủy quỷ thần thượng tộc đối Viêm Hoàng Đại Lục 100 vạn năm thống trị. Để hèn mọn nhân tộc quật khởi. Lúc gian cách quá lâu, cái này đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là thiên cổ bí ẩn. Bây giờ, Tử Tiêu duy nhất khát vọng, cũng là thoát ly thân người, kế thừa quỷ thần huyết mạch, thành càng có ưu thế chờ sinh mệnh. Truyền thuyết, quỷ thần thượng tộc huyết nhục chiến lực rất khủng bố, trong đó hoàng tộc huyết mạch, dựa vào cái này huyết nhục năng lực. Đều có thể đem chiến lực, tăng lên tới thần phía dưới vô địch trình độ. Vốn là, trước đánh hạ nhất nguyên thần vực các đại thần thành, một mặt là vì thi khôi thi thú, một mặt là dùng nhất nguyên thần vực cộng sinh thú, tới nuôi dưỡng Khương Vô Tâm, kết quả hiện tại làm hư, thì cái này 7 triệu, hy vọng có thể để hắn có đầy đủ cường độ đi, còn lại, đoán chừng chỉ có thể đến Thái Cực Phong Hồ trở lại. Không có thi khôi thi thú cùng quân đoàn ưu thế, muốn bắt lại 9 tầng kết giới, rất có thể phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhưng là, chúng ta đánh mất tiên cơ, đã không có đường lui. Chỉ có thể trông cậy vào cái kia kiếm vô ý, có thể có vượt xa bình thường phát huy. Bất quá, mặc kệ thương vong bao nhiêu, liền xem như ta cửu cung người của thần vực chết sạch, vậy cũng là nhân tộc. Bọn họ hai vị căn bản sẽ không quan tâm, quỷ thần thượng tộc càng sẽ không để ý. Hiện tại Khương Vô Tâm làm xong, chỉ đợi tiếp dẫn hoàn thành, để quỷ thần thượng tộc coi là tốt thời gian, tại nội bộ trùng kích thiên nguyên chấn ngục kết giới. Cũng là cuối cùng khai chiến thời điểm. Chỉ cần 9 tầng địa ngục vừa mở, toàn bộ cửu cung thần vực hủy diệt, cái kia lại có làm sao đâu. Khi đó, ta đã không phải là người. Tử Tiêu Quỷ Vương kìm nén không được kích động trong lòng. Tại trong tầm mắt của hắn, cái kia Khương Vô Tâm hóa thành quái vật, ngay tại nuốt ăn 7 triệu cộng sinh thú. Ngay từ đầu, tốc độ của hắn rất chậm. Theo hắn huyết nhục trưởng thành, thân thể biến lớn, làm nó đường kính đạt tới hơn 100 mét tốc độ. Đã thật nhanh.
Tiếp đó, cộng sinh thú số lượng dần dần giảm bớt. Đến đằng sau, nó duy nhất một lần có thể ăn hơn 1000 con, trực tiếp dùng ra tay, ném tới trong mồm cắn xé. Thân thể của nó, càng lúc càng lớn, đường kính theo 100 mét, tiêu thăng đến 700 mét. Đường kính 700 mét huyết nhục cự thú, đã so dài 1000 mét mộng yểm hồn trùng, xem ra đều phải lớn hơn nhiều. Đã từng quỷ thần thượng tộc, chính là như vậy ăn sao? Bọn họ cường đại con đường, căn bản không cần phức tạp như vậy thiên ý lĩnh ngộ, bọn họ mới thật sự là cao đẳng sinh mệnh. Quỷ hoàng huyết mạch a, chỉ dựa vào ăn, đều có thể thần phía dưới vô địch, thật là đáng sợ. Chân chính chí cao chủng tộc. Tử Tiêu Quỷ Vương lệ nóng doanh tròng. Dù là hắn hiện tại, vẫn chỉ là cá nhân, nhưng là, hắn đã tinh thần quỷ thần thượng tộc. Sốt cục. Khương Vô Tâm đường kính đạt tới 700 mét, đem 7 triệu cộng sinh thú, ăn đến sạch sẽ, liền một cục xương đều không phun ra. Tiện nghi tiểu tử này, vậy mà có thể được đến cửu cung quỷ thần duy nhất một giọt, hoàng huyết, nghe nói quỷ hoàng huyết mạch, 9 tầng trong địa ngục, cũng không có nhiều. Có điều, hoàn toàn mất đi thần trí, giống như cũng không có ý nghĩa a. Tử Tiêu Quỷ Vương chạy như bay xuống. Tại dưới chân hắn, cái kia đường kính 700 mét màu đen cục thịt, vậy mà bắt đầu thu nhỏ. Cái này chỉ là bọn hắn ăn trạng thái. Trạng thái chiến đấu, vẫn là bộ dáng lúc trước. Bởi vì, nhục thân ngưng thực thu nhỏ, mới có thể cường đại. Ba 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 ba. Cái kia màu đen cục thịt thu nhỏ, phát ra âm thanh chói tai, nghe giống như là rất nhiều xương cốt đứt gãy. Theo 700 mét, đến 600 mét, thẳng đến 100 mét. Tiếp đó, vẫn đang kéo dài thu nhỏ. Tử Tiêu Quỷ Vương rõ ràng cảm giác. Tại áp xúc quá trình bên trong, cái này màu đen cục thịt, biến đến càng ngày càng kiên cường, lực lượng càng ngày càng hung mãnh. Nhưng, còn tiếp tục. Thẳng đến sau cùng, tại áp xúc đến cực hạn thời điểm, một cái bộ dáng ban đầu Khương Vô Tâm, xuất hiện ở Tử Tiêu Quỷ Vương trước mặt. Hắn ánh mắt ngốc trệ, ánh mắt mờ mịt, thế mà hắn tựa như là một đầu thôn thiên cự thú, toàn thân tản ra kinh khủng sát khí, nhất cử nhất động, giống như đều có 1 triệu cự thú đang lao nhanh. Này khí tức. Quá mạnh. Nói thật, muốn không phải sợ biến thành thiểu năng trí tuệ, Tử Tiêu Quỷ Vương đều muốn cái này, hoàng tộc huyết mạch. Đến, đánh ta nhất quyền, Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Đúng, chủ nhân. Khương Vô Tâm đột nhiên lóe lên, xuất hiện tại Tử Tiêu Quỷ Vương trước mặt, một quyền đánh ra. Tử Tiêu Quỷ Vương lấy 11 tầng tử kiếp lực lượng, đơn giản chặn lại. Oanh! Một tiếng chấn động, Tử Tiêu Quỷ Vương bay lên không trung. Đâm vào phía trên kết giới phía trên. Hắn tằng hắng một cái, MU bàn tay chắp sau lưng. Nhưng là, cánh tay run rẩy, đó là sự thật. Khương Vô Tâm. Chủ nhân. Ngươi là hôm nay, tin tức tốt duy nhất, mới 7 triệu cộng sinh thú, liền để lực lượng của ngươi, tiếp cận ta. Thật nghĩ lập tức cho ngươi 50 triệu. Tử Tiêu Quỷ Vương cười. Hài tử, ngươi sẽ là nhân tộc ác mộng. Hắn rơi xuống, như một cái phụ thân. Ôm ấp lấy Khương Vô Tâm, vỗ phía sau lưng của hắn. Bỗng nhiên, Khương Vô Tâm nhỏ khẽ nâng lên đầu. Phía trên kết giới, đã mở ra. Mặt trời gay gắt quang mang, thiêu trên mặt. Quang ảnh biến hóa bên trong, hắn giống như thấy được 2 cái cô nương. Tâm, giống như bị tổn thương. Lý Thiên Mệnh bọn họ trở lại Thái Cực Phong Hồ thời điểm, không ngoài dự liệu, nghênh đón bọn họ, chính là sự vang dội hoan nghênh. Cho dù là đến độ kiếp phong, chỗ nghênh tiếp mỗi người, đều lấy sùng kính ánh mắt, nhìn lấy hắn cùng Dịch Tinh Ẩn. Nhất là Dịch Tinh Ẩn. Hắn là độ kiếp phong bảng hiệu một trong, mà lại thuộc về tam đại thị tộc bên ngoài thực lực đảm đương cùng nhan trị đảm đương, quả thực cho toàn bộ độ kiếp phong tăng thể diện. Độ kiếp phong bên trong. Những cái kia không phải tam đại thị tộc kiếp lão nhóm, bởi vì hắn mà dương mi thổ khí, đối toàn bộ thần tông lòng trung thành, tự nhiên càng mạnh. Bởi vì quyết chiến lửa xém lông mày. Cho nên bọn họ cũng không có quá nhiều chúc mừng. Kiếm tông chủ trở về đến thật nhanh. Lý Thiên Mệnh vừa trở về, liền thấy Phương Thái Thanh cùng Kiếm Vô Ý đứng chung một chỗ. Về tới báo tin, Kiếm Vô Ý nói. Đế tử, lần này may mắn mà có các ngươi. Phương Thái Thanh nói. Là mọi người tề tâm hiệp lực kết quả. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, thời gian cấp bách, có 2 chuyện, ta nói cho ngươi một chút. Phương Thái Thanh nói. Phương Tông Chủ mời nói. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện thứ nhất, là giải tán thần thành sự tình. Phương Thái Thanh đem ý nghĩ nói một lần, sau đó nói, chuyện này, ta đã truyền lệnh xuống,
trước mắt các đại thần thành ngay tại khẩn cấp giải tán, mệnh lệnh này bởi vì ngươi mà xuống, ngươi không có ý kiến chớ. Không ý kiến, Lý Thiên Mệnh nói. Đệ tử loại này khống hồn năng lực, phải chăng ổn định? Phương Thái Thanh hỏi. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh loại này đáp lại, để Phương Thái Thanh đầy đủ an tâm. Vậy liền nói chuyện thứ hai, trước mắt Âm Dương Ma Tông cùng Lục Đạo Kiếm Tông, cho đông, phía tây cảnh áp lực rất lớn. Bên kia còn tại công thành, cho nên thần thành không tiện bỏ, khả năng cần đệ tử lập tức chạy tới bên kia, trợ giúp biên cảnh tan giã địch quân. Chỉ cần cái kia vài tòa thần thành có thể giải tán, chúng ta thì toàn quân về thủ Thái Cực Phong Hồ. Phương Thái Thanh nói, có thể, vậy ta đầu tiên đi đến chỗ nào một bên? Phương Thái Thanh ý nghĩ này, cùng Lý Thiên Mệnh chính mình nghĩ không sai biệt lắm. Dựa vào trộm mệnh hồn cái này thần thông, giải tán thần thành, đóng giữ Thái Cực Phong Hồ, là một loại tất nhiên. Trước kia địa phương có thi khôi thi thú, sợ bọn họ lên núi giã giết bách tính. Bây giờ đối phương không đủ nhân thủ, thần thành hoàn toàn có thể tạm thời từ bỏ thần thành. Bằng không, nhân khẩu tụ tập, còn dễ dàng làm cho đối phương dùng sức mạnh người đánh vỡ, hình thành đột sát. Lý Thiên Mệnh vừa hỏi, cái vấn đề này thời điểm, mặt khác chiến báo truyền đến. Bẩm báo đệ tử, Thiên Nguyên Tông Chủ, Nhân Nguyên Tông Chủ, Lục Đạo Kiếm Tông đã rút quân, toàn quân trở về Lục Đạo Thần Vực. Tin tức này, không ra ngoài Lý Thiên Mệnh đoán trước. Phong Thanh Ngục gia hỏa này, tại Thiên Mệnh Thần Thành bị trọng thương, người sử dụng thủ đoạn đồ sát trăm vạn đại quân sự tình, hắn đoán chừng rất rõ ràng, lập tức rút quân, nói rõ hắn sợ ngươi. Phương Thái Thanh khinh bỉ nói. Vậy ta liền đi Âm Dương Ma Tông, Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, Lý Thải Vi cùng Tần Phong Dương, đều ở bên kia. Âm Dương Ma Tông kiếp lão cùng binh lực, đều so Lục Đạo Thần Vực mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ công được rất mạnh. Nếu như bọn họ còn không lui binh, đệ tử, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Phương Thái Thanh nói. Lý Thải Vi sao? Lý Thiên Mệnh sớm muốn đánh nàng. Nàng phía trước khi dễ chính mình ác như vậy, hiện tại biết mình, thực lực gì a? Đúng, bọn họ hiện tại ngay tại tiến công, Phù Lăng Thần Thành, trước mắt, Tuyết Linh Quân, đóng tại này. Bọn họ tiến công rất hung, phía trước đã phá ba tòa thần thành, trên tay có không ít tù binh của chúng ta. Phương Thái Thanh nói, ta muốn đánh lui bọn họ, lại đem tù binh mang ra, để bọn hắn chạy đến sơn giã. Đúng, có thể làm được không? Phương Thái Thanh hỏi, không có vấn đề, cần bao nhiêu nhân thủ? Chính ta đi là được. Đệ tử bá khí, Phương Thái Thanh tán thưởng nói. Đó là tự nhiên, Thiên Mệnh Thần Thành đều thắng, bọn họ muốn tập kết cường giả tiến công Thái Cực Phong Hồ, để bọn hắn đã đi là không thể trở về. Ba vị tông chủ muốn giữ vững 9 tầng kết giới, nhiệm vụ trọng đại, Âm Dương Ma Tông chút chuyện nhỏ này, ta đi giải quyết. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn không phải kiêu ngạo, mà chính là để Phương Thái Thanh nhìn một chút, hắn là có phấn khích. Phiền phức đệ tử, lúc này mới vừa trở về, liền muốn rời khỏi. Phương Thái Thanh nói. Vì thần tông, muôn lần chết không từ. Hắn nhìn ra hỏa này liếc một chút, rất hiển nhiên, Thiên Mệnh Thần Thành thắng lợi. Sẽ để cho Phương Thái Thanh cùng toàn bộ Thái Thanh Phương Thị, đều càng thành thật. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đi ra ngoài. Bất quá, hắn cũng không có lập tức rời đi. Đứng tại độ kiếp phong hướng xuống nhìn, toàn bộ Thái Cực Phong Hồ, đều tại tiến hành cuối cùng chuẩn bị chiến đấu. Có đại lượng cổ thánh cảnh trở lên người, cấp tốc tiến vào Thái Cực Phong Hồ. 9 tầng kết giới linh tuyến, đã trải rộng ánh mắt chiếu tới chỗ. Toàn dân đều là binh. Tất cả mọi người biết. Quỷ Tông tất nhiên nổi giận báo thù. Thái Cực Phong Hồ, cuối cùng sẽ nghênh đón trận chiến cuối cùng. Phù Lăng Thần Thành nhất định sẽ đi, nhưng là ở trước đó, còn có hai kiện việc nhỏ, cần phải quan trọng hơn. Lý Thiên Mệnh tại dãy núi ở giữa, vào chỗ xuống dưới, bắt đầu tu luyện. Khương Phi Linh giải trừ Phụ Linh, ngốc tại bên cạnh hắn. Thời gian cấp bách, nàng cũng không quấy rầy, ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, kéo lấy quai hàm. Nhìn lấy cái này liệt dương hạ thiếu niên tóc trắng xuất thần. Ngươi sau cùng bổ đao, tử linh quỷ vương công đức, tính toán tại trên đầu ngươi sao? Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy, thu hoạch to lớn. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt mỉm cười. Vậy nhưng kiếm lợi lớn nha. Khương Phi Linh cười nói. Dù sao, đơn giản bổ đao mà thôi, xác thực rất nhẹ nhàng. Dễ chịu là dễ chịu, bất quá, hẳn là một lần cuối cùng. Dù sao. Hẳn không có so tử linh quỷ vương, càng tội nghiệt người. Mà lại,
sinh tử kiếp cảnh càng là về sau đi, muốn đột phá thì càng khó. Công đức con đường này, tính toán đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh nói, đây là thiên đạo một lần cuối cùng biếu tặng. Tử Linh Quỷ Vương đối trần thế sinh mệnh trà đạp, đến nhân thần cộng phẫn trình độ. Nàng diệt vong, kỳ thật cũng là một trận cứu vãn thương sinh. Nàng nếu không chết, ai biết còn sẽ có bao nhiêu người, biến thành thi khôi thi thú. Mộng yểm hồn trùng là đồng lõa. Ý chí của nàng, mới thật sự là chủ hung. Đây hết thảy công lao, cái này vô tận thiên địa, ban cho Lý Thiên Mệnh. Sớm tại về trước khi đến, hắn đế hoàng thiên ý, liền từng bước một trưởng thành. Do sinh nhập tử, lại tiến tử kiếp, trong lúc nhất thời, khủng bố mà âm trầm lực lượng, làm đến Lý Thiên Mệnh khí chất, biến đến càng thêm hung hãn. Thất trọng tử kiếp, hẳn là một lần cuối cùng, dựa vào công đức thiên ý đột phá. Có điều, vừa vặn, ta hẳn là có thể tránh thức đối phó, một cái tông chủ cấp bậc tồn tại. Nói thí dụ như Kiếm Vô Ý, Long Thương Nguyên, Thanh Minh Quỷ Vương, vân vân. Một đoạn này đột phá, thực sự quá hung mãnh. Đây hết thảy, đều là bái tội nghiệt ban tặng. Cảm giác lên, không giống như là ta mạnh lên, mà chính là trong lúc vô hình một cỗ lực lượng, đẩy ta, đi chém giết những tội lỗi này. Cho nên nói, thiên đạo đao phủ, thật không đủ. Chỉ là cuối cùng, muốn cải biến vận mệnh, vẫn là muốn dựa vào chính mình a. Hắn đứng dậy, đối Khương Phi Linh vẫy tay. Bọn họ cùng một chỗ, ngồi ở Miêu Miêu trên thân. Lý Thiên Mệnh để Khương Phi Linh ngồi ở phía trước, chính mình thì tại sau lưng, nắm ở eo thon của nàng. Dễ chịu, Lý Thiên Mệnh nói. Miêu Miêu khó chịu. Các ngươi còn là người sao? Bản mèo vị thành niên a. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu của nó. Đừng nói nhảm, xuất phát. Đi Phù Lăng Thần Thành. Không đi chỗ đó, đi trước trên trời, đi ngũ sắc tinh thần. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, cái kia một khỏa ngôi sao ánh sáng lấp lóe. Miêu Miêu dưới cơn nóng giận, cắm đầu phi nước đại, xông lên mây xanh, cuồng phong gào thét, dọa đến Khương Phi Linh vội vàng trốn đến Lý Thiên Mệnh trong ngực. Không có ý tứ, không phải cố ý, tay không nghe sai khiến. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Muốn không ta phụ linh. Khác a, vẫn là thấy được, sợ được tương đối tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Miêu Miêu bị độc thân bạo kích, tiếp tục chạy như điên. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu tiếp tục xem cái kia ngũ sắc tinh thần, trên mặt có chút âm trầm. Thế nào, Khương Phi Linh hỏi. Thần thành chi sau khi chiến đấu, ta áp lực nhỏ rất nhiều, luôn cảm thấy thắng lợi hy vọng rất lớn. Nhưng là, ngôi sao này, lại là hết thảy biến số, một ngày không làm rõ ràng hắn là cái gì, trong lòng ta bất an. Lý Thiên Mệnh nói. Không biết, cái kia hai cái quỷ vương, còn ở đó hay không cái kia? Khương Phi Linh hỏi. Đi thì biết. Miêu Miêu trèo lên mây mà lên. Sốt cục, nhanh đạt tới. Lý Thiên Mệnh lẻ loi một mình, lặng yên tới gần. Thứ 9 hắc động vị trí của ngôi sao. Hắn dựa vào trong trí nhớ vị trí, tìm tới. Xem xét phía dưới, quả thực thổ huyết. Cái kia thứ 9 hắc động tinh thần, khảm nạm tại tầng kia trong kết giới, vị trí không thay đổi. Mấu chốt là, một cái đen trắng kết giới, thì xây dựng ở cái này hắc động tinh thần phía trên. Mà lại, cái kia đệ nhất đệ nhị quỷ vương, một trái một phải, thủ tại chỗ này, căn bản không đi. Bọn họ, đến cùng đang làm cái gì? Lý Thiên Mệnh cau mày. Ngăn cách quá xa, hắn hai mắt đều không cách nào thấy rõ ràng, chỉ có thể dùng trộm thiên chi nhãn nhìn cái đại khái. Địa tạng, bà xa hai vị này quỷ vương, đều đứng tại cái kia đen trắng kết giới trung ương, miệng lẩm bẩm. Kết giới ra đời màu trắng đen vũ khí, tựa như là nhỏ xa một dạng, ở bên cạnh họ du tẩu. Vô số hắc xương mù trắng, hội tụ vào một chỗ, tràn vào cái kia ngũ sắc tinh thần phía trên kết giới phía trên, tụ hợp vào trong đó. Ngăn cách quá xa, Lý Thiên Mệnh không có cách nào nghe rõ ràng, bọn họ nói lời. Hai vị này, nghe nói đều là tầng 12 tử kiếp, toàn bộ Viêm Hoàng đại lục mạnh nhất hai người, cách khoảng cách thành thần chỉ thiếu chút nữa. Ta hiện tại, tuy nhiên có thể đối chiến phổ thông quỷ vương, nhưng muốn để bọn hắn phát hiện được ta tung tích, có thể hay không trốn, cái kia đều không nhất định. Cái kia chớ nói chi là, đuổi hắn đi nhóm, phá hư cái kia đen trắng kết giới. Hắn nhìn trong chốc lát, liền biết bọn họ hai vị, hoàn toàn không hề rời đi ý tứ. Ca ca, trộm thiên cơ nhìn đến hai người này, nói rõ muốn dồn dừng bọn họ, chúng ta mới có sinh cơ. Khương Phi Linh hỏi. Trên thực tế,
mặc kệ Cửu Cung Quỷ Tông mục đích thực sự như thế nào, bọn họ một khi công phá Thái Cực Phong Hồ, vẫn là sẽ lập tức tru sát Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh vận mệnh của bọn hắn, đã sớm cùng Thái Cổ Thần Tông, buộc bình tĩnh ở cùng nhau. Hẳn là dạng này, nhưng vấn đề là làm sao ngăn cản. Hai vị này thực lực mạnh như thế, coi như ba vị tông chủ, toàn bộ tới nơi này giúp ta, đều giải quyết không được bọn hắn. Lý Thiên Mệnh nói, kế điệu hổ ly sơn đâu? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, nói, cái kia quá xem thường bọn họ, nếu như bọn họ làm sự tình, thật rất trọng yếu. Sao có thể bị tùy tiện dẫn đi? Vấn đề là, mục tiêu của bọn hắn, nếu là chiếm đoạt thần tông, một lần nữa chia cắt thiên hạ, tại bốn đại quỷ vương đều chiến tử tin giữ phía dưới, bọn họ không có ở quỷ thần sơn mạch trấn an nhân tâm, trọng chỉnh đại quân, còn ở nơi này, đến cùng vì cái gì? Một ngôi sao này, vốn là màu xám, nó bên trong, đến cùng có cái gì? Trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc kệ, ta thử trước một chút, ta hiện tại trộm thiên chi tay, có thể hay không phá kết giới này, đi vào bên trong đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đến cái này tinh thần mặt khác đi. Khương Phi Linh hỏi. Nếu như có thể tiến, ta trực tiếp vào xem, bên trong có cái gì, không phải rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Có thể hay không nguy hiểm. Tổng so cái gì cũng không biết muốn tốt. Lý Thiên Mệnh đang muốn đường vòng, không nghĩ tới đúng vào lúc này, cái kia đen trắng kết giới phát sinh cự đại biến hóa. Toàn bộ kết giới, lóng lánh nồng đậm đen trắng quang mang. Loại này quang mang, thậm chí xuyên qua cái kia ngũ sắc kết giới, xuyên qua tinh thần nội bộ đi. Tại kết giới chính giữa, hai khỏa thương nhãn cầu màu trắng, bắt đầu chấn động kịch liệt. Ong ong ong. Trong lúc nhất thời, dường như có đồ vật gì, theo cái kia ngũ sắc tinh thần nội bộ xuất hiện. Lý Thiên Mệnh ngừng thở. Ông, đúng vào lúc này, một cái toàn thân bóng người màu trắng, lấy cái kia hai khỏa nhãn cầu làm trung tâm, vậy mà trống rỗng xuất hiện tại trong kết giới. Cái này hai khỏa nhãn cầu, bổ sung tại hốc mắt của hắn vị trí, thành cặp mắt của hắn. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào. Bóng người này, chỉ là một đạo hư huyễn quang ảnh, nhưng hắn lại dùng Diệp Bồ Đề ánh mắt, nhìn trước mắt Địa Tạng, Bà Sa hai vị quỷ vương. Tiếp dẫn thành công, Ngô Hoàng vạn tuế. Địa Tạng, Bà Sa hai vị quỷ vương, vội vàng quỳ tại hư không. Bọn họ thần sắc kích động, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh khoảng cách quá xa, vẫn là không có cách nào nghe rõ ràng thanh âm của bọn hắn. Chỉ là, đường đường đệ nhất đệ nhị quỷ vương, sẽ cho nhân vật bậc nào quỳ xuống. Bóng người kia, nhìn đến Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Hắn nhìn ra được, hai vị quỷ vương kích động, đã vượt qua cực hạn, đó là một loại vui đến phát khóc cảm giác, rất hiển nhiên, vì giờ khắc này, bọn họ đã đợi quá lâu. Lý Thiên Mệnh đang muốn một chút tới gần một chút. Người này, tựa như là cái đầu chọc, dài đến có điểm giống Diệp Bồ Đề A. Trong lòng của hắn rung động nói. Nào ngờ, đúng vào lúc này, cái kia chỗ xa xa bóng người màu trắng, vậy mà nhìn về phía hắn. Bị phát hiện. Có một con ruồi, bóng người màu trắng nói. Đúng, Ngô Hoàng, ta đi đuổi đi. Bạch bào Bà Sa quỷ vương đứng người lên. Cái này trắng nõn tiểu cô nương, quay đầu liền thấy Lý Thiên Mệnh, một đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, tràn ngập chí mạng sát cơ. Há, còn chưa có đi tìm ngươi. Chính mình đi tìm cái chết rồi. Bà Sa quỷ vương hóa thành một đạo bóng trắng, trong nháy mắt lấp lóe mà đến. Đi. Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh, vỗ 6 cái thiên chi dực, trực tiếp chạy xuống. Tầng 12 tử kiếp mang tới bóng mờ, vẫn là quá kinh khủng. To lớn chênh lệch cảnh giới, để Lý Thiên Mệnh tại bị đuổi giết trong nháy mắt, thì cảm nhận được tử vong tư vị. Thời gian ngắn gia tốc, thiên chi dực thậm chí so miêu miêu càng nhanh. May mắn. Bởi vì ngay từ đầu khoảng cách rất xa, hắn còn có sinh tồn hy vọng. Chỉ là, hắn quay đầu cơ hội đều không có, bởi vì cái kia Bà Sa quỷ vương uy hiếp, tựa hồ vẫn luôn tại sau lưng, giống như quỷ mị, không cách nào vứt bỏ. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh muốn ngừng lại một chút ngũ sắc tinh thần phía sau kế hoạch, cũng thất bại. Khác phí công, Lý Thiên Mệnh, muốn giết ngươi rất lâu. Bà Sa quỷ vương cái kia khô lão thanh âm, như là đầu gỗ ma sát. Nghe đến người tê cả da đầu. Đây hết thảy đều bị Lý Thiên Mệnh minh bạch. Cái gì gọi là thiên cơ? Cái kia chính là, coi như người biết, người lại có thể thay đổi gì? Đây là mệnh số. Đen trắng trong kết giới. Là ngươi, tỉnh lại ta. Bóng người màu trắng khoát khoát tay, Địa Tạng quỷ vương lúc này mới đứng lên. Ngô Hoàng,
200.000 năm a. Rốt cục chờ đợi một ngày này, quá lâu, quá lâu. Địa Tạng Quỷ Vương hai mắt rưng rưng, cái cằm đều đang run rẩy. Không dùng cường điệu, không có ý nghĩa, các loại thiên nguyên chấn ngục kết giới phá, tộc ta tái nhập nhân gian, cái này 200.000 năm khổ, hơn 1.000 đời tiền bối tối tăm không ánh mặt trời cả đời, chính chúng ta sẽ cùng cái thế giới này, trên phiến đại lục này, thật tốt khuynh thuật. Người áo bào trắng ảnh thanh âm rất trẻ trung, cũng rất khắc chế. Hắn đã thấy phía dưới vô tận lục địa, quản chi là tái nhợt hai mắt, lúc này đều đang run rẩy. Hắn sinh ra ở không có hy vọng thế giới, chỉ có thượng cổ truyền thừa xuống điển tịch, ghi chép hết thảy. Cái này, thì là nhân gian à? Thanh âm của hắn, áp lực mà thống khổ, run rẩy mà khàn khàn. Ngô Hoàng, cả đời vô vọng, thống khổ trầm luân, nhiều đời người truyền thừa, chỉ vì hôm nay, loại kia cảm giác ta có thể tưởng tượng. Lần này, tộc ta nhất định huyết tẩy thiên hạ, đem cái này 200.000 năm hết thảy, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, ban cho cái này hèn mọn phàm nhân. Địa Tạng Quỷ Vương nước mắt tuôn đầy mặt. Những lời này, chờ chúng ta buông xuống thời khắc, rồi nói sau. Tiếp dẫn thời gian có hạn, nói chính sự đi, bóng người màu trắng nói. Đúng, Ngô Hoàng, trước mắt thiên nguyên đỉnh có hai cái chìa khóa, phân biệt tại trong tay hai người, chỉ cần chiếm chìa khóa, thì có thể mở ra thiên nguyên đỉnh, hủy đi hiên viên thần thể, đến lúc đó, thiên nguyên đỉnh chấn thủ chi lực, sẽ sinh ra nghịch loạn suy kiệt, đến lúc đó, chỉ cần tộc ta tại 9 tầng trong địa ngục bộ, đồng thời công kích kết giới, nhất định có thể mở ra ngày này nguyên chấn ngục kết giới. Địa Tạng Quỷ Vương nói, hiên viên thần thể phá nát, sinh ra kết giới nghịch loạn, là chúng ta cơ hội duy nhất, bằng không, muốn chờ thiên nguyên đỉnh lực lượng tự nhiên suy kiệt, chỉ sợ còn phải chờ đợi ngàn năm. Bóng người màu trắng nói, cái này hiên viên đại đế lưu lại thần thể, để thiên nguyên chấn ngục kết giới, cưỡng ép chống được 200.000 năm, thật không biết, hắn là làm sao làm được. Địa Tạng Quỷ Vương buồn bực nói, các ngươi lịch sử mất đi rất nhiều. Bóng người màu trắng hỏi, hai thời gian 100.000 năm, Viêm Hoàng đại lục hợp tung liên hoành, không ngừng náo động, rất nhiều lịch sử đều đã mất đi, chúng ta những thứ này di tộc, đều dựa vào 10 vạn năm trước, xuất hiện một vị hoàng tộc huyết mạch, mới tại cái này Viêm Hoàng đại lục, có địa vị. Địa Tạng Quỷ Vương nói, chuyện năm đó, cũng không có đơn giản như vậy, cái này nhân tộc đến từ vực ngoại tinh không, có ngoại tộc trợ giúp. Bóng người màu trắng nói, thì ra là thế, Địa Tạng Quỷ Vương gật đầu. Nghe cho kỹ, đánh nát thần thể đồng thời, chúng ta bên này còn phải tụ tập toàn tộc chi lực, từ nội bộ công kích, cái này hai bộ nhất định phải đồng thời tiến hành. Trước mắt tộc ta tộc nhân, đại bộ phận vì sống đến hôm nay, giống như ta, tuyển dụng, an nghỉ, phương thức kéo dài thọ mệnh, ta cần đại khái một tháng thời gian, đem bọn hắn toàn bộ tỉnh lại, vậy liền chọn tại một tháng sau hôm nay, thì chọn vào giờ phút này, các ngươi phá thần thể, chúng ta tiến công, một lần hành động đánh vỡ thiên nguyên chấn ngục kết giới, để cho ta tộc, thoát ly khổ hải. Vâng, Địa Tạng Quỷ Vương thần tình kích động. Tỉnh lại Ngô Hoàng, ước định cẩn thận thời gian, cũng là tiếp dẫn, lớn nhất mục đích. Rất hiển nhiên, cái kia tinh thần nội bộ, căn bản không biết hiên viên đại đế thần thể, khi nào sụp đổ. Trước tiếp dẫn, lại quyết chiến. Mặc kệ là thiên tinh cảnh vẫn là thiên mệnh thần thành tổn thất, đều thuộc về ngoài ý liệu, có thể ngay cả như vậy, hai vị quỷ vương, vẫn không thay đổi chút nào sắc. Bởi vì, bọn họ căn bản không sợ chết người. Cửu cung thần vực chiến tử 6 triệu. Coi như ước vạn người chết hết, bọn họ cũng sẽ không cau mày. Dù sao, bọn họ cũng không phải người a. Cho ngươi một tháng thời gian, phá hắn thần thể, không có vấn đề a. Bóng người áo trắng hỏi. Ngô Hoàng, tuyệt không vấn đề. Địa Tạng Quỷ Vương nói, đúng rồi, có một cái thái cổ hiên viên thị, huyết long nhất tộc người, hấp thu huyết long phong ma kết giới 100.000 long hồn. Có chút bản sự, muốn kế thừa chúng ta nhất tộc huyết mạch. Huyết long nhất tộc, chuẩn, bóng người áo trắng nói. Sau khi nói xong, thân thể của hắn bắt đầu tiêu tán. Nhưng là, hắn lại tại cười to. 200.000 năm, rốt cục đợi đến huyết long phong ma kết giới phá nát, thiên tinh cảnh hủy diệt, 9 tầng địa ngục tái nhập. Một tháng sau, Viêm Hoàng đại lục, chủ nhân chân chính, sắp trở về. Sau khi nói xong, cái kia một đôi mắt bóng lặng yên nổ tung. Đen trắng trong kết giới bóng người, hoàn toàn biến mất. Địa Tạng Quỷ Vương ba bái chín khấu, thẳng đến toàn bộ đen trắng kết giới đều tiêu tán, hắn mới đứng thẳng thần thể, hít một hơi thật sâu. Tỉnh lại Ngô Hoàng, xác định hủy diệt thần thể thời gian, như vậy, có thể san bằng thái cực phong hồ. Một tháng thời gian,
phá hủy 10 lần cũng đủ. Thiên mệnh thần thành biến cố, xác thực cho kế hoạch của ta, tạo thành trọng thương, một cái lý thiên mệnh, đủ để dẹp yên ta cửu cung thần vực 10 triệu đại quân thật sao? Như vậy, thì để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là quỷ thần chi hoàng, huyết mạch đi. Một người, ăn 10 triệu đại quân cộng sinh thú, đó cùng 10 triệu đại quân, có gì khác biệt? Lý thiên mệnh có chút kỳ quái. Bà Sa Quỷ Vương đuổi theo ra hạ tầng tinh không về sau, liền không có tiếp tục đuổi. Nàng đứng tại hạ tầng tinh không biên giới, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó vậy mà xoay người lại. Cứ như vậy buông tha ta rồi. Mặc dù nói, nàng chưa hẳn có thể đuổi kịp, nhưng làm sao không thử một chút. Chỉ có thể nói rõ, nàng lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn, so giết ta còn trọng yếu hơn. Sự tình biến đến càng ngày càng mơ hồ. Còn trở về sao? Khương Phi Linh hỏi. Trở về, muốn là hai người bọn họ thiết lập hạ bẫy dập, chờ ta nhảy vào đi, làm sao bây giờ? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Hắn đồng dạng không dám khiến người khác đi điều tra, bởi vì hai vị này quỷ vương quá mạnh. Liền xem như Phương Thái Thanh, rời đi 9 tầng kết giới, tới gần nơi này hai một nhân vật nguy hiểm, đoán chừng đều sẽ mất mạng. Ta về trước Thái Cực Phong Hồ, hỏi một chút Hiên Viên Đạo. Lý Thiên Mệnh theo hạ tầng dưới trời sao đến, lấy tốc độ nhanh nhất, quay trở về Thái Cực Phong Hồ, về tới Nhiên Linh Cung. Thiên Mệnh, ngươi không phải đi Phù Lăng Thần Thành sao? Hiên Viên Đạo kỳ quái hỏi. Tông chủ, ta lần trước không phải nói cho ngươi hắc động kia tinh thần sự tình a? Ta muốn xem trước một chút có thể hay không lại tiến thứ 9 viên. Ngươi đoán ta đến bên kia về sau, thấy cái gì? Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Đạo lắc đầu. Lý Thiên Mệnh liền đem lần này kiến thức, cùng hắn nói một lần. Tiếp dẫn, còn đưa cho người kia ảnh quỳ xuống. Hiên Viên Đạo nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng. Tôn thần nói thế nào? Nàng cũng không biết. Không đúng, ngoại trừ thần, chỗ nào có thể có người, xứng với để bọn hắn quỳ xuống. Hiên Viên Đạo buồn bực nói. Cái này ngũ sắc tinh thần, đến cùng là cái gì? Vì sao lại cùng Thiên Nguyên Đỉnh sinh ra phản ứng? Thái cổ Hiên Viên thị tộc điển có ghi chép sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong lịch sử nhiều lần náo động, chúng ta kém chút diệt tộc, cơ hồ không có gì ghi chép. Hiên Viên Đạo lắc đầu nói. Chuyện này nhất định phải mau chóng tra rõ ràng. Đối phương đoán chừng rất nhanh, liền sẽ tiến công Thái Cực Phong Hồ. Lý Thiên Mệnh nói. Ta lập tức tổ chức hội nghị. Hiên Viên Đạo nói. Âm Dương Ma Tông bên kia còn đang tấn công sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, Hiên Viên Đạo nói. Lý Thải Vi có phải hay không bị các quỷ vương cho từ bỏ? Lục đạo thần vực đều rút lui, nàng còn đang tấn công. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng cũng rất xảo trá. Hiên Viên Đạo nói. Vậy dạng này đi, ta trước lập tức chạy tới Phù Lăng Thần Thành, giải quyết chiến cục, lại đi ngũ sắc tinh thần cái kia nhìn xem, hai vị kia quỷ vương đã đi chưa? Đối phương liền xem như tụ tập sinh tử kiếp cảnh, đi vào Thái Cực Phong Hồ, cũng cần một chút thời gian. Cần phải tới kịp, Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, Hiên Viên Đạo nói. 200.000 năm quá xa xưa, rất nhiều chuyện đều thất truyền. Thậm chí, liền địa ngục nhất tộc cuối cùng xuống tràng, dân gian đều có vô số phiên bản. Thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh lập tức khống chế Miêu Miêu, hướng về Phù Lăng Thần Thành phương hướng mà đi. Độ kiếp phong. Ba vị tông chủ, triệu tập tất cả nhị nguyên kiếp lão cùng tam nguyên kiếp lão, tổ chức hội nghị. Hiên Viên Đạo đem Lý Thiên Mệnh kiến thức, miêu tả một lần. Quỳ xuống. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Đệ tử không có nhìn lầm a. Khẳng định không sai, các vị, tiếp thu ý kiến quần chúng đi, đoán xem cái này ngũ sắc tinh thần bên trong, đến cùng có cái gì. Hiên Viên Đạo nói. Trước kia nói, bên trong có chúng ta Hiên Viên Đại Đế lưu lại bảo tàng. Đúng, chúng ta đệ tử, đã tại thiên tinh cảnh đạt được không ít bảo bối. Nhưng tại sao ta cảm giác, là đối với chúng ta bất lợi đồ vật. Mọi người lao nhau. Bóng người kia, có phải hay không là cửu cung quỷ thần? 10 vạn năm trước thượng thần, đã sớm tan thành mây khói, làm sao có thể? Dù sao, cảm giác lại là lá bài tẩy của bọn hắn. Các vị, coi như biết chân tướng, có làm được cái gì? Chúng ta có thể làm cái gì? Còn không phải tử thủ nơi này. Ngũ đại thần vực, bọn hắn sinh tử kiếp cảnh lực lượng, còn hoàn chỉnh, chúng ta chỉ muốn rời khỏi Thái Cực Phong Hồ nhất định phải chết. Nói cũng phải. Một cái kéo dài nửa canh giờ sẽ lấy, cái gì suy đoán đều có. Cùng chúng ta thủy tổ dính líu quan hệ,
chẳng lẽ lại là 20 vạn năm trước địa ngục nhất tộc a? Kéo cái rắm, truyền ngôn địa ngục nhất tộc sớm đã chết cả rồi, bị chúng ta thủy tổ giết đến sạch sẽ. Lại nói, cửu cung thần vực cùng địa ngục nhất tộc có cái lông quan hệ, nhìn qua bích họa không có. Cái kia địa ngục nhất tộc đều có cao hơn 3 mét, mặt mũi hung dữ, hình thù kỳ quái, mấu chốt nhất một chút, bọn họ không có cộng sinh thú. Nói cũng phải. Thuyết pháp này cũng quá có sức tưởng tượng, cái kia hai cái lão quỷ tuy nhiên biến thái, nhưng là bọn họ cộng sinh thú, ta đều gặp. Huyết thần khế ước, có thể giải quyết không được mạnh như vậy cộng sinh thú. Cao tọa phía trên. Thiên viên đạo, người cảm thấy, còn có địa ngục nhất tộc tồn tại sao? Phương Thái Thanh hỏi. Trước kia trong tộc trưởng bối đúng là đã nói, địa ngục nhất tộc bị thủy tổ diệt vong. Thiên viên đạo nói. Kiếm vô ý, người thì sao? Các ngươi Thái Ất kiếm tộc, năm đó cũng từng giết địa ngục nhất tộc. Phương Thái Thanh hỏi. Quá xa xưa, vẫn là thực tế một chút đi. Nói thật, thủy tổ nếu là có đem một cái thị tộc phong cấm lên năng lực, vì sao không trực tiếp giết sạch? Kiếm vô ý thản nhiên nói. Nói cũng phải, xác thực kéo mơ hồ. Phương Thái Thanh bĩu môi nói. Người có ý tưởng, thiên viên đạo nhìn về phía Phương Thái Thanh hỏi. Các ngươi nói, nếu như chúng ta hướng phong thanh mục, Lý Thải Vi tuyên dương cái này ngôn luận, liền nói ngũ sắc tinh thần bên trong có địa ngục nhất tộc, hai người bọn họ sẽ tin sao? Sẽ phản chiến sao? Phương Thái Thanh nói. Nằm mơ đi, trừ phi, cầm ra chứng cứ đến, liền ngươi đều không tin, bọn họ sẽ tin, sau đó phản bội bọn họ liên minh. Phản đồ sẽ chỉ bị trả thù đến thảm hại hơn, không có chứng cứ, hết thảy đều không bàn nữa. Kiếm vô ý nói. Các loại đế tử đi, hắn liền chờ hai vị kia rời đi, thì trở lại hạ tầng tinh không, muốn là hắn có thể đi vào ngũ sắc tinh thần bên trong, hết thảy thì chân tướng rõ ràng. Thiên viên đạo nói. Ta nhìn ra, nếu như hai vị kia rời đi, cái kia chính là ngũ đại thần vực sinh tử kiếp cảnh, vây công Thái Cực Phong Hồ thời điểm. Phương Thái Thanh nói. Hắn đứng dậy. Các vị, sinh tử tồn vong chi chiến không xa, Thái Cực Phong Hồ đã dung nạp 100 triệu thương sinh, toàn lực trợ trận 9 tầng kết giới, lần này, bọn họ chỉ dựa vào kiếp lão đến chiến, thì để cho bọn họ tới bao nhiêu, chết bao nhiêu. Vâng. Phù Lăng Thần Thành. Một trận thảm liệt công thành chi chiến, đang tiến hành. Âm Dương Ma Tông Thái Dương Tông Chủ, Tần Phong Dương, tự mình xuất lĩnh 200 vạn đại quân công thành. Nếu bàn về quân đội quy mô cùng kiếp lão số lượng, Âm Dương Ma Tông cùng Thái Cổ Thần Tông cơ hồ đặt song song thiên hạ đệ nhị, thậm chí Âm Dương Ma Tông muốn càng cường thịnh một số. Lục Đạo Kiếm Tông, so với bọn hắn đều muốn thấp một cái cấp bậc. Lục Đạo Thần Vực có thể cùng hai cái này tông môn đặt song song, chủ yếu vẫn là dựa vào phong thanh ngục. Tần Phong Dương mức độ không cao, Lý Thải Vi mạnh hơn hắn, nhưng bởi vì tuổi trẻ, vẫn chưa tới phong thanh ngục tầng thứ. Tại Phù Lăng Thần Thành trong kết giới, Tần Phong Dương đang cùng Tuyết Linh Quân, Thần Soái, Văn Nhân Thiến, giao thủ. Phù Lăng Thần Thành thủ hộ kết giới, chính là Nhĩ Nguyên Kiếp Văn kết giới, tên là Tam Trọng Chân Hỏa kết giới. Bây giờ, cái kia Tam Trọng Chân Hỏa kết giới bên trong, ngưng tụ ra ba đầu đỉnh cấp linh tai tạo thành hỏa diễm phượng hoàng, đi theo Văn Nhân Thiến cùng hắn cộng sinh thú, ác chiến Tần Phong Dương. Trên tòa thần thành, đã có rất nhiều Âm Dương Ma Tông người, xông lên thành tường. Toàn bộ Phù Lăng Thần Thành, đã tràn ngập nguy hiểm. Tần Phong Dương tay nắm một thanh liệt hỏa chiến đao, càng chiến càng mạnh. Lấy hắn 11 tầng sinh kiếp cảnh giới, áp chế Văn Nhân Thiến một cái cấp độ. Lại thêm, Tam Trọng Chân Hỏa kết giới kém xa Nhật Nguyệt tinh thần. Dạng này ao tiếp tục đánh, Văn Nhân Thiến đầu tiên chống đỡ không nổi, cộng sinh thú đã bị trọng thương. Thái Dương Tông Chủ, chúng ta đế tử lập tức liền sẽ đến lúc đó, các ngươi tuyệt đối tử thương vô số. Cần gì chứ? Văn Nhân Thiến cả giận nói. Coi như Phương Thái Thanh đến, hôm nay ta đều muốn bắt lại Phù Lăng Thần Thành. Tần Phong Dương nói. Ta nhìn, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Văn Nhân Thiến nói. Ngươi ở đâu ra tự tin? Chỉ bằng Lý Thiên Mệnh cái kia mồm còn hôi sữa. Quỷ Tông để cho ta công thành đoạt đất, không có mệnh lệnh mới truyền đến. Ta liền tiếp tục công chiếm lãnh địa của các ngươi, bọn họ thích đánh Thái Cực Phong Hồ. Là chuyện của bọn hắn, ta chỉ muốn cầm xuống càng nhiều cương thổ. Bởi vì những địa bàn này, nguyên lai là thuộc về hai ta dụng cụ thần vực, bao quát cái này Phù Lăng Thần Thành. Tần Phong Dương nói. Âm Dương Ma Tông, là ngươi làm chủ sao? Ngươi làm sao phấn khởi? Văn Nhân Thiến cười lạnh. Cái này có thể đâm trúng Tần Phong Dương chỗ đau. Lý Thải Vi sớm muốn thu tay,
nhưng là Tần Phong Dương lại cho rằng, cửu cung thần vực thảm bại, khẳng định sẽ được ăn cả ngã về không tiến công Thái Cực Phong Hồ. Lúc này thời điểm, Âm Dương Ma Tông có thể chiếm lĩnh càng nhiều thần thành, đều là quyền chủ động, đến lúc đó phân địa bàn, đều đã chiếm lĩnh địa phương, cũng không thể phun ra ngoài a. Đi chết! Hắn đè lên, một đao chảm hướng Văn Nhân Thiến. Thần soái. Văn Nhân Thiến chính là chín đại thần soái bên trong mỹ nữ đại soái, thủ hạ chen chúc vô số, lúc này thời điểm người người khẩn trương. Đúng vào lúc này, một đạo tóc trắng hắc bào bóng người từ trên trời giáng xuống. Đế tử, hắn rốt cuộc đã đến, chúng ta thắng. Toàn bộ Phù Lăng thần thành, vang lên mênh mông thanh âm. Hy vọng ánh dạng đông, như là sóng biển một dạng đánh thẳng vào toàn bộ thần thành. Trong lúc nhất thời, liền tam trọng chân hỏa kết giới quang mang, đều lóng lánh rất nhiều. Trường hợp như vậy, để Tần Phong Dương có chút ngu ngơ. Lý Thiên Mệnh hiện tại đãi ngộ, tựa như là thái cổ thần vực thượng thần. Hắn vừa tới, đối diện cũng bắt đầu hô hoán, bọn họ thắng. Hắn không có thời gian phiền muộn, bởi vì Lý Thiên Mệnh xuất hiện về sau, trực tiếp chạy về phía hắn. Tới đối phó ta, ngươi cho ta là, Tần Phong Dương lời nói còn chưa hô đi ra, Lý Thiên Mệnh trên thân đã ra đời nhân hoàng long giáp. Hắn hai tay nắm ở cái kia đông hoàng kiếm, từ trên trời trực tiếp chặt chém xuống tới. Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận. Ông! Một kiếm chi thần uy, để cả tòa Phù Lăng thần thành sôi trào. Tốc độ quá nhanh đi. Kỳ thật không phải Lý Thiên Mệnh nhanh, mà chính là Tần Phong Dương bị Khương Phi Linh thời gian chẳng khống chế. Hắn chỉ có thể khẩn cấp tiếp chiêu. Đao kiếm tăng theo cấp số cộng. 9 ngày hung thú, cắn xé xuống. Một kiếm kia cuồng bạo thần uy, tại chặt chém phía dưới, vậy mà tại chỗ chém đứt Tần Phong Dương chiến đao. Làm! Chiến đao đứt gãy. Cái kia bàng bạc lực đạo, trực tiếp đem Tần Phong Dương chấn trên mặt đất, dưới chân đất đai, trực tiếp nổ tung hình lưới vết nứt. Bịch! To lớn lực đạo, vậy mà để Tần Phong Dương, trực tiếp quỳ xuống. Ây! Đường đường Thái Dương Tông Chủ, tại chỗ ngốc trệ, còn không có kịp phản ứng, trên mặt liền bị Lý Thiên Mệnh đá trúng một chân, trực tiếp bay ra ngoài. Vô cùng thê thảm. Thực lực của hắn, tuy nhiên tại 11 tầng sinh kiếp bên trong, ở vào cuối cùng nhất tầng thứ. Nhưng, đó cũng là tông chủ A. Âm Dương Ma Tông đệ nhị cường giả. Một chiêu quyết đấu, trực tiếp mặt mũi phún huyết, đầu tiên là quỳ xuống, sau đó bay ra ngoài, ngã cái chụp ếch. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch một chút. Bất quá, đệ tử dạng này nghịch thiên biểu hiện, thái cổ thần vực dân chúng đều quen thuộc. Tiếp theo, chấn thiên tiếng hoan hô âm, ngay tại cả tòa Phù Lăng thần thành vang lên. Dạng này một màn, trực tiếp đem Âm Dương Ma Tông đại quân sĩ khí. Đã kích một cái thê thảm trình độ. Nghe nói hắn có thể duy nhất một lần giết 1 triệu người. Chạy mau. Lý Thiên Mệnh còn không có thi triển trộm mệnh hồn, Âm Dương Ma Tông quân đoàn trực tiếp bỏ chạy. Nguyên bản lung lay sắp đổ Phù Lăng thần thành, trong nháy mắt khôi phục, trong lúc nhất thời, đệ tử danh tiếng, tại cả tòa thần thành chấn động. Đệ tử, Văn Nhân Thiến cung kính tới, sùng kính đến nhìn trước mắt cái này, tiểu hài tử. Chờ bọn hắn rút lui xa. Đem thần thành giải tán, ta đi cứu còn lại vài tòa thần thành tù binh. Lý Thiên Mệnh an bài. Đúng. Tần Phong Dương ăn quả đắng phía dưới, ngược lại là dứt khoát, trực tiếp dẫn người liền chạy. Hắn cũng chính là đánh bạc một chút, đánh bạc Lý Thiên Mệnh sẽ lưu thủ Thái Cực Phong Hồ, đánh bạc hắn không có đáng sợ như vậy, rất hiển nhiên hắn thua cuộc. Lấy cá tính của hắn, tại chỗ chạy trốn. Lý Thiên Mệnh đã xuất thần thành về sau, nhìn đến Âm Dương Ma Tông cũng rút quân. Bọn họ chiếm lĩnh vài tòa thần thành, trên cơ bản tương đương từ bỏ trạng thái. Trên cơ bản Lý Thiên Mệnh vừa đến, những cái kia nghe nói hắn có thể duy nhất một lần giết 1 triệu người chiến sĩ, không có chút nào chiến đấu dũng khí. Hắn đã đối toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục sinh tử kiếp cảnh trở xuống tu luyện giả, tạo thành chí mạng uy hiếp lực. Không có tốn bao nhiêu thời gian, cái kia đi lên xem một chút, cái kia hai cái lão quỷ đã đi chưa? Lý Thiên Mệnh đang muốn xuất phát. Nhìn lại, đường chân trời cuối cùng, bồng bềnh mà tới một cái phấn mắt thiếu nữ. Nàng người mặc trắng như tuyết váy ngắn, chắp tay sau lưng, cười nói tự nhiên, đến Lý Thiên Mệnh trước mắt. Có mau bệnh, số tuổi không nhỏ, liền không thể cách ăn mặc thành thục một chút. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Liên quan gì đến ngươi, quản được vẫn rất nhiều. Lý Thải Vi trợn trắng mắt. Ngươi đây là còn muốn lại bắt ta một lần. Tần Phong Dương có nói cho ngươi, hắn bị bại nhiều thảm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta tận mắt thấy,
ngươi không dùng tự biên tự diễn, nói thật rời đi thiên tinh cảnh về sau, ngươi quái vật này hiện tại làm ra cái gì kinh thiên tiến hành, ta đều không hiếm lạ. Ngươi mạnh, ta phục, Lý Thải Vi nói. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có muốn nói cái gì à, ta đoán chừng Quỷ Tông chỉ lệnh, chẳng mấy chốc sẽ đến, Thái Cực Phong Hồ gặp đi, dù sao còn nhiều muốn người giết ngươi, không tới phiên ta. Lý Thải Vi nói. Có kiện chuyện kỳ quái, ta và ngươi sách một chút, đến lúc đó, đã suy nghĩ kỹ, tuyệt đối đừng để ngươi người trước bán mạng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói. Lý Thiên Mệnh đem tiếp dẫn sự tình nói một lần. Lại là viên kia hôi tinh. Lý Thải Vi nghe xong, mi đầu thật sâu nhíu lại. Ngươi đối ngôi sao này, cũng có rất lớn nghi hoặc. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi là địch nhân của ta, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Lý Thải Vi nói. Tùy tiện, ta cũng không cần ngươi nói. Lý Thiên Mệnh nhìn hướng lên bầu trời. Bí mật này, hắn muốn đích thân đi điều tra. Đúng vào lúc này, có người đến đây cho Lý Thải Vi báo tin. Tông chủ, có chuyện quan trọng. Người kia nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Không có việc gì, nói thẳng đi, để hắn nghe. Lý Thải Vi khẽ mỉm cười nói. Quỷ Tông đến chỉ thị, để ngươi mang lên toàn bộ tinh thần vực sinh tử kiếp cảnh, lập tức tiến về Thái Cực Phong Hồ, ngũ đại thần vực cường giả tụ tập, một lần hành động công hãm thần tông. Há, được, Lý Thải Vi cười híp mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Sợ sao, nàng hỏi. Ngươi cười cái rắm, đừng cho người bán, còn giúp người đếm tiền. Nhìn ngươi bộ dáng như hiện tại, rõ ràng một đầu đồ con lợn. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, khuyên ngươi đến Thái Cực Phong Hồ, có thể tránh đằng sau cũng đừng xông đi lên, đừng để ta hơn 100 triệu chúng sinh chấp trưởng 9 tầng kết giới, trực tiếp đem các ngươi diệt. Ta, lời thô tục còn không có mắng ra, Lý Thiên Mệnh liền không còn hình bóng. Chạy thật nhanh, Lý Thải Vi hé mắt. Tiếp dẫn, nhất định có bẫy, nói cái gì ta cũng không xung phong, vô lại đi. Quỷ thần Sơn Mạch, cửu quỷ thiên cung, chỉ có lẻ loi trơ trọi 3 người. Theo thứ tự là Địa Tạng, Bà Sa, Tử Tiêu. Địa Tạng Quỷ Vương cùng Bà Sa Quỷ Vương, vừa trở về, Tử Tiêu nghênh đón đi lên. Khương Vô Tâm đâu? Địa Tạng Quỷ Vương hỏi. Hoàn Mỹ Quỷ Hoàng huyết mạch, 7 triệu cộng sinh thú, để hắn chỉ dựa vào thân thể lực lượng, có thể miễn cưỡng chống đối với ta. Tử Tiêu Quỷ Vương mừng rỡ phía dưới, lại có chút buồn bực, nói. Muốn không phải Tử Linh 4 người bọn họ ra chuyện, hiện tại tối thiểu có hơn 30 triệu cộng sinh thú, có thể nuôi nấng hắn. Dựa theo nguyên kế hoạch, Khương Vô Tâm cùng Thi Khôi Thi Thú đại quân cùng tiến lên, đều không cần trông cậy vào Kiếm Vô Ý. Đối diện có đỉnh cấp mệnh cách người tồn tại, nỗ lực những thứ này đại giới, tính toán bình thường đi. Bà Sa Quỷ Vương nói. Cũng thế, cái kia Lý Thiên Mệnh xác thực như cái thần tích. Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Tử Tiêu. Người đi đem Quỷ Thần Sơn Mạch phụ cận 10 tòa thần thành, toàn bộ phong bế. Đem ngự thú sư đuổi ra thần thành, cộng sinh thú lưu lại. Địa Tạng Quỷ Vương bỗng nhiên nói. Đây là... Để Khương Vô Tâm ăn, trực tiếp ăn đến cực hạn, ăn vào thần phía dưới vô địch. Địa Tạng Quỷ Vương nói. Thế nhưng là, đây chính là chúng ta cửu cung thần vực người. Đều là súc vật, còn muốn phân ngươi, ta sao? Địa Tạng Quỷ Vương đối với hắn nở nụ cười. Tử Tiêu, Lão Tam bọn họ đều đi, chỉ có ngươi chính mình, có thể hưởng thụ sinh mệnh tầng thứ thuế biến. Bà Sa Quỷ Vương nói. Vâng, Tử Tiêu Quỷ Vương vạn phần kích động, ta lập tức đi làm, 10 tòa thần thành, tối thiểu có 50 triệu cộng sinh thú. Đi thôi. Tử Tiêu Quỷ Vương sau khi đi. Mặt trời chiều ngã về Tây. Địa Tạng cùng bà Sa Quỷ Vương, đứng tại cửu quỷ thiên cung cửa, nhìn lên trời một bên trời chiều. Bạn già, buông lỏng tử kiếp a. Địa Tạng Quỷ Vương nói. Buông ra, chúng ta sẽ khôi phục toàn lực, có thể đỉnh nhiều nhất 1 tháng nhiều, sẽ chết tại tử kiếp. Bà Sa Quỷ Vương nói. Không có chuyện, đầy đủ chúng ta hoàn thành sau cùng sứ mệnh. Vì sống tới ngày nay, chúng ta đã bao nhiêu năm, động liên tục tay cũng không dám rồi. Địa Tạng Quỷ Vương mỉm cười nói. Quá lâu, sinh tử kiếp cùng thời gian, đều là trên thế giới tàn khốc nhất pháp tắc, thật là đáng sợ, đáng tiếc chúng ta cả đời này. Không có lại thành thần hy vọng. Bà Sa Quỷ Vương rơi lệ nói. Không quan trọng, lịch sử sẽ nhớ kỹ chúng ta, là cứu vãn vĩ đại quỷ thần thượng tộc anh hùng. Con cháu muôn đời, cũng sẽ không quên chúng ta. Địa Tạng Quỷ Vương kích tình bành trướng. Nắm trong tay đến chết, cùng con chung chết. Bọn họ nắm tay, tắm rửa tại dưới trời chiều,
huyết nhục kèn kẹt thuế biến. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh, lần nữa đến ngũ sắc tinh thần. Rốt cục không ai tại cái này vướng bận. Lý do an toàn, Lý Thiên Mệnh còn ở chung quanh dạo qua một vòng. Có thể xác định, cái kia địa tạng, bà Sa Quỷ Vương, đã đi. Không quay lại đi chủ trì đại cục, để ngươi cửu cung thần vực toàn bộ chết sạch. Lý Thiên Mệnh tâm lý mắng một câu. Hai vị này quỷ vương đi về sau, liền cái kia đen trắng kết giới đều biến mất. Trước mắt chỉ còn lại có, cái kia tinh thần lập lòe quang mang. Lý Thiên Mệnh đứng tại cái này ngũ sắc bên ngoài kết giới, nhìn trong chốc lát, rốt cuộc tìm được cái kia thứ 9 viên hắc động tinh thần chính xác vị trí. Nó vẫn kẹt tại trong kết giới. May mắn, ta dùng trộm thiên chi thủ mở ra kết giới, sẽ không đối kết giới bản thân, tạo thành phá hư. Đây chính là trộm thiên nhất tộc điểm mạnh. Ngày này nguyên chấn ngục kết giới, vượt qua kiếp văn kết giới mức độ. Hấp thu thái cổ tà ma chi nhãn trộm thiên chi thủ, phải chăng có thể mở ra kết giới, vẫn là một ẩn số. Nếu như có thể đi vào, coi như hắc động tinh thần bên trong, không có cái gì, ta hướng cái này tinh thần nội bộ nhìn xem, cũng có thể chân tướng đại bạch. Sau đó, Lý Thiên Mệnh lặng yên rơi vào ngũ sắc kết giới phía trên, đưa tay trái ra. Đây chính là, thần cấp kết giới. Cái kia có nội quy thì hình sáu cạnh lân phiến tay cầm, tiếp xúc đến kết giới này thời điểm, như là vươn vào sắt trong nước. Cái này, nước thép, tuy nhiên sẽ không đả thương đến chính mình, nhưng muốn đem hắn xé mở, đưa thân đi vào, vẫn là muốn hao phí công phu rất lớn. Lý Thiên Mệnh duỗi ra chạm đến, tinh thần chấn động. Toàn bộ kết giới, đều là từ lít nha lít nhít thiên văn tạo thành. Lớn như vậy kết giới, đến cùng có bao nhiêu thiên văn, có thể nghĩ. Thiên văn chính là thiên ý hóa thân, là thiên địa pháp tắc giản hóa, xem ra, ta về sau vẫn là muốn hoa một số công phu, suy nghĩ đạo này. Đi vào thái cổ thần vực về sau, bởi vì Khương Phi Linh thân phận, bày ở Lý Thiên Mệnh trước mặt đệ nhất đại sự tình, thì là sinh tồn. Thế mà, bây giờ kiến thức dịch tinh ẩn thành danh chi chiến, lại cảm thụ trước mắt cái này, thần cấp kết giới, cuồn cuộn ảo diệu, để hắn 10 phần hướng tới. Ca ca, tại nhiên linh cung thời điểm. Ta suy nghĩ không ít kết giới chi đạo, nếu như có thể mượn nhờ lực lượng của ngươi, có chút kiếp văn kết giới, ta có thể nếm thử đây. Khương Phi Linh nói. Được, vậy chúng ta về sau, cùng một chỗ hợp tác. Thiên nhân hợp nhất, nước sữa hòa nhau. Lý Thiên Mệnh một bên đưa bàn tay, hướng về ngũ sắc kết giới nội bộ đưa tới, một bên mỉm cười nói. Lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh một cái cánh tay, đã tiến vào lúc đó văn trong hải dương. Như thế nào? Khương Phi Linh hỏi, cần phải có thể phá, nhưng là cần thời gian, đến chậm rãi đem kết giới này kết cấu, cho giải khai. Lý Thiên Mệnh chen vào. Cái này ngũ sắc kết giới cũng là lấp kín rất dày bức tường, Lý Thiên Mệnh muốn chui vào ngôi sao màu đen vị trí kia đi, đoán chừng phải nửa canh giờ. Làm cả người hắn, chui vào kết giới về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, sau lưng xé rách bộ phận, đã tự động chữa trị, nứt ra thiên văn, toàn bộ một lần nữa kết nối trở về. Đây cũng là trộm thiên nhất tộc thiên phú chỗ. Lý Thiên Mệnh không có chút nào hiểu rõ nó, hắn chỉ là có mở khóa chủng tộc thiên phú, một cái tay, liền có thể tùy tiện lôi kéo, người khác tiếp xúc không đụng được thiên văn hải dương. Tuy nhiên tốc độ chậm, nhưng là, có thể xé mở cái này thần cấp kết giới, thật sự là một tin tức tốt. Kết giới này, là Hiên Viên Đại Đế tác phẩm. Như vậy, trước đây cái kia, nói tại cái cuối cùng hắc động tinh thần các loại thanh âm của ta, phải chăng đến từ hắn? Lý Thiên Mệnh ánh mắt hừng hực. Hắn lấy trộm thiên chi thủ mở đường, càng ngày càng thuần thục, không lâu sau đó, hắc động kia tinh thần, gần ngay trước mắt. Muốn tới. Hắc động tinh thần lực lượng, vậy mà ép ra phụ cận thiên văn hải dương, tạo thành một mảnh trống rỗng khu vực. Lý Thiên Mệnh xé rách sau cùng một khối khu vực, trước mắt đột nhiên không còn. Siêu. Cả người hắn, đã đi tới hắc động tinh thần trước đó. Cơ hồ còn không có quan sát. Hắc động kia tinh thần lực lượng, liền đã khóa chặt hắn. Ong ong, to lớn sức hấp dẫn, đem hắn lôi kéo tiến trong hắc động. Lý Thiên Mệnh cũng không phản kháng, tại hắc quang chìm ngập dưới, trong nháy mắt, cũng đã biến mất. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt xuất hiện lần nữa thông đạo. Hình ảnh rõ ràng hơn. Đó là nguyên một đám thượng cổ chiến trường, đang tiến hành một trận rung động đến tâm can đọ sức. Vô số nhân tộc tu luyện giả. Theo bị nô dịch xúc vật, đứng ra phản kháng, nghịch thiên cải mệnh, đấu bại địa ngục nhất tộc. Cái kia trong tấm hình địa ngục nhất tộc,
hình tượng rất rõ ràng, trong đó đại bộ phận đều là có cao 3 mét, mặt mũi hung dữ quái vật hình người, có nhiều mắt, có thêm ra cánh tay, có mọc ra cánh thịt, có móng vuốt. Mỗi người bọn họ đều rất khủng bố, nắm giữ nghiêng trời lệch đất lực lượng, thậm chí còn có thể phun ra nuốt vào thần thông. Càng kinh khủng chính là, Lý Thiên Mệnh tại trong ánh mắt của bọn hắn, thấy được rõ ràng điểm sao. Làm sao có điểm giống là, Khương Vô Tâm quỷ thần biến. Lúc trước Khương Vô Tâm cùng thôn Nhật Ma Lang hợp thể, biến thành nửa người nửa sói, đại khái chính là như vậy. Không phải nói những thứ này địa ngục nhất tộc tất cả đều là sói, mà chính là trên người bọn họ, nắm giữ người cùng thú song trọng đặc thù. Có chút hình ảnh rõ ràng có thể nhìn đến, bọn họ ngoại trừ chiến quyết bên ngoài, còn thi triển uy lực kinh khủng thần thông. Mà lại, làm sao còn có chút giống như là tiểu phong nhiên hồn tộc A? Lý Thiên Mệnh ngốc trệ nói. Hắn nhiều nhìn thoáng qua, phát hiện đúng là giống, nhưng có phải hay không một chủng loại hình, cái kia còn khó nói. Nhiên hồn tộc nghe nói, cũng là cộng sinh thú cùng ngự thú sư hai trong một, nhưng nhiên hồn tộc phần lớn hai trong một, đều là thất bại, ngoại trừ Dạ Lăng Phong bên ngoài, những người khác rất quái dị. Mà cái này địa ngục nhất tộc, tuy nhiên mỗi người đều không giống nhau, nhưng thoạt nhìn là hoàn chỉnh lại đáng sợ sinh mệnh. Cho dù là bích họa bên trong, bọn họ chỉ cần một cái, thì có thể đối phó ngàn vạn nhân tộc. Mặt khác, cũng không phải là tất cả địa ngục nhất tộc, đều lộ ra hung ác, xấu xí. Ngược lại, Lý Thiên Mệnh tại cái này bích họa bên trong, thấy được một bộ phận địa ngục nhất tộc bên trong cường giả, nhưng ngược lại cùng nhân tộc tương tự. Chẳng những thân cao tương tự, mà lại cũng không có rõ ràng hóa thú đặc thù. Thường thường dạng này địa ngục nhất tộc, lại đang thi triển càng kinh khủng thần thông. Theo hình tượng này đến xem, cuộc chiến đấu này, nhân tộc càng giống là dùng sinh mệnh cùng máu tươi, chồng chất đi ra một phen thắng lợi. Tại thông đạo cuối cùng, Lý Thiên Mệnh tại bích họa bên trong, thấy được một cái đỉnh thiên lập địa long bào nam tử. Nam tử kia khống chế năm đầu thần long, chỉ huy ức vạn dân chúng, đánh tan địa ngục nhất tộc. Bên cạnh hắn còn có mấy cái tinh quang thiểm diệu cái bóng, xem ra cũng rất mạnh. Bọn họ là ai? Tại Lý Thiên Mệnh nghi ngờ thời điểm, một cái quỷ dị hình ảnh xuất hiện. Chiến bại địa ngục nhất tộc, cũng không có bị giết chết, bọn họ hướng về trên trời đào vong. Mà cái kia thương thiên phía trên, lại có một khỏa to lớn ngôi sao màu xám. Hình ảnh lóe đến rất nhanh, làm cái kia long bào đế hoàng, chỉ huy nhân tộc truy sát mà lên thời điểm, cái kia ngôi sao màu xám phía trên, lăn lộn ra vô số vũ khí, đem rất nhiều người tộc nuốt không tiến vào, trực tiếp giết chết. Toàn bộ ngôi sao màu xám, như cùng một đầu dữ tợn cự thú, từ trên trời giáng xuống. Hôi tinh phía trên địa ngục nhất tộc, dương nanh múa vuốt, tựa hồ có cái kia hôi tinh nơi tay, bọn họ liền có thể chuyển bại thành thắng. Đúng vào lúc này, Long Bảo Đế Hoàng mang theo ngũ long trùng thiên, tại những cái kia tinh quang thiểm diệu trợ thủ dẫn dắt phía dưới, giơ lên thiên nguyên đỉnh, chấn áp tại hôi tinh phía trên, tạo thành một cái lập lòe ngũ sắc kết giới. Hình ảnh đột nhiên đen nhánh. Lại lần nữa sáng lúc thức dậy, có vô số huyết long, ngay tại cắn xé ngũ sắc kết giới. Kết quả Long Bảo Đế Hoàng giận dữ, đổ sát huyết long. Tại đầy trời trong huyết vũ, một cái huyết sắc kết giới, vây quanh tại ngũ sắc kết giới bên ngoài, để cái kia tinh thần, trở thành huyết sắc tinh thần vô hạn thu nhỏ, sau cùng không còn sót lại chút gì. Sau đó, trên trời càng là hạ xuống hơn ngàn cái ngôi sao, chết rơi xuống, hình thành lập lòe thiên tinh cảnh. Đến nơi đây, hình ảnh triệt để kết thúc. Lý Thiên Mệnh toàn thân rung mạnh. Nhìn đến đây, hắn như thế nào lại không hiểu? Cái này ngũ sắc tinh thần bên trong, phong cấm lấy địa ngục nhất tộc. Đây chính là chân tướng. Một cái để hắn ra đầu tê dại chân tướng. Cửu cung thần vực, bọn họ mục đích thực sự, không phải là vì sát tôn thần, càng không phải là lấy tôn thần làm dẫn, chia cắt thế giới, bọn họ mục đích thực sự, là để quỷ thần tái nhập nhân gian. Cho nên, địa tạng quỷ vương, mới có thể đưa cho người kia ảnh quỳ xuống. Hắn đối toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục lịch sử, hiểu rõ rất ít, cho nên cho tới bây giờ không nghĩ tới phương diện này. Liên quan tới địa ngục nhất tộc truyền thuyết, hắn trên cơ bản tương đương người ngoài cuộc. Có thể giờ khắc này, chân tướng bày ở trước mặt, dạng này âm mưu kinh thiên, để hắn toàn thân run rẩy. Thiên Nguyên Đỉnh, bọn họ phát động chiến tranh, nhất định là nghĩ ra được Thiên Nguyên Đỉnh. Tại Lý Thiên Mệnh lưng phát lạnh. Hận không thể bây giờ lập tức thì quay về Thái Cực Phong Hồ, nói thiên hạ biết người chân tướng. Đúng vào lúc này, thông đạo phía trước, xuất hiện ánh sáng. Lần này, không có con số xuất hiện.
một người mặc long bào bóng người, xuất hiện ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Thiên địa phút chốc đứng im. Lý Thiên Mệnh đứng ổn định ở trước mắt của hắn. Tại cái này trong bóng tối, cái kia long bào nam tử mở mắt ra. Không sai, hắn có ba con mắt. Trong đó, trung ương nhất ánh mắt, có hào quang năm màu. Hiên Viên Đại Đế. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Người thừa kế, đến ta trước mặt. Long bào nam tử ngoắc. Lý Thiên Mệnh đi ra phía trước, hắn hai bên lung lay một chút, phát hiện cái này Hiên Viên Đại Đế, ánh mắt không thay đổi. Lấy Lý Thiên Mệnh theo lục đạo kiếm thần chỗ đó, có được kinh nghiệm nhìn, trước mắt tuyệt đối không phải chân nhân. Có lẽ, chỉ là hắn lưu trên thế giới này, sau cùng bàn giao. Lý Thiên Mệnh lấy vô cùng sùng kính ánh mắt nhìn hắn. Đây là đệ nhất thần nhân. Theo cái kia hành lang bên trong bích họa, liền có thể nhìn ra hắn tất cả công tích. Bao quát hai đại kết giới. Theo đối với nhân tộc cống hiến tới nói, Hiên Viên Đại Đế sau 9 cái thần linh, cùng nhau cũng không bằng hắn. Nói một cách khác, không có hắn, thì không có hiện tại cường thịnh nhân tộc. Tại hắn năm sắc dưới ánh mắt, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được đến từ 20 vạn năm trước, thái cổ thời đại áp lực. Hậu nhân, Hiên Viên Đại Đế thanh âm rộng rãi, hai chữ này, vượt qua vô tận thời gian, theo từ xưa đến nay truyền đến, bao hàm lấy vô tận tang thương. Gặp qua thủy tổ, Lý Thiên Mệnh nói, 200.000 năm, tinh thần biến huyễn, thương hải tang điền. Hôm nay, ta có trọng đại sử mệnh, giao phó ngươi. Hiên Viên Đại Đế thanh âm, ở bên tai ầm vang quanh quẩn. Lý Thiên Mệnh tràn ngập kính trọng, nhìn lấy vị này thủy tổ, nghe hắn nói. Ngươi có thể đi tới nơi này, nói rõ khoảng cách phong ma ngày, đã qua 200.000 năm, một khi huyết long phong ma kết giới suy kiệt đi đến cuối cùng. Thiên tinh cảnh thần cấp kiếp nguyên sẽ xuất hiện, dẫn nắm giữ ta nhân hoàng long giáp người thừa kế, đến đây thiên tinh cảnh. Hiên Viên Đại Đế nhìn chăm chú lên Lý Thiên Mệnh phương hướng, trầm giọng nói ra. Theo câu nói này nhìn, đối phương cũng không biết, thiên tinh cảnh hiện tại xảy ra chuyện gì, cho nên, này bằng với là thủy tổ tại 20 vạn năm trước, thì lời chuẩn bị xong. Hắn tự nhiên, cũng không phải là còn sống. Nguyên lai cái kia huyết sắc kết giới, gọi là huyết long phong ma kết giới. Ta chí cao kiếp nguyên, vậy mà thật là thần cấp kiếp nguyên. Mà lại, nghe, thiên tinh cảnh mở ra, lại là sắp xếp của hắn. Là bởi vì coi như không ra thiên tinh cảnh, huyết long phong ma kết giới vẫn là sẽ suy vong, thiên tinh cảnh vẫn là sẽ hủy diệt sao. Lý Thiên Mệnh tâm lý trong nháy mắt, liền nghĩ đến rất nhiều. Liên quan tới thiên tinh cảnh, hắn xác thực có rất nhiều nghi hoặc. Nói thí dụ như, đã cái này thiên tinh cảnh hết thảy, là Hiên Viên Đại Đế an bài. Vì sao hắn muốn làm cho người tới mở, dẫn đến Độc Cô Tẫn bọn họ, hủy đi huyết long phong ma kết giới? Nguyên lai là bởi vì, coi như không bị bọn họ hủy diệt, cái kia huyết long phong ma kết giới cũng sẽ tự nhiên tiêu vong. Dù sao, lúc ấy cái kia huyết sắc kết giới xuất hiện thời điểm, thì tiếp cận phá nát. Lý Thiên Mệnh trầm xuống tâm, tiếp tục nghe giảng. Trước mắt Hiên Viên Đại Đế nói tiếp. Huyết long phong ma phá về sau, quỷ thần nhất tộc nếu là có dư nghiệt còn sót lại. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp, phá hư thiên nguyên trấn ngục kết giới, ta sẽ lấy thần thể, cố thủ thiên nguyên đỉnh, tiếp tục trấn trụ 9 tầng địa ngục. Cho nên, người đời sau, vì không cho quỷ thần tái nhập nhân gian, nô dịch nhân tộc, các ngươi phải tất yếu bảo vệ tốt thiên nguyên đỉnh, bảo vệ tốt của ta thần thể. Chỉ cần ta thần thể hoàn hảo, thiên nguyên trấn ngục kết giới, lại trấn thủ 100.000 năm đều không là vấn đề. Nhưng nếu là thần thể bị hủy diệt, trong vòng ngàn năm, thiên nguyên chấn ngục kết giới nhất định suy vong. Mà lại, nếu là thần thể hủy diệt đồng thời, 9 tầng trong địa ngục, còn có quỷ thần nhất tộc, cầm giữ có đầy đủ lực lượng tiến công kết giới, có thể sẽ dẫn đến thiên nguyên chấn ngục kết giới, chống đỡ không đến ngàn năm, tại chỗ bạo phá. Đến lúc đó, chúng ta nhân tộc đã nhận lấy trăm vạn năm khuất nhục cùng ác mộng, liền sẽ tái nhập nhân gian. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc gật đầu. Hắn nhớ kỹ quan trọng. Thần thể tuyệt đối không thể phá. Hắn nhớ đến, mở ra thiên nguyên đỉnh chìa khóa, Hiên Viên Đạo cùng Âu Dương Kiếm Vương, mỗi người có một thanh. Hậu nhân, 200.000 năm, các ngươi phải chăng còn tồn tại, ta Hiên Viên huyết mạch, là hưng là vong, ta đều không thể báo trước. Sau đó, ta chỉ có thể dựa vào nhân hoàng long giáp, mang ngươi đến đây. Huyết long phong ma cuối cùng sẽ phá, tại phá đi trước, ngươi có thể cầm tới, ta tại 20 vạn năm trước, vì hậu nhân chuẩn bị tu luyện. Chiến đấu tư nguyên. Ngươi cần phải mang về, làm thái cổ Hiên Viên thị cường thịnh, lấy thủ ở của ta thần thể. Lý Thiên Mệnh có thể tính minh bạch,
Hiên Viên Đại Đế vì sao đem bảo tàng chôn ở chỗ này, mà không phải trực tiếp nhiều đời, trực tiếp truyền cho con cháu. Đó là bởi vì Hiên Viên Đại Đế sau khi đi, đại lục biến động rất nhiều, muốn là lúc ấy trực tiếp cho hậu nhân, sớm đã dùng ánh sáng, bị cướp hết, chỗ nào có thể sử dụng ở cái này thời kỳ mấu chốt. Trách không được ta có nhân hoàng long giáp, liền có thể đạt được chí cao kiếp nguyên, liền có thể tại thiên tinh cảnh bên trong, tùy tiện tìm kiếm bảo tàng, còn có thể vô hại tiến hắc động tinh thần. Những thứ này, đều là Hiên Viên Đại Đế, vì cam đoan tự chọn tộc nhân, có thể được đến bảo tàng thủ đoạn. 200.000 năm sau cục diện, Hiên Viên Đại Đế rõ ràng không có dự liệu được, chiếm lấy toàn bộ thiên tinh cảnh, chính là quỷ thần nhất tộc Dư Nghiệt. Nhưng may mắn, Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào một người, chúa tể thiên tinh cảnh. Ta còn truyền xuống tinh đồ, nhưng ta đoán chừng, tinh đồ truyền thừa không được 200.000 năm, sớm muộn sẽ bị cướp đi, lịch sử của chúng ta, sớm muộn cũng sẽ bị xuyên tạc, nhưng không quan hệ, tinh đồ chỉ là một cái ngụy trang, chỉ có nhân hoàng long giáp. Mới có thể xuyên qua 9 cái hắc động tinh thần, mới có thể cầm tới hết thảy. Hiên Viên Đại Đế nói tiếp. Lý Thiên Mệnh bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cửu cung quỷ tông ngay từ đầu thì có tinh đồ, nguyên lai là cướp đi. Hậu nhân gặp gỡ, so Hiên Viên Đại Đế đoán trước đến còn bết bát hơn, chẳng những tinh đồ mất đi, liền tinh đồ là cái gì, đều không người biết. Kỳ thật những thứ này đều bình thường, dù sao 200.000 năm, thực sự quá lâu. Hiên Viên Đại Đế cũng không thể đoán trước hết thảy. Nhưng là, hắn ý tứ là, ngoại trừ cái kia 100.000 kiếp khí, hơn 10.000 kiếp nguyên, hắn còn để lại càng nhiều. Ở đâu? Hắn liếc nhìn bốn phía. Trước mắt Hiên Viên Đại Đế bóng người, lại bắt đầu tiêu tán, hóa thành ba món đồ, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Hậu nhân, sinh tử tồn vong, nhân tộc tương lai đường, sống hay chết, là nắm giữ tôn nghiêm còn sống, vẫn là làm người heo chó. Bị người giết, thì xem các ngươi. Người sống một thế, cái gọi là thượng thần, bất quá cũng chỉ có thể dẫm lên trời, không ai có thể đào thoát sinh tử đại nạn, tìm kiếm được thông hướng vĩnh sinh con đường. Đây là ta, vô tận tiếc nuối. Có lẽ tương lai, sẽ có rất nhiều thuyết pháp, nhưng người phải nhớ kỹ, ta là cái thế giới này, sinh trưởng ở địa phương này người, ta thích mảnh này quê hương, ta lấy suốt đời nhiệt huyết, bảo vệ chúng ta nhân tộc đồng bào, 200.000 năm. Hy vọng. Người có thể giữ vững, cái kế tiếp 200.000 năm. Ha ha, kéo xa, lạc quan điểm nghĩ, nói không chừng riêng này 200.000 năm, 9 tầng địa ngục bên trong những cái kia quỷ thần, thì chết hết đây. Hắn bắt đầu cười to. Cái này ba cái lễ vật, tặng cho ngươi. Hiên Viên Đại Đế bóng người đã biến mất, hắn dùng thiên văn chi đạo, đem hắn, lưu đến 200.000 năm sau hôm nay. Thân ảnh biến mất, nhưng thanh âm lại vẫn tại. Chân tướng đã đại bạch. Lý Thiên Mệnh trong lòng, lại nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn bội phục tại vị này thủy tổ bá lực. Tại hắn kính nể trong ánh mắt, Hiên Viên Đại Đế thứ một món lễ vật, đã đến trước mắt của hắn. Đó là một cái long hình giới chỉ, rất hiển nhiên, lại là một cái tu di giới chỉ. Bản thân luyện khí, thần văn, mọi thứ tinh thông, đây là ta phổ thông tác phẩm, thiên long giới, tuy nhiên đạt tới thần vật cấp bậc, nhưng ngoại trừ không gian đại bên ngoài, không có tác dụng gì. Thiên Long giới bên trong, cầm giữ có chúng ta nhất tộc tại Phong Ma Chi sau khi chiến đấu, thu được tất cả chiến lợi phẩm, bao quát kiếp văn thư, kiếp khí cùng kiếp nguyên. Ngươi đã đạt được nhân hoàng long giáp tán thành, phẩm hạnh nên không có trở ngại, nhưng bảo tàng này mang về sau, chủ yếu phân phát Hiên Viên thị, còn lại tất cả thủ vệ thần thể người, cũng có tư cách nhận lấy. Lý Thiên Mệnh hai tay nhận lấy Thiên Long giới, tùy tiện xem xét, ánh mắt đều đã trợn tròn. Lít nha lít nhít. Nói cách khác, trước đây lấy được 100.000 kiếp khí hòa thượng vạn kiếp nguyên, cũng chỉ là ngụy trang, chân chính bảo tàng, đều tại ngày này long trong nhẫn. Tuy nhiên không có cách nào rõ ràng đếm, nhưng nói thật, chỉ là kiếp khí, tối thiểu đều có 1 triệu trở lên. Tối thiểu nhất đều có 3-4 điều kiếp văn, tối cao đều có 15 điều kiếp văn. Hiện tại toàn bộ thái cổ thần vực, độ kiếp phong kiếp lão, tăng thêm toàn bộ tinh thần vực cường giả, sinh tử kiếp cảnh số lượng, nhiều lắm là 250.000. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh đem nhưng bảo tàng này mang về, chỉ là kiếp khí phương diện, đều có thể cho tất cả kiếp lão thay đổi. Ngoại trừ kiếp khí bên ngoài, thiên địa kiếp nguyên số lượng cũng có rất nhiều, thô sơ giản lược xem xét, tối thiểu đều có 100.000 trở lên. Nhưng nói thật, đáng sợ nhất chính là kiếp văn thư. Kiếp văn thư là có thể trực tiếp dùng để chiến đấu bảo tàng, hiện tại toàn bộ Viêm Hoàng đại lục kiếp văn thư, đều bởi vì đỉnh cấp kiếp văn sư thiếu thốn mà khan hiếm.
cái này một nhóm kiếp văn thư số lượng, đoán chừng vượt qua toàn bộ Viêm Hoàng đại lục tồn lượng tổng cộng, chỉ cần mang về, Thái Cực Phong Hồ không thể nghi ngờ càng thêm vững chắc. Thế mà, cái này là cái thứ nhất lễ vật mà thôi. May mắn, dạng này bảo tàng, cửu cung thần vực người, coi như nắm giữ tinh đồ, cũng tuyệt không có khả năng đạt được. Tuy nhiên khoảng cách 200.000 năm, có thể thủy tổ an bài, xác thực không chê vào đâu được. Hiên Viên đại đế duy nhất không có dự liệu sự tình, đoán chừng cũng là Lý Thiên Mệnh tiến thứ 9 hắc động tinh thần thời điểm bị ngăn cản, ngay sau đó huyết long phong ma kết giới trước bị phá, dẫn đến hắn hiện tại, mới đi tới nơi này. May mắn Lý Thiên Mệnh là trộm thiên nhất tộc, bằng không cái này thứ 9 hắc động tinh thần kẹt ở chỗ này, nhưng bảo tàng này, rất có thể sẽ bị vĩnh viễn phong tồn. Ngay sau đó, cái thứ hai lễ vật, đã đến Lý Thiên Mệnh trước mắt. Đó là một cái trong suốt bảo thạch, bảo bối trong đá, có 6 đám xương trắng, bên trong một cái là nhân hình, còn có 5 cái vì long hình. Đây là ta cùng cộng sinh thú thiên hồn, đến đạp thiên chi cảnh về sau, thiên hồn không bị phá hư, có thể tại nhất định dưới điều kiện vĩnh tồn. Ngươi mang về sau, để đặt tại Trạm Tinh Cổ Lộ, ta đem lấy suốt đời tu hành cảm ngộ, chỉ dẫn con cháu hậu bối tu hành, càng tiến một bước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Trạm Tinh Cổ Lộ vẫn tồn tại. Hiên Viên đại đế thanh âm, tại Lý Thiên Mệnh bên tai tiếp tục quanh quẩn. Thiên hồn. Lý Thiên Mệnh cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Hắn cảm giác thủy tổ thực sự quá khó khăn, muốn cho con cháu truyền thừa, nhưng cũng sợ 200.000 năm quá xa, biến số quá nhiều. Liền Trạm Tinh Cổ Lộ hắn đều không thể xác định tồn tại, chỉ có thể thông qua loại biện pháp này, cách 200.000 năm, để Lý Thiên Mệnh mang về. May mắn, Trạm Tinh Cổ Lộ vẫn tại Thần Tông. Vãn bối nhất định mang về, Lý Thiên Mệnh tâm lý mặc niệm. Hậu nhân, kỳ thật lúc này thời điểm, ta ngay cả thiên nguyên đỉnh cùng thần thể, có thể hay không truyền đến 200.000 năm sau cũng không biết. Nói không chừng lúc này thời điểm, thần thể đã phá, thiên nguyên chấn ngục kết giới so huyết long còn muốn sớm hơn tiêu vong, thậm chí quỷ thần đã tái nhập nhân gian. Người cả đời này, chuyện thống khổ nhất, cũng là làm được hết thảy, nhưng lại nhìn không thấu tương lai. Chúc các ngươi may mắn đi. Vì cái gì, không phong tử thiên nguyên đỉnh, muốn lưu lại hai cái chìa khóa đâu? Lý Thiên Mệnh trong lòng nghi ngờ, trong miệng liền hỏi lên. Thế nhân lưu truyền, thiên nguyên đỉnh là ta tạo thành thì, nhưng thật ra là ta mượn tới, nếu không có thiên nguyên đỉnh, của ta thần thể cũng chống đỡ không đến một ngày này. Cái kia hai cái chìa khóa, chính là ngày sau vật quy nguyên chủ quan trọng, như còn tại ta hậu bối trong tay, nhớ đến thích đáng bảo quản. Đúng. Hiên Viên đại đế cũng không phải là đang trả lời Lý Thiên Mệnh, chỉ là đúng tốt bàn giao hắn nghi hoặc mà thôi. Vấn đề là, hắn với ai mượn, cũng không nói a. Lý Thiên Mệnh nhớ tới một cái khác nghi hoặc. Vừa mới thông đạo trong tấm hình, Hiên Viên đại đế bên người, tồn tại một số tinh quang bao phủ người, tựa hồ thiên tinh cảnh buông xuống, cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Bọn họ, là ai? Đang lúc Lý Thiên Mệnh nghĩ tới chỗ này thời điểm, cái thứ ba lễ vật, đến. Đó là một cái ánh trăng ngọc bội. Hắn cầm cái này nguyệt nha hình dáng ngọc bội, cầm ở trong tay, xúc cảm rét lạnh. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh không cách nào xác định thứ này chất liệu. Đây là Hiên Viên đại đế, cho hắn một thứ cuối cùng. Hậu nhân. Hiên Viên đại đế thanh âm, tại toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn. Phong ma chi chiến, thúc đẩy chúng ta nhân tộc thắng lợi, trợ giúp ta thành lập hai trọng kết giới minh hữu, đến từ nguyệt chi thần cảnh. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu như, các ngươi thất bại, quỷ thần tái nhập nhân gian, lấy tính mạng của bọn hắn tầng thứ, chúng ta nhân tộc, nhất định ngăn không được. Một ngày này, nếu là thật đến, ngươi liền cầm lấy cái này, Nguyệt Chi Ngọc Thạch, đến Trạm Tinh Cổ Lộ cuối đường, mở ra, Nguyệt Chi Tinh Môn. Nếu như, Nguyệt Chi Thần Cảnh người còn nhớ rõ 20 vạn năm trước, trận này phong ma chi chiến, biết quỷ thần còn chưa từng chết hết, bọn họ cần phải, sẽ phái người đến trợ giúp. Chỉ có dạng này, chúng ta nhân tộc, mới có hy vọng. Nhớ lấy một chút. Không thể đắc tội bọn họ. Câu nói sau cùng, nói đến phi thường trọng. Nguyệt Chi Thần Cảnh, ở phương nào? Lý Thiên Mệnh mờ mịt. Cái kia chính là vực ngoại tinh không thế giới sao? Hiên Viên đại đế thật giống như, nghe được hắn cái nghi vấn này giống như. Hắn nói. Báo trước Nguyệt Chi Thần Cảnh ở phương nào, ngẩng đầu ngắm trăng, ngươi liền biết. Ánh trăng. Xa xôi ánh trăng, tự nhiên là hạ tầng tinh không phía trên. Cho nên, 20 vạn năm trước thế giới, là Viêm Hoàng đại lục, hồi tinh, Nguyệt Chi Thần Cảnh,
dạng này đi lên sắp xếp sao? Cái thế giới này, so trong tưởng tượng, còn muốn khoáng đạt. Hậu nhân, thông đạo bắt đầu chuyển động, Lý Thiên Mệnh tiếp tục hướng về cái kia ánh sáng, cũng chính là phương hướng lối ra di động. Lúc này, Hiên Viên Đại Đế thanh âm, cũng biến thành nặng nề lên. Ta quá hoảng sợ, quá mờ mịt, bởi vì ta không biết, hôm nay thế giới, đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Đã từng, ta trong cực khổ trưởng thành, vì để cho nhân tộc quật khởi, ta đã mất đi phụ mẫu, đã mất đi thê tử huynh đệ, thiên hạ cùng vui mừng thời khắc, ta không có gì cả, ta sau đó cả đời, tại sống ở nhớ lại bên trong. Nhưng là, ta không có hối hận. Những cái kia vì sinh tồn, vì tôn nghiêm mà người chết trận nhóm, các huynh đệ của ta, ta chí ái người, cũng không từng hối hận. Bởi vì, chúng ta cải biến bị nô dịch lịch sử, chúng ta không còn là trong mắt người khác xúc vật, chúng ta đời đời con cháu, từ khi sinh ra, không lại đã định trước, cả đời thê thảm. Chúng ta nhất tộc, kéo dài hơi tàn, bị làm thành xúc sinh, bị cưỡng ép cầm tù, sinh sôi, bọn họ ưa thích mỹ vị cộng sinh thú, còn bức bách chúng ta tu hành. Người không có trải qua liền không biết, chúng ta tiền bối, chịu qua trăm vạn năm ác mộng, như thế thời gian, mỗi ngày đều sống không bằng chết. Thế nhưng là, đám tiền bối, liền tự sát tư cách đều không có. Người biết lớn nhất thống khổ là cái gì không? Cái kia chính là, bọn họ cũng không ăn thịt người, bọn họ chỉ ăn người mấy chục năm, trên trăm năm cùng nhau tu hành, sống chết có nhau huynh đệ, lưu lại người, mãi mãi cũng không cách nào giải thoát. Cùng thú xen lẫn, cộng sinh tu luyện, bọn họ liền có trí tuệ. Có trí tuệ, liền có suy nghĩ, có cảm tình. Từ đó về sau, cộng sinh thú, không còn là thú. Thật giống như huỳnh hỏa bọn họ. Ai nguyện ý, trơ mắt nhìn lấy bọn họ, bị giết mổ, bị nuốt ăn. Lý Thiên Mệnh không biết, vì cái gì cái này quỷ thần nhất tộc, không ăn hung thú, có lẽ vị đạo không tốt, có lẽ không đủ bổ dưỡng. Có lẽ đây không tính là tội ác, chỉ có thể coi là chủng tộc cừu hận. Giờ khắc này, hắn đã đâm vào ánh sáng phía trên. Sau đó, hắn nghe được Hiên Viên Đại Đế sau cùng nói. Hậu nhân, cho nên ngươi hiểu chưa? Ngươi là giao thớt, ta là thịt cá, chúng ta là hèn mọn nhân tộc, nhưng là, chúng ta tuyệt đối không thể thua. Thua, như vậy là bao nhiêu vạn năm, bao nhiêu đời người ác mộng. Tại cổ xưa nhất thời đại, Viêm Hoàng Đại Lục là chúng ta nhân tộc gia viên, chín tầng địa ngục mới là kẻ ngoại lai, bọn họ tinh thần hạ xuống tại chúng ta trên không, bọn họ là kẻ xâm lược, lại tự xưng là Viêm Hoàng chủ nhân của Đại Lục. Vì để cho con cháu của chúng ta, lấy sinh mệnh có trí tuệ vốn nên có tôn nghiêm, sống trên thế giới này. Các ngươi, nhất định muốn chống đỡ. Tuyệt đối không thể thua a. Chỉ có trải qua thời đại kia người, mới biết được cái gì là tuyệt vọng. Làm lão tổ tông, ta van cầu các ngươi. Hắn là Hiên Viên Đại Đế, tại Lý Thiên Mệnh trong mắt, hắn là cái uy nghiêm, bá đạo, hoành tảo thiên hạ cái thế đế hoàng. Nhưng là bây giờ, hắn lại dùng cầu cái chữ này. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh dùng mình. Cái chữ này, không thể nói rằng vị này thủy tổ, không đủ uy phong. Chỉ có thể nói rõ, hắn coi như đánh bại qua quỷ thần nhất tộc. Trong lòng của hắn, quỷ thần nhất tộc mang cho người ta tộc trăm vạn năm tai nạn, vẫn tản ra không đi. Đây càng nói rõ. Hắn với cái thế giới này, đối cả nhân tộc, đối mảnh này gia viên, có nóng cháy nhất thích. Dạng này nóng rực chi tình, để Lý Thiên Mệnh nội tâm vì đó động dung. Hắn nhắm mắt lại, tâm lý mặc niệm. Nhất định, nhất định. Đúng vào lúc này, quang mang lóe lên, hắn đã rời đi hắc động tinh thần. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên trống không. Ngay sau đó, phô thiên cái địa tử vong khí tức, vậy mà bao phủ mà đến. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh toàn thân mát lạnh. Mỗi lần theo hắc động tinh thần đi ra, ta đều sẽ bị chuyển rời đến một nơi khác, mà vừa mới hắc động kia tinh thần vừa tốt kẻ tại trong kết giới, cái kia ta hiện tại, vị tại địa phương nào. Ý nghĩ này, ở trong lòng chợt lóe lên. Hắn hiện tại sở trí thân chi địa, tại cực hạn trong bóng tối. Đây là một cái tĩnh mịch. Âm trầm thế giới, dường như bị phong tồn vô số năm tầng hầm. Các loại mùi thối hỗn tạp cùng một chỗ, quả thực khiến người ta trong dạ dày lăn lộn. Như vậy, nơi này là... Lý Thiên Mệnh lấy trộm thiên chi nhãn, hướng phía dưới nhìn qua. Vô tận hôi vụ phía dưới, tựa như là liên miên dãy núi. Trong dãy núi, tựa hồ có từng đôi to lớn màu xanh lục, thầm con mắt màu đỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu, một cái ngũ thải kết giới. Đây hết thảy đều đang nói rõ.
Lý Thiên Mệnh vị trí hiện tại, ngay tại 9 tầng địa ngục bên trong. Ta đi. Không nghĩ tới hắc động tinh thần, tại dưới sự trùng hợp, vậy mà đem chính mình, trực tiếp truyền đến nơi này mà tới. Đây chính là quỷ thần thế giới. Lý Thiên Mệnh vội vàng ngừng thở. Tại toàn thân phát lạnh thời điểm, hắn cưỡng ép tỉnh táo, sau đó lập tức quay người, hướng trên đỉnh đầu ngũ sắc kết giới mà đi. Vừa đi hai bước, dưới chân của hắn, đột nhiên truyền đến to khỏe tiếng hít thở âm. Một cỗ xông vào mũi hôi thối, trực tiếp cuốn tới. Lý Thiên Mệnh sắc mặt trắng bệch, cúi đầu xem xét. Dưới chân hắn cho trong sương mù, từng đôi chuông đồng lớn ánh mắt, nhìn chòng chọc vào hắn. Càng ngày càng nhiều. Lý Thiên Mệnh rất ít xuất mồ hôi trán. Nhưng lần này, không chỉ là cái trán, liên thủ tâm đều là mồ hôi. Nói thật, hắn cho tới nay, vận khí đều rất không tệ. Nhưng là lần này, tại thời khắc mấu chốt này, Thượng Thiên cùng hắn mở một trò đùa. Kẻ tại trong kết giới hắc động tinh thần, đem hắn đặt vào 9 tầng địa ngục. Có thể tưởng tượng, bị vây 200.000 năm quỷ thần nhất tộc, chợt nhìn thấy một người sống, xuất hiện tại bọn hắn thế giới bên trong, sẽ phát sinh cái gì? Đang nhìn nhau tĩnh mịch nháy mắt. Nhân tộc. Giết. Giết. Thê tuyệt nộ hống, cất 200.000 năm cửu hận ngập trời. Vô số cơ hồ xé rách giọng gào thét, chấn động toàn bộ 9 tầng địa ngục. Viêm Hoàng Đại Lục, Thái Cổ Thần Vực. Giải tán thần thành mệnh lệnh, truyền khắp chỉnh cái thần vực, trong lúc nhất thời tất cả thần vực dân chúng, đều giấu vào sơn giã. Thái Cổ Thần Vực băng tuyết, còn chưa hòa tan, chỉnh cái thần vực vẫn đại bộ phận địa phương, vẫn băng tuyết ngập trời. Hàn phong từng trận, vạn dân tiềm tàng, làm đến cái này trong gió tuyết Bắc Quốc, lộ ra càng thêm tịch mịch. Phóng nhãn 10 triệu mét, rất khó coi đến người ở. Tại dạng này trời đông giá rét bên trong. Đến từ ngũ đại thần vực kiếp khí chiến thuyền, lấy tốc độ nhanh nhất, mang theo vô số sinh tử kiếp cảnh cường giả, thẳng hướng Thái Cực Phong Hồ. Những thứ này kiếp khí chiến thuyền, đều là các đại trong tông môn quý giá chi vật, tối thiểu đều có 13 điều kiếp văn, dung lượng to lớn, tốc độ cực nhanh. Ngũ đại thần vực các cường giả, lấy như thế tấn mãnh tốc độ lao tới mà đến, chỉ có thể nói rõ một chút, Thiên Mệnh Thần Thành sau khi chiến bại, lấy Quỷ Tông cầm đầu bọn họ, muốn đổ diệt Thái Cực Phong Hồ quyết tâm, đã như liệt hỏa giống như mãnh liệt. Địa Tạng, Bà Sa hai vị quỷ vương, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì như lôi đình thiểm điện. Khi bọn hắn buông xuống tại Thái Cực Phong Hồ bên ngoài thời điểm, bọn họ đến thời gian, so thần tông đoán trước nhanh phải nhanh hơn 4-5 ngày. Cái này một chi mang theo cừu hận ngập trời đỉnh cấp cường giả đại quân. Theo Thái Cực Phong Hồ 9 tầng trong kết giới, liền có thể nhìn đến, toàn bộ Thái Cực Phong Hồ, đều đã bị ngũ đại thần vực sinh tử kiếp cảnh, hết bao vây hết, như là thú bị nhốt. Những thứ này sinh tử kiếp cảnh kiếp lão, đã hoàn toàn thả ra cộng sinh thú. Toàn bộ đều là sinh tử kiếp cảnh cộng sinh thú, cơ hồ đều có 10 mét trở lên chiều cao, mỗi một đầu đều là cự thú. Những thứ này phi cầm, thú chạy, loài cá, các loại côn trùng các loại hình cộng sinh thú, tụ tập cùng một chỗ, tạo thành ngập trời hung ý, chấn đặt ở Thái Cực Phong trên hồ, đứng ở đằng xa nhìn qua, Thái Cực Phong hồ dường như đã bị ngàn vạn cự thú chìm ngập. Kiếp lão nhóm khống chế lấy cự thú, có bôn tẩu, có chạy như bay mây xanh, có tại giang hà du tẩu. Giống, giống. Trong lúc nhất thời, tiếng thú gào chấn thiên động địa, hoàn toàn truyền vào 9 tầng kết giới, dùng cái này tạo thành trước khi chiến đấu khủng bố uy hiếp. May mắn, Thiên Mệnh Thần Thành sự kiện phát sinh về sau, Thái Cực Phong Hồ xử lý rất nhanh, lúc này đã làm tốt, cao nhất chiến đấu chuẩn bị. Một trận đủ để cải biến toàn bộ thế giới lịch sử trung cực đại chiến, hết sức căng thẳng. Khắp thiên hạ sinh linh tâm, trong lúc nhất thời, đều vì này khiên động. Dường như toàn bộ thế giới, đều lâm vào ngạt thở bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ngũ đại thần vực cường giả, đã tụ tập ở cùng nhau. Mỗi cái thần vực, ngoại trừ lưu lại một số nhỏ người, đóng giữ thủ hộ kết giới, 9 phần 10 cường giả, đều dốc toàn bộ lực lượng. Các đại thần vực đỉnh phong lực lượng, đến cùng tại cái gì mức độ, quả thực nhìn một cái không sót gì. Trong đó mạnh nhất, khẳng định là Cửu Cung Quỷ Tông. Bọn họ sinh tử kiếp cảnh trở lên cường giả, cùng nhau tối thiểu có 500.000, đạt tới thần tông gấp 2. Cái này 500.000 đại quân bên trong, có 400.000, đều là tứ trọng trở xuống phổ thông kiếp lão. Mặt khác, nhất nguyên kiếp lão 7, 8 vạn người, nhị nguyên kiếp lão hơn 5.000 người, tam nguyên kiếp lão trên 100. Toàn bộ cường giả quy mô, đạt đến thần tông gấp 2 trở lên mức độ.
Thái cổ thần vực cường giả gom góp, cần phải có 250.000 sinh tử kiếp cảnh. Ngoại trừ cửu cung quỷ tông bên ngoài, quy mô lớn thứ hai cũng là âm dương ma tông. Âm dương ma tông ước chừng có 260.000 sinh tử kiếp cảnh, bây giờ đến hơn phân nửa, trong đó tối đỉnh cấp tam nguyên kiếp lão số lượng, có hơn 50 người, tổng thể cơ bản cùng thần tông ngang hàng. Cái thứ ba là lục đạo kiếm tông. Bọn họ có chừng 200.000 sinh tử kiếp cảnh, tam nguyên kiếp lão số lượng, thì tiếp cận 40 người. Còn lại tứ tượng hải tông, thất tinh thiên tông quy mô, cùng tam tài, ngũ hành, bát quái không sai biệt lắm, hắn sinh tử kiếp cảnh ước chừng 10 đến 150.000 ở giữa, tam nguyên kiếp lão số lượng, cơ bản đều là 20 mấy cái, mức độ cơ bản đều tương đương với thần tông, ma tông một nửa. Nói ngắn gọn cũng là, quỷ tông cường giả, là thần tông, ma tông, kiếm tông gấp 2. Thần tông, ma tông cùng lục đạo kiếm tông, lại là còn lại 5 cái thần vực gấp 2. Tổng hợp, song phương chiến trường so sánh, ngũ đại thần vực đỉnh cao cường giả, tại số lượng phương diện phía trên, đạt tới tứ đại tông môn gấp 2. So như lúc này, ngũ đại thần vực tụ tập sinh tử kiếp cảnh số lượng, đã đạt đến 1 triệu. Mà thần tông tăng thêm thiên tông, tâm tông cùng địa tông các loại tứ đại tông môn, miễn cưỡng có thể gom góp 500.000 người. Tối đỉnh cấp tam nguyên kiếp lão số lượng, đối phương cùng nhau tiếp cận có 200 vị, tứ đại tông môn lại được phá trăm. Loại này so sánh, theo con số phía trên nhìn, đây tuyệt đối là nghiền ép. Nhưng, hiện thực tuyệt đối không phải như thế. Đó là bởi vì, Thái Cực Phong trong hồ, còn có hơn ước dân chúng, đại bộ phận mức độ đều đạt đến cổ thánh cảnh, hơn nữa còn có 9 tầng kết giới phòng thủ. Đây không phải bên trên bình nguyên chém giết, mà chính là trong lịch sử hiếm thấy đỉnh cấp cường giả công thành chiến. Nói một câu lời nói thật. Đã mất đi thi khôi thi thú đại quân cùng hơn 10 triệu mặt đất quân đoàn, đối 9 tầng kết giới trùng kích, muốn chỉ dựa vào sinh tử kiếp cảnh đến tiếp nhận 9 tầng kết giới hơn 100 triệu chúng sinh lực lượng. Trước mắt cuộc tỉ thí này, Thái Cực Phong hồ phản sát đối phương khả thi, phi thường lớn. Nói ngắn gọn, hiện tại thần tông, ngược lại là ưu thế mới. Là Lý Thiên Mệnh cùng Dịch Tinh Ẩn biên thành chi chiến, đem thần tông đẩy hướng ưu thế mới vị trí. Bây giờ toàn bộ Thái Cực Phong hồ mọi người đồng tâm hiệp lực, chiến ý ngút trời. Duy nhất một chút sầu lo chính là, tam tài, ngũ hành cùng bát quái ba đại tông môn sinh tử kiếp cảnh cường giả, không dám toàn đến trợ giúp, bởi vì sợ đối phương dương đông kích tây, trước hủy còn lại tam tông. Ngay cả như vậy, dưới loại tình huống này, bọn họ vẫn bốc lên mạo hiểm đi tới nơi này. Đã tính toán hết lòng quan tâm giúp đỡ. Phần ân tình này, thần tông sẽ nhớ kỹ. Bất quá, coi như quỷ tông không phải ưu thế mới, bọn họ các cường giả, cũng đã quen đương thiên hạ đệ nhất, nhất là bọn họ hoài có cửu hận trong lòng, chiến ý khá kinh người, đại đa số người ánh mắt đỏ thẫm, đúng dấu, bà xa hai vị quỷ vương, có mù quáng mà cuồng nhiệt lòng tin, tựa hồ đối với hôm nay san bằng thần tông, lòng tin 10 phần. Rất nhiều người đã ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đại sát một trận. Bọn họ phách lối, bá đạo khí diễm, cũng chỉ có thể ảnh hưởng một chút thất tinh thiên tông, để thất tinh thiên tông các cường giả, gấp theo phía sau bọn họ, đồng dạng đối Thái Cực Phong hồ, hận đến tận xương. Nhưng, lưỡng nghi ma tông, tứ tượng hải tông cùng lục đạo kiếm tông, lại không phải như thế. Bọn họ ba đại tông môn, cùng quỷ tông duy trì khoảng cách nhất định. Quỷ tông cuồng nhiệt, khát máu, dư tợn, chiến ý ngút trời. Nhưng cái này ba đại tông môn cường giả, trên đại thể so sánh lạnh lùng. Truy cứu nguyên nhân, đoán chừng đều bởi vì, bọn họ cái này ba cái tông môn, đều có tuyệt đối người đáng tin cậy. Tỷ như Hải Tông, rõ ràng phía trên là Long U Nguyệt làm chủ, có thể ai cũng biết, nàng phu quân Độc Cô Tẫn mới là Hải Tông thật phương. Thập nhị trọng tử kiếp thực lực, hiện tại toàn bộ Hải Tông đều đang đồn, Độc Cô Tẫn mới là thiên hạ đệ nhất. Lục đạo kiếm tông không cần phải nói. Phong thanh mục sức ảnh hưởng không người có thể dung chuyển. Cuối cùng là âm dương ma tông, Lý Thải Vi tuy nhiên không có đạt tới hai vị kia cấp bậc, nhưng là nàng tuổi trẻ, mà lại ma tông bản thân cường giả đông đảo, tự xưng là thiên hạ đệ nhị thần vực. Bọn họ cường giả, đại đa số đều rất tự ngạo, kiên định đứng tại Lý Thải Vi bên này. Bây giờ, ngũ phương đại quân tập kết, mỗi một phe cường giả, đều tại phía trước nhất. Tại cửu cung quỷ tông to lớn mà máu tanh đội ngũ phía trước nhất. Thân mặc áo bào tím Tử Tiêu Quỷ Vương, đại đa số người đều thấy qua vô số lần. Đến mức, hiện tại những tông môn khác cường giả, đều đang nhìn mặt khác người kia. Cái kia chính là Địa Tạng Quỷ Vương, Bà Sa Quỷ Vương. Nếu như Lý Thiên Mệnh tại cái này,
hắn sẽ nhất là kinh ngạc, bởi vì hai vị này quỷ vương, cùng cái kia trước đây nhìn đến dáng vẻ, căn bản khác biệt. Hiện tại xuất hiện tại Thái Cực Phong trước hồ hai người, xem ra đều là nam nữ trẻ tuổi. Nam khôi ngô cao lớn, mái tóc màu đen phấn khởi, thô kệch mà bá khí, đôi mắt ngưng trọng, có mấy năm đế hoàng uy nghiêm. Nữ thì dáng người thon dài, thướt tha, mái đầu bạc trắng như là thác nước rủ xuống tại trên bờ eo, lớn nhất rung động lòng người vẫn là da thịt của nàng, quả thực như sữa bò một dạng thuần trắng, như ngọc trai trong suốt, có thể xưng tuyệt thế vưu vật, cơ hồ cùng cái kia Lý Thải Vi một dạng chói mắt. Dạng này nam nữ trẻ tuổi, xem ra hoàn mỹ bổ sung, chính là ông trời tác hợp cho. Ai có thể tin tưởng? Dạng này khiến người ta hâm mộ thần tiên quyến lữ, lại là địa tạng, bà sa quỷ vương. Cái kia hai cái để còn lại tám cái thần vực, sợ hãi mấy trăm người năm nhân vật. Thiên hạ hôm nay, già nhất hai người. Biến hóa như thế, sẽ chỉ làm nhiều người hơn kính sợ bọn họ. Nhưng nói thật, chính thức biết nội tình người, tâm lý đều đang cười lạnh, bởi vì cái này rõ ràng nói rõ, bọn họ tại buông tay đánh cược một lần. Mặc kệ thắng thua, đoán chừng đều không sống nổi quá lâu. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, địa tạng quỷ vương đã bắt đầu, phát ra mệnh lệnh. Vây quanh, trên mặt đất dấu quỷ vương ngắn gọn hai chữ dưới, ngũ đại thần vực cường giả, đã tạo thành trùng sát phương trận. Nhân viên phân tán thời điểm. Lý Thải Vi cùng Phong Thanh Ngục, chạm mặt trong chốc lát. Phong tiền bối, thần tông bên trong có cái kỳ quái nghe đồn, người tin không? Lý Thải Vi hỏi. Địa ngục nhất tộc cái kia, Phong Thanh Ngục nhàn nhạt hỏi. Đúng. Bọn họ cũng quá sợ thua đi, cái này đều kéo ra đến. Quỷ tông những người này lại ngốc, cũng sẽ không thả ngoại tộc, đến đồ sát đồng bào, nếu là thật có quỷ thần hàng lâm, cửu cung quỷ tông còn không phải đến diệt phong. Đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Lại nói, địa ngục nhất tộc là có tồn tại hay không, cái kia đều không nhất định. 200.000 năm nghe đồn, nói không chừng hiên viên đại đế, lúc ấy đồ sát chỉ là đối lập, đem đối phương yêu ma hóa đâu. Người thắng lợi. Đều là như vậy viết lịch sử, hiểu không? Phong Thanh Ngục bình thản nói. Yêu ma hóa, Lý Thải Vi nao nao. Kỳ thật rất bình thường, tỉ như hôm nay, cuối cùng thắng được người, đều sẽ hướng con cái đời sau tuyên dương, đối phương là yêu ma, chúng ta đại biểu chính nghĩa. Liên quan tới địa ngục nhất tộc có tồn tại hay không luận chứng điển tịch, ta xem qua không dưới mấy chục vốn. Nói trắng ra là, được làm vua thua làm giặc thì là nhân tộc xã hội pháp tắc căn bản. 20 vạn năm trước người, so với chúng ta càng biết đùa bỡn nhân tâm, trưởng khống dư luận. Phong Thanh Ngục nói. Vậy ngươi nói, trên trời đó là cái gì? Ta nói là hiên viên đại đế lưu lại bảo tàng, nhưng chìa khóa khả năng tại thần tông, cho nên, đây là một trận chiến này căn nguyên, ngươi tin không? Phong Thanh Ngục hỏi. Ngươi như thế chắc chắn, cái kia ta muốn phải tin. Lý Thải Vi cười nói. Thành A, đến lúc đó chúng ta liên thủ. Nói không chừng cũng có thể đòi hỏi một chút, đúng hay không? Phong Thanh Ngục nói. Đương nhiên là có thể. Lý Thải Vi nói, vấn đề là, hôm nay chúng ta có phần thắng A. Chúng ta cảm giác, là tại buông tay đánh cược một lần chịu chết. Điểm này không dùng ngươi quan tâm, hai vị kia khẳng định chuẩn bị có quan trọng thủ đoạn. Hiện tại nhất nguyên thần tông chiếm cứ ưu thế, sừng sững bất động, thần tông không phá, chúng ta ai cũng không có chỗ tốt, đúng không? Phong Thanh Ngục nói. Đúng, tiền bối ngươi nói, đều có lý. Lý Thải Vi xu nịnh nói. Ha ha, Phong Thanh Ngục nói xong, xoay người rời đi. Phong tiền bối, vạn nhất cái này một phiếu rất kích thích, cái kia tinh thần bên trong, xác thực có địa ngục nhất tộc đâu. Lý Thải Vi ở phía sau truy vấn. Há, cái kia hết thảy liền xong rồi, cái kia chạy chạy, cái kia quỷ quỷ đi. Phong Thanh Ngục nói. Đừng như vậy a, người thiên hạ đệ nhất cường giả khí khái đâu. Lý Thải Vi vui cười hỏi. Rơi tại thiên mệnh thần thành. Nói xong, Phong Thanh Ngục liền về tới, lục đạo kiếm tông cường giả trận doanh. Bọn họ toàn thể giống là một thanh lợi kiếm, chỉ hướng Thái Cực Phong hồ. Quỷ tông, kiếm tông, hải tông, thậm chí ngay cả thất tinh thiên tông, đều làm xong quyết chiến chuẩn bị. Tất cả mọi người ngắm nhìn địa tạng quỷ vương. Hắn đã giơ tay lên, trong hai mắt, thần uy cuồn cuộn. Tại tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. Sau một khắc, nhất định là lớn nhất mãnh liệt phong bạo. Tiến công. Trên mặt đất dấu quỷ vương mệnh lệnh phía dưới, trăm vạn đại quân xuất động. Đại chiến, bạo phát. Rầm rầm rầm. Vô số thần thông, đầu tiên đập vào 9 tầng kết giới phía trên. Tiếng oanh minh âm, bên tai không dứt,
tạm thời duy nhất chưa đi đến công, chỉ có Âm Dương Ma Tông. Ma Tông tất cả mọi người đang nhìn nàng. Lý Thải Vi trong lòng lộn xộn. Nàng cắn hàm răng, nhìn lên bầu trời ngũ sắc tinh thần, nắm chặt hai nắm đấm, lâm vào dãy giụa bên trong. Đâm lao phải theo lao, ta đến cùng, nên đi con đường nào? Nhìn về phía trước, đó là Âm Dương Ma Tông mất đi Thái Cực Phong Hồ, là bọn họ Âm Dương Ma Tông đã từng quê hương, là đám tiền bối nằm mộng cũng nhớ có được đồ vật. Nhưng là, hướng trên trời nhìn, đó là không biết chí mạng hoảng sợ. Thiên Nguyên Thần Sơn, Thiên Nguyên Đỉnh phía trên. Hai nam tử, sóng vai đứng tại đỉnh lớn màu đen phía trên. Tại phía sau bọn họ, Thiên Nguyên Đỉnh ngũ sắc thần quang ngút trời, quang mang đốt sáng lên toàn bộ thần tông. Tại bọn họ trước mắt, có thể nhìn đến màu sắc rực rỡ kết giới linh tuyến, trải rộng chỉnh cái tông môn. Vô số thái cổ thần vực dân chúng cùng bọn hắn cộng sinh thú, lẫn nhau thủ hộ. Cái này hơn 100 triệu người nhìn lấy 9 tầng bên ngoài kết giới địch nhân, đại đa số người, trong lòng cũng không sợ gì sợ. Cái này đứng sóng vai hai người, theo thứ tự là Âu Dương Kiếm Vương cùng Dịch Tinh Ẩn. Huynh đệ, người nói, người tại Thiên Mệnh Thần Thành, đều đem bọn hắn đánh thành tàn phế, bọn họ còn đi tìm cái chết, đến cùng tại sao không? Quỷ tông người, thật ngạo mạn đến, liền não tử cũng không có sao. Âu Dương Kiếm Vương uống rượu thời điểm, đem trong tay kiếm, chú tại dưới chân, híp mắt nói. Không có khả năng, Dịch Tinh Ẩn ánh mắt trầm trọng, lâm vào trầm tư bên trong. Âu Dương, thiên tinh cảnh cùng Thiên Mệnh Thần Thành, đối phương lấy mạnh hiếp yếu, lại bị chúng ta phản công đánh tan, cũng không phải là nói rõ bọn họ ngu xuẩn, mà là chúng ta dùng, vượt quá bọn họ ngoài ý muốn phương thức. Lần này, là bọn họ ở vào thế yếu, loại thời điểm này còn tới bỏ mạng công kích 9 tầng kết giới, chỉ có thể nói rõ, lần này, ngược lại là bọn họ cầm giữ có chúng ta, dự kiến không đến át chủ bài. Có thể quan trọng ở chỗ, chúng ta chỉ có thể bị động phòng thủ. Căn bản đoán không ra đối phương ỷ vào. Âu Dương Kiếm Vương đau đầu nói. Đúng, Dịch Tinh Ẩn nói. Không biết Thiên Mệnh tiểu tử này, đi cái kia ngũ sắc tinh thần cái kia, hiện tại đến cùng ra sao? Nếu là hắn có thể khám phá hắc động tinh thần bí mật, nói không chừng làm cho chúng ta, có đề phòng. Âu Dương Kiếm Vương nói. Không có cách, ta hiện tại phế đi, người cũng đi không được. Chỉ có thể nhìn, Dịch Tinh Ẩn bất lực lắc đầu. Muốn là ngươi còn sinh long hoạt hổ, hiện tại đoán chừng tại độ kiếp tháp, trưởng khống 9 tầng kết giới đi. Nguyên bản, bên trong tầng 3 kết giới, là nhiệm vụ của ngươi. Âu Dương Kiếm Vương hỏi. Nhân sinh chính là như vậy, có được có mất. Nhận đi, Dịch Tinh Ẩn cười khổ nói. Đừng như vậy huynh đệ, ngươi vì thái cổ thần vực, đã bỏ ra hết thảy. Đủ rồi, thật, Âu Dương Kiếm Vương vỗ vỗ bờ vai của hắn, đến, uống tửu. Dịch Tinh Ẩn nắm bầu rượu, nhìn hướng trời cao đầy trời địch quân, hít thở một hơi thật sâu. 9 tầng kết giới, tuyệt đối đừng phá a. Chỉ cần 9 tầng kết giới một phá, tương đương với Thái Cực Phong Hồ không đề phòng. Tại sinh tử kiếp cảnh cường giả tranh phong bên trong, phía dưới hơn 100 triệu dân chúng số lượng chồng chất, đều chưa hẳn hữu dụng. Mà lại, nhất định sẽ chết nhiều người hơn. Lấy thế cục trước mắt nhìn, kết giới một phá, tương đương với thần tông xong đời. Bất quá người yên tâm, hiện tại Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý, tọa trấn độ kiếp tháp, nghe nói hắn đêm qua xông vào, thành công bước vào, 11 tầng tử kiếp, cảnh giới đuổi kịp hai vị khác tông chủ, cho dù có người xông tới, hắn cũng có thể xử lý. Mà lại, Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh, đang tọa trấn độ kiếp phong chỉ huy, 9 tầng kết giới hạch, có thể nói phòng thủ kiên cố. Âu Dương Kiếm Vương nói, liền sợ Phương Thái Thanh làm loạn, Dịch Tinh Ẩn nói. Không đến mức đi, bên ngoài Âm Dương Ma Tông người, đều muốn hắn Phương Thái Thanh mệnh. Lại nói, kết giới hạch phương diện, chủ yếu vẫn là Kiếm Vô Ý đem khống. Hắn thật muốn làm loạn, Kiếm Vô Ý hẳn là có thể ngăn trở hắn. Nói thật, việc đã đến nước này, đại bộ phận Thái Thanh Phương Thị, đối tôn thần vẫn là rất trung thành. Lúc này thời điểm làm loạn, đối Thái Thanh Phương Thị một chút chỗ tốt đều không có, không chỉ là Ma Tông muốn giết hắn, Quỷ Tông cũng sẽ tru diệt hắn. Quỷ Tông hoàn toàn không cần hắn đầu hàng, bởi vì làm một cái Thái Thanh Phương Thị, mất đi Ma Tông, hoàn toàn không cần thiết. Âu Dương Kiếm Vương phân tích. Chỉ mong đi, ta đem ta cái kia bộ phận kết giới hạch, giao cho Hiên Viên Ngu cùng Hiên Viên Tiêu, hiện tại bọn hắn hai cái, trong khống chế tứ trọng kết giới, Kiếm Vô Ý trưởng khống bên ngoài ngũ trọng kết giới. Dịch Tinh Ẩn nói. Liền cực kỳ khủng khiếp,
Ngoại trừ địa nguyên tông chủ tại hiên viên hồ thủ hộ tôn thần, còn lại thái cổ hiên viên thị, đều tụ tập tại độ kiếp tháp, vấn đề cũng không lớn. Âu Dương Kiếm Vương nói. Dịch Tinh Ẩn nghĩ nghĩ, sau cùng vẫn gật đầu. Âu Dương, quỷ tông mục đích, cần phải có thiên nguyên đỉnh cái này một bộ phận. Một mình ngươi thủ tại chỗ này, có thể sao? Dịch Tinh Ẩn hỏi. Yên tâm đi, ta cùng thiên nguyên đỉnh độ phù hợp rất cao, huynh đệ ta thả câu ngoan thoại, ngoại trừ địa tạng, bà xa hai cái lão quỷ tự mình đến, những người khác đến thiên nguyên đỉnh phạm vi bên trong, đến bao nhiêu, huynh đệ ta liền có thể giết bao nhiêu. Huynh đệ ta tuy nhiên bất tài, nhưng tối thiểu nhất, thiên nguyên đỉnh phụ cận trình độ nhất định vô địch, vẫn là có thể làm được, ha ha. Âu Dương Kiếm Vương tự tin cười. Cái này thứ đồ hư, không uổng công lão tử trông hắn hơn 100 năm, cho nó rót hơn 100 năm mỹ tửu, thời điểm then chốt, nó sẽ phù hộ ta. Âu Dương Kiếm Vương ngồi xổm xuống, vuốt ve thiên nguyên đỉnh đường vân, khắp khuôn mặt là ôn nhu, nụ cười. Thiên nguyên đỉnh bên trong, còn có thủy tổ thần thể. Tối thiểu nhất, muốn là muốn giữ gìn kỹ. Dịch Tinh Ẩn nói. Chìa khóa đã dung nhập thánh cung không diệt, chìa khóa thì sẽ không xuất hiện. Ta không chết, ai cũng không đụng tới thần thể. Mà lại, chìa khóa thứ này, quang một thanh không dùng. Thiên viên đạo cái kia còn có, cửu long bàn thần kết giới kia đơn thể, so 9 tầng kết giới bất luận cái gì nhất trọng đều cường. Âu Dương Kiếm Vương nói. Cái kia, liền cùng trời kháng lệnh đi. Dịch Tinh Ẩn ngẩng đầu, trên trời giết thanh âm chấn thiên. Khai chiến. Đơn giản ba chữ, lại là toàn bộ Viêm Hoàng đại lục, lớn nhất chấn thiên phong bạo. Cơ hồ khắp thiên hạ sinh tử kiếp cảnh cường giả, hội tụ ở chỗ này. Huynh đệ. Âu Dương Kiếm Vương đem cánh tay khoác lên trên vai của hắn, vẻ mặt vui cười nhìn lên trên trời các loại thần thông nổ tung, trên mặt không sợ hãi chút nào chi sắc. Hắn đem rượu ấm đè vào Dịch Tinh Ẩn ngoài miệng, cho hắn hung hăng ực một hớp. Sau đó, chính mình lại uống hết sạch, đem bầu rượu kia theo thiên nguyên đỉnh phía trên, trực tiếp đập xuống. 3. Một tiếng vang giòn. Rút kiếm thanh âm, đồng thời vang lên. Âu Dương Kiếm Vương, kiếm chỉ mây xanh. Nghĩa bạc vân thiên, hào khí vượt mây. Giống to một tiếng, chấn động mây xanh. Chúng ta bãi cỏ hoang, cười tận một bầu rượu, giết người trong loạn thế. Rất nhiều thần tông đệ tử cũng không biết, tại cái kia độ kiếp phong sâu trong lòng núi, cất giấu một tòa độ kiếp tháp. Độ kiếp tháp bình thường phong bế, chỉ có chiến tranh thời khắc mới sẽ mở ra. Chỉnh người độ kiếp tháp, bản thân đều có một tầng kết giới bảo hộ, phòng thủ kiên cố. Đó là bởi vì, độ kiếp tháp nội bộ, chính là thái cực phong hồ 9 tầng kết giới hạch. Giờ này khắc này, toàn bộ thái cực phong hồ kết giới linh tuyến, đều hội tụ tại nơi này, thần tông 50 cái hai bên tam nguyên kiếp lão, trong đó có 20 cái, tỏa chấn nơi đây. 100 triệu chúng sinh, đã có thể đem 9 tầng kết giới lực lượng, mở ra đến bão hòa trình độ, cho nên, bọn họ không lại cần kiếp lão tại trong kết giới hạch cung cấp lực lượng. Nơi này 20 cái, tam nguyên kiếp lão, lại thêm nhân nguyên tông chủ kiếm vô ý, hiên viên tiêu cùng hiên viên ngu hai vị thần điện điện chủ yếu là đưa đến trưởng khống kết giới, phân phối lực lượng tác dụng. Cái này 20 vị kiếp lão bên trong, có 13 người đến từ thái cổ hiên viên thị, thái ất kiếm tộc có 5 người, còn lại 2 người thuộc về không phải tam đại thị tộc. Rất rõ ràng, một cái thái thanh phương thị tam nguyên kiếp lão, đều không có. Đây là phương thái thanh chủ động tị hiểm kết quả. Kết giới hạch ổn định sao mà trọng yếu, làm bị hoài nghi thái thanh phương thị, hắn người không tham dự kết giới hạch, cũng là một loại hướng tôn thần chứng minh trung thành phương thức. Bây giờ thần tông 250.000 kiếp lão, tối thiểu có 80.000 người họ phương, có thể thấy được thái thanh phương thị tại thần tông địa vị, sao mà trọng yếu. Một trận chiến này, chỉ cần thái thanh phương thị chứng minh chính mình. Nếu là có thể thắng, tại tôn thần chỉ huy dưới, toàn bộ thái thanh phương thị tương lai, tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Hiên viên đạo vốn cũng cân nhắc qua, tỏa chấn kết giới hạch, nhưng quyền hành phía dưới, vẫn là tôn thần thần thể trọng yếu, huống hồ cửu long bản thần kết giới, cũng cần người tỏa chấn. Nói thật, hiên viên hồ đại biểu cho thần tông sau cùng truyền thừa. Mà lại, còn có lục đạo ngộ kiếm thạch các thứ tồn tại. Đại chiến thời khắc, thần tông thậm chí đem trạm tinh cổ lộ, đều thu vào hiên viên hồ bên trong, muốn không phải thiên nguyên đỉnh không cách nào di động, nhất định cũng sẽ mang vào. Lúc này cửu long bàn thần kết giới, là chỗ an toàn nhất, càng là thần tông căn cơ. Nói thật, 9 tầng kết giới phá, thần tông có lẽ vẫn còn, nhưng là cửu long bàn thần kết giới,
muốn là phá, cái này truyền thừa 200.000 năm thái cổ thị tộc, liền muốn diệt tộc. Dù cho Hiên Viên Đạo không tại, độ kiếp tháp bên trong nhân vật chủ yếu, cơ bản đến từ Hiên Viên Thị. Bởi vì Dịch Tinh ẩn vắng mặt, Kiếm Vô Ý nhiều nắm trong tay hai trọng kết giới, lấy mặt đối với địch phương đợt tấn công thứ nhất. Hiên Viên Tiêu cùng Hiên Viên Ngu, thì mang theo thái cổ Hiên Viên Thị, tử thủ sau tứ trọng kết giới. Thái Ất Kiếm tộc hiệu Trung Hiên Viên Thị 200.000 năm, theo cổ đi theo đến bây giờ, bọn họ tộc nhân từ trước đến nay điệu thấp, vì thần tông yên lặng phụng hiến. Làm Thái Thanh Phương Thị hấp dẫn, toàn tông môn rất nhiều hoài nghi ánh mắt thời điểm, tại Thiên Mệnh Thần thành lập xuống đại công, mà lại tu vi đột phá Kiếm Vô Ý, thành thần tông mọi người dựa vào đối tượng. Hắn tại Thiên Mệnh Thần thành, kềm chế mạnh nhất Tử Linh Quỷ Vương, cuối cùng càng là phụ trợ lý Thiên Mệnh, chém giết Tử Linh Quỷ Vương sự tình, chinh phục rất nhiều người. Dù sao, Tử Linh Quỷ Vương mang cho Thái Cổ Thần vực hoảng sợ, vượt qua huyết ý, tử tiêu. Cho tới nay, Kiếm Vô Ý trên thân duy nhất nhãn hiệu, cũng là vô tồn tại cảm giác, vô năng. Mà bây giờ, loạn thế xuất anh hùng. Tại toàn bộ Thái Cổ Thần vực, Kiếm Vô Ý địa vị, nghiêm chỉnh đã cùng mặt khác hai cái tông chủ đặt song song. Lúc này, tại độ kiếp tháp bên trong, 9 tầng kết giới hạch, nhất trọng hướng xuống song song. Kiếm Vô Ý mang theo 5 cái Thái Ất Kiếm tộc Tam Nguyên Kiếp Lão, bao quát Kiếm Vô Phong, Kiếm Thanh Nguyên, còn có 5 cái Thái Cổ Hiên Viên Thị Tam Nguyên Kiếp Lão, toàn lực đóng giữ trước ngũ trọng kết giới. Kiếm Vô Phong cùng Kiếm Thanh Nguyên, nghiêm ngặt không tính Tam Nguyên Kiếp Lão, bọn họ so phổ thông Tam Nguyên Kiếp Lão cường một số. Hiên Viên Tiêu cùng Hiên Viên Ngu, thì mang theo còn lại 10 người, trấn thủ đằng sau tứ trọng kết giới hạch. Vô số màu sắc rực rỡ kết giới linh tuyến đã hội tụ tại chúng sinh lực lượng. Trong lúc nhất thời, 9 cái kết giới hạch đều tại nóng rực lập lòe, uy lực khủng bố, để cả tòa độ kiếp phong, đều tại ầm vang run rẩy. Đối phương bắt đầu tiến công. Chống đỡ, phản kích. Kiếm tông chủ, không có sao chứ. Vân mộng huyễn thế kết giới, băng phong tuyết vực kết giới, bạo phong đao cương kết giới. Trước 3 tầng kết giới, toàn lực vận chuyển. Giết đi, để chính bọn hắn thấy rõ ràng. Bọn họ đến cùng có năng lực gì? Rầm rầm rầm. Kết giới hạch là một tòa phong bế chi địa, nhưng là, uy lực của nó, lại dẫn nổ chiến trường. Nhất là phía trước tam trọng kết giới. Vân mộng huyễn thế kết giới, là thứ nhất kết lại giới, đó là tam nguyên kiếp văn kết giới cấp bậc mê huyễn kết giới, rất nhiều sinh tử kiếp cảnh cường giả xông tới, tại chỗ mê huyễn. Băng phong tuyết vực kết giới, đó là thái cổ thần vực bảng hiệu, chỉ cần bước vào, liền sẽ tiếp nhận cực hạn giá lạnh. Bạo phong đao cương kết giới, có thể điệp ra tại băng phong tuyết vực trong kết giới, hình thành gió tuyết song trọng lực sát thương. Cái này 3 đại kết giới, cơ hồ đều không có thần tông kiếp lão tồn tại, chỉ dựa vào kết giới cũng có thể làm cho đối thủ nhấm nháp thảm bại tư vị. Đến tầng thứ 4, tầng thứ 5 kết giới, mới có tứ đại tông môn cường giả. Chịu đựng phía trước kết giới uy lực địch nhân, đến tầng thứ 4, tầng thứ 5, còn muốn bị thần tông cường giả chém giết, gọi là một cái thê thảm. Cho dù là bọn họ số lượng nhiều, cũng bị mấy cái kết giới kéo ra. Tại cục bộ trên chiến trường, nhất định là thần tông chiếm cứ ưu thế. Mà lại, coi như thần tông cường giả tại tầng thứ 4, tầng thứ 5 đánh thua, bọn họ còn có thể hướng phía sau lui, vô hạn làm hao mòn đối thủ. Chỉ là gấp 2 số lượng, thì muốn cầm xuống hiện tại thái cực phong hồ, đây không phải nói chuyện viển vông. Làm lít nha lít nhít sinh tử kiếp cảnh cường giả, hướng lúc tiến vào. Tình huống cùng tất cả mọi người suy đoán đều như thế. Hổ thẹn quỷ tông ở bên trong ngũ đại thần vực kiếp lão nhóm, trực tiếp bị đón đầu thống kích. Có lẽ rất nhiều người đều sẽ nói, quỷ tông mạnh như vậy, vì cái gì không trực tiếp hủy đi thái cực phong hồ. Trước mắt đây hết thảy, cũng là đáp án. Đã mất đi thi khôi thi thú và mấy ngàn vạn quân đoàn ưu thế, chỉ dựa vào cường giả, liền muốn san bằng thái cực phong hồ 9 tầng kết giới, quả thực là nằm mơ. Giết! Diệt quỷ tông, kinh thiên động địa tiếng la giết, truyền khắp tứ phương. Độ kiếp phong phía trên, làm đối phương trăm vạn đại quân, từ vô số phương hướng xông vào 9 tầng kết giới thời điểm, Thiên Nguyên tông chủ Phương Thái Thanh, mang theo ngũ hành địa tông tông chủ, Tương Nguyên Quân, Tam Tài Tiên Tông San Hô Tiên Tử cùng Sắc Phi Tiên Tử hai vị tông chủ, còn có Bát Quái Tâm Tông tông chủ Lâm Quân Thiên, cùng phía sau bọn họ 500.000 kiếp lão, phân tán tứ phương. Trong đó, làm thái cực phong hồ chủ nhân, Phương Thái Thanh tự nhiên muốn mang theo tiếp cận 250.000 sinh tử kiếp cảnh, tại ngay phía trước, đối mặt quỷ tông 500.000 đại quân trùng kích.
Mặt khác tam phương chiến trường, lục đạo kiếm tông cùng lưỡng nghi ma tông, tự thành một phương, tứ tượng hải tông cùng thất tinh thiên tông thì liên hợp thành nhất quân. Mỗi một cái phương hướng, địch quân đều là gấp 2. Có thể cái này gấp 2 địch quân, cần lên núi đao, xuống biển lửa, bị cắt chém, phân liệt, trọng thương, mới có thể tới bọn họ trước mắt. Đối phó, thực sự rất thư thái. Rầm rầm rầm. Trước mắt các loại thần thông oanh tạc, linh tai lực lượng tại trong kết giới điên cuồng tàn phá bừa bãi. Đối phương sinh tử kiếp cảnh kiếp lão nhóm, khống chế lấy cộng sinh thú, tại bão tuyết, đao cương bên trong tiến lên. Còn không có tới gần, máu tươi cùng tàn thi, liền đã khắp nơi cuồng bay. Làm vì tối cường tông chủ, Phương Thái Thanh khống chế 4 cái phượng hoàng, đứng tại toàn quân phía trước. 80.000 Thái Thanh Phương thị kiếp lão, là hắn dòng chính quân đội, theo sát phía sau của hắn. Rất rõ ràng, Phương Thái Thanh đây là muốn xung phong, chứng minh chính mình trung thành. Tại phía sau hắn, còn có Hiên Viên thị, Thái Ất kiếm tộc kiếp lão, càng nhiều hơn chính là không phải tam đại thị tộc kiếp lão. Bọn họ đứng tại tầng thứ tư trong kết giới, ánh mắt nóng rực, chiến ý ngập trời, yên lặng chờ lấy địch quân đến. Các vị, Phương Thái Thanh trong hai mắt, ngọn lửa màu xanh đốt cháy, 4 cái liệt hỏa phượng hoàng chạy như bay, giả thiên tế nhật. Hôm nay, chúng ta thần tông, đến sinh tử tồn vong trước mắt. Ngũ đại thần vực những thứ này tự đại làm bậy, táng tận lương tâm cho bối phận, muốn san bằng thần vực, ám sát ta các loại tôn thần, diệt tuyệt chúng ta đời sau, xâm chiếm chúng ta gia viên. Hắn lòng lang dạ thú, thiên hạ đều biết, kỳ tâm khả chu vậy. Thiên mệnh thần thành, bọn họ đã thảm bại, chiến tử 4 cái quỷ vương, lại thêm huyết ý, thanh minh, chết bởi đế tử chi thủ, lại còn không biết thu liếm, trước đi tìm cái chết. Như vậy, chúng ta thần tông đồng bào, thái cổ thị tộc, thì vào giờ phút này nơi đây, đưa quỷ tông xuống địa ngục. Vượt qua kiếp này, tôn thần cùng đế tử, nhất định chỉ huy chúng ta, hoành tảo thiên hạ, chinh phục viêm hoàng, nhất thống tứ hải bát hoang, thành lập thông suốt thịnh thế. Đến lúc đó, tại chỗ mỗi một vị, đều là thịnh thế người có công lớn. Quỷ tông đã điên cuồng, hắn chó săn nhóm càng là không phải không phân, bọn họ dám coi thường chúng ta 9 tầng kết giới, coi thường chúng ta thái cổ thị tộc lực lượng, cái kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn, cái gì gọi là tự chịu diệt vong. Nghe ta hiệu lệnh, giết, chữ sát vừa ra, tứ đại phượng hoàng bén nhọn gào thét. Âm thanh chói tai hướng về phía trước xuyên thấu, xuyên thủng toàn bộ chiến trường. Tại vạn quân trước đó, Phương Thái Thanh rút ra một thanh màu sắc rực rỡ trường thương. Một khắc này, mái tóc dài màu đen của hắn, vậy mà tỏa ra hào quang chói mắt, trong nháy mắt thành màu sắc rực rỡ, hỏa quang trùng thiên. Không hề nghi ngờ, hắn là mạnh nhất thải phượng huyết mạch. Tại Phương Thái Thanh sau lưng, 4 đối màu sắc khác nhau phượng hoàng hỏa rực đốt lên. Dạng này hắn, như là hỏa diễm chiến thần, không thể nghi ngờ cho toàn bộ thần tông kiếp lão, đều ăn định tâm hoàn. Một người tứ phượng hoàng, 8 cánh hừng hực thiêu đốt, trường thương kinh thiên. Rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn sự mạc khai cái thế khí khái. Hắn một đoạn văn, hắn giờ phút này triển hiện ra cường đại, có thể nói chấn động toàn trường. Để rất nhiều người nhớ tới, coi như Phương Thái Thanh không phải Hiên Viên bản tộc, hắn vẫn là thần tông đệ nhất nhân A. Nói thật, Phương Thái Thanh cái kia một thế hệ, ra đời quá nhiều cường giả. Phong Thanh Ngục, Huyết Ý Quỷ Vương, Tử Tiêu Quỷ Vương, Tử Linh Quỷ Vương, còn có Hiên Viên Đạo, Độc Cô Tẫn. Tại trong những người này, Phương Thái Thanh vẫn luôn có thể xếp hạng thứ 2. Muốn không phải Phong Thanh Ngục phủ lên phong mang của hắn, hắn còn có thể càng phong hoa tuyệt đại. Hắn đã yên lặng quá lâu. Hôm nay hắn, rốt cục để rất nhiều người nhớ tới, kỳ thật hắn cũng là một cái, ngàn năm khó gặp nhân vật. Cái kia nóng rực điên cuồng, cũng thiêu đốt tại chỗ trái tim của mỗi người. Một tiếng kêu giết, Phương Thái Thanh mang theo không sợ thần tông cường giả. Nghênh đón hướng về phía mạnh nhất quỷ tông. Cuồng phong gào thét, liệt hỏa phần phật. Phương Thái Thanh nhất thương quán xuyên một cái tam nguyên kiếp lão đầu. Mẫu thân, xin lỗi rồi, thời thế như thế, ta muốn đại khai sát giới. Cùng lắm thì các loại tôn thần chinh phục thiên hạ, ta cho ngươi thu tỏa thể diện phần mộ đi. Nếu có ngày nào đó, sẽ không có người lại nhớ kỹ ba họ Gia Nô, sẽ chỉ nhớ kỹ chúng ta Thái Thanh Phương Thị, vì tôn thần đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Là không giới hạn thịnh thế đệ nhất công thần. Quỷ tông, ma tông, kiếm tông đều đã chết, liền không có người sẽ ở nói xấu, đúng không? Hắn một người vọt tới trước, tứ đại phượng hoàng đi theo, hỏa quang sở hướng, thiên địa biến sắc.
song phương đại quân, hung mãnh trùng kích cùng một chỗ. Chết đi! 9 tầng trong kết giới, kêu thảm kinh thiên, huyết nhục văng tung tóe. Đối toàn bộ thần tông tới nói, hết thảy giống như bọn họ dự liệu như thế. Ngũ đại thần vực, căn bản không thể nào công phá 9 tầng kết giới. Bọn họ lòng tin, càng ngày càng nổ tung. Thẳng đến một đoạn thời khắc, kinh hồn một màn, phát sinh. 9 tầng kết giới uy lực, bỗng nhiên đập vào, thần tông cường giả trên đầu. Độ kiếp tháp bên trong. Thông qua kết giới hạch, có thể thấy rõ ràng, ở trên ức chúng sinh trèo chống phía dưới, 9 tầng kết giới uy lực toàn bộ khai hỏa. Chỉ là phía trước ngũ trọng, đều đầy đủ cái kia trăm vạn đại quân uống một bầu. Vừa khai chiến, ngũ đại thần vực đại quân, thì bị huyết giáo huấn, đại lượng thương vong, phân mảnh. Cửu cung quỷ tông mang theo cửu hận mà đến, có lẽ còn có thể chống đỡ. Mặt khác ba phương hướng, không ngoài dự liệu, Ma Tông, Kiếm Tông, Hải Tông, thậm chí là Thất Tinh Thiên Tông, cũng không dám đem hết toàn lực trùng sát, lấy bảo mệnh làm chủ. Thương vong nhiều nhất, cũng là quỷ tông. Sự thực như vậy, để độ kiếp tháp bên trong mọi người, tâm tình kích động, tràn đầy hưng phấn. Đối phương quá vô lễ, không có dùng người của quân đội đếm, trải phẳng kết giới lực lượng, tiếp tục như vậy, cái này 1 triệu sinh tử kiếp cảnh, có thể còn sống ra ngoài 500 ngàn, đều coi như ta thua. Hiên Viên Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng nói. Còn lại ba phương hướng, đối phương đều không đem hết toàn lực. Quả nhiên từng người mang ý xấu riêng, có thể cái này muốn hố thảm quỷ tông, hai vị kia quỷ vương, đến cùng đang suy nghĩ gì. Hiên Viên Ngu đều cảm thấy thật không thể tin. Đối phương quá gấp, vừa lên đến thì tấn công, chúng ta cho dù có đế tử, bọn họ mang cái 10 triệu quân đoàn đến, kỳ thật cũng có thể chia sẻ không ít kết giới lực lượng, không đến mức bị bại thảm như vậy. Hiên Viên Tiêu nói. Đúng a, tiến công thiên mệnh thần thành thời điểm, bọn họ không nhanh không chậm, hiện tại đến cùng gấp cái gì? Nói thật, mọi người tâm lý, còn có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng là, bọn họ bây giờ thấy được sự thật, cũng là quỷ tông dần dần đi hướng diệt vong. Kiếm tông chủ, lại thêm một phần lực khí, triệt để hủy đi quỷ tông. Các loại phương tông chủ thối lui đến sau tứ trọng kết giới, ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Hiên Viên Tiêu ở phía sau hô. Được rồi, không có vấn đề. Kiếm Vô Ý thanh âm rất ổn trọng. Hắn một đôi mắt kiếm, chăm chú nhìn chiến trường biến hóa, chợt lóe tài năng. Quỷ tông không xông lên được, cái này không được a. Khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên. Chỉ có 9 tầng kết giới không có, mới có thể giết đến kịch liệt, mới có thể chết đến sạch sẽ. Vậy liền, thay cái cách chơi. Kết giới hạch bên trong, hắn trưởng khống đại cục. Kiếm Vô Ý hai tay, cầm phía trước ngũ trọng kết giới hạch, nắm trong tay hết thảy. Chung quanh Tam Nguyên Kiếp Lão, cũng chỉ là phụ trợ hắn mà thôi. Tại cái cuối cùng trong nháy mắt, hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Trong lòng của hắn, xuất hiện một cái thanh y bóng người. Thanh Vũ, thuộc tại chúng ta kiếm tộc thời đại, tới. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng trong đôi mắt phong mang, cũng đã nổ tung. Tăng cường đi. Hắn đã ở vào trong gió lốc. Phía trước ngũ trọng kết giới linh tuyến, chỗ tụ đến lực lượng, toàn bộ tràn vào trong lòng bàn tay của hắn. Hiên Viên Tiêu bọn họ xem xét, tâm lý an định không ít. Chỉ cần Kiếm Vô Ý đem trước ngũ trọng kết giới, mở ra đến cực hạn, liền có thể mở rộng thắng lợi quả thực. Cho bọn hắn, nhất kích chí mệnh. Ầm ầm, ngũ trọng kết giới, ầm vang chấn động. Đều đi chết đi. Kiếm Vô Ý cơ hồ là cuồng loạn, hô lên câu nói này. Hắn quên chính mình, đã nhẫn nại bao nhiêu năm. Vì cái gì? Hắn nghĩ không rõ lắm. Nhiều năm như vậy ngơ ngơ ngác ngác, lấy vợ sinh con, nhìn như nhân sinh mỹ mãn, tất cả mọi người hâm mộ hắn, dù sao san hô tiên tử thân phận và khuôn mặt đẹp đều xem trọng. Thế nhưng là, vì cái gì không có khoái lạc đâu? Lý niệm bất đồng, ý nghĩ khác biệt, vĩnh viễn chỉ có cãi lộn. Chỉ có luyện kiếm thời điểm, mới có thể an tĩnh một hồi. Chỉ có nhớ tới lúc tuổi còn trẻ, tại Phong Hải kiếm cảnh, cùng người kia cùng một chỗ lập xuống lời thề thời điểm, trong lòng huyết mới có thể bốc cháy lên. Người, thì sống cả đời này, cái kia vì sao, không thể cho vùng thế giới này, lớn nhất kinh hỉ đâu. Chúng ta kiếm tộc, dựa vào cái gì muốn phụng dưỡng một đời một kiếp, không thể vươn mình, đi làm thiên địa này chủ nhân a. Ha ha, hắn điên cuồng cười to. Ong ong. Hắn trưởng khống quá nhiều đến từ kết giới linh tuyến lực lượng. Oanh! Lực lượng nổ tung. Ngũ trọng kết giới uy lực,
tăng lên điên cuồng. Sau một khắc, oanh tạc. Thế nhưng là, lần này oanh tạc, oanh động toàn bộ toàn trường. Bởi vì, tiếp nhận kết giới lực lượng bạo phát, không chỉ là có Quỷ Tông, Hải Tông cùng Thiên Tông, còn có Thái Cổ Thần Tông. Liền Thái Cổ Thần Tông người, đều bị chính mình kết giới công kích, lại huống chi là Tiên Tông, Địa Tông, Tâm Tông đâu. Tại cái này nổ tung trong nháy mắt, thậm chí đều không có người chú ý tới, toàn bộ Lục Đạo Kiếm Tông, còn có Thần Tông bên trong Thái Ất Kiếm Tộc, cũng không có tiếp nhận ngũ trọng kết giới oanh tạc. Cái gì? Trong lúc nhất thời, chiến trường bạo loạn. Biến hóa như thế, độ kiếp tháp bên trong, cơ hồ là giây phút đầu tiên, đều đã nhận ra. Ngoại trừ Thái Ất Kiếm Tộc người, những người khác, toàn bộ sắc mặt đại biến. Kiếm Vô Ý, người điên rồi, người đang làm gì? Hiên Viên Tiêu trong mắt bộc phát ra khó có thể tin thần sắc. Lập tức đình chỉ. Dừng tay. Kiếm Vô Ý căn bản không có nghe bọn hắn mà nói, tiếp tục tàn phá bừa bãi, tiếp tục cười. Nụ cười này, bị đè nén quá nhiều năm. Hiên Viên Tiêu cùng Hiên Viên Ngu liếc nhau một cái. Tất cả không phải Thái Ất Kiếm Tộc cường giả, tại độ kiếp tháp bên trong đột nhiên bạo khởi, liên thông cộng sinh thú cùng một chỗ, vọt thẳng hướng Kiếm Vô Ý. Đánh gãy hắn. Vừa dứt lời, Kiếm Vô Ý rút ra một thanh kiếm, mỉm cười nói. Ta chơi chán, không dùng các ngươi đánh gãy. Nói xong, kiếm của hắn, bổ vào kết giới hạch phía trên. Hắn là cái này ngũ trọng kết giới trưởng khống giả, muốn hủy diệt kết giới này hạch, thực sự quá đơn giản. Ầm ầm, độ kiếp tháp bên trong, phát sinh kịch liệt nổ tung. Kiếm Vô Phong, Kiếm Thanh Nguyên năm người người, đều tụ tập tại Kiếm Vô Ý bên người. Trong mắt bọn họ kiếm khí ngập trời, sát ý dữ tợn. Làm ngũ trọng kết giới vụ nổ hạt nhân về sau, không hề nghi ngờ, Thái Cực Phong trên hồ, bao quát Vân Mộng Huyễn Thế kết giới, Băng Phong Tuyết Vực kết giới cùng Bạo Phong Đao Cương kết giới ở bên trong ngũ trọng kết giới, đột nhiên vỡ nát, toàn bộ ảm đạm. Phương Thái Thanh bọn họ lúc này thời điểm, vừa lui về tầng thứ 6 kết giới, bằng không, đều sẽ trực tiếp bại lộ tại Quỷ Tông trước mắt. Dạng này kinh thiên đại biến, trong nháy mắt oanh động toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người trừng to mắt, đờ đẫn nhìn lấy tình cảnh này. Tình huống như thế nào? Cái này, ngũ trọng kết giới, trực tiếp không có. Thần Tông đây là tự đưa đại lễ. Đây mới thật sự là muốn chết đi. Liền Cửu Cung Quỷ Tông người, đều không thể tin được, bất thình lình kinh hỉ. Quỷ Tông các cường giả, vừa mới chịu đựng thảm trọng tổn thất, lại tại thời khắc này, nghênh đón khó có thể tin ánh dạng đông. Bọn họ đều mừng như điên. Vui điên về sau, chính là ngập trời sát cơ. Vừa rồi tất cả biệt khuất, còn có Thiên Mệnh Thần Thành phẫn nộ, toàn bộ kích phát ra. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là người vẫn là cộng sinh thú, đều hai mắt đỏ thẫm. Giết! Bọn họ tiếng la chấn thiên, vọt vào tầng thứ 6 kết giới. Thái Cực Phong Hồ, thanh thế to lớn. Đối với Quỷ Tông tới nói, là kinh thiên tin vui. Đối Thần Tông Kiếp Lão tới nói, lại là khó có thể tin ác mộng. Vô số kiếp lão, vừa mới trốn đến tầng thứ 6 kết giới, cuối cùng không có bị công kích. Nhưng là, bị vừa rồi ác mộng, tất cả mọi người cơ hồ đều một mặt ngốc trệ. Bị chính mình kết giới công kích, đả kích như vậy, ai có thể tiếp nhận? Liền xem như Tam Nguyên kiếp lão, lúc này thời điểm đều mộng. Lại càng không cần phải nói. Rất nhiều Thiên Nguyên đệ tử, bao quát chữa khỏi vết thương Hiên Viên Vũ Thịnh, Hiên Viên Mộc Tuyết bọn họ. Trọn vẹn ngũ trọng kết giới, tại chỗ vỡ nát. Này bằng với Thần Tông ỷ vào, bị phá hủy một nửa a. Không chỉ là Quỷ Tông, Thần Tông cái này một mảnh chiến trường, Tiên Tông, Địa Tông cùng Tâm Tông, đều đã nhận lấy khó có thể tin đả kích. Bọn họ, là đến trợ giúp đó a. Thần Tông nội bộ, đến cùng xảy ra chuyện gì, không thể tưởng tượng sự tình. Tất cả đều là Thần Tông nhân vật trọng yếu độ kiếp tháp, còn có thể xuất hiện biến cố. Tông chủ. Tất cả mọi người ánh mắt, đều tụ tập tại Phương Thái Thanh trên thân. Bọn họ cần Phương Thái Thanh, đến cho ra một cái giải thích hợp lý. Thế mà, liền Phương Thái Thanh chính mình, lúc này thời điểm đều là mộng. Hắn mới vừa rồi còn tại Đại Sát Tứ Phương, hắn đều thấy được đồ diệt Quỷ Tông hy vọng, cái này cảnh tỉnh, trực tiếp đánh nát hắn vừa góp nhặt lên toàn bộ nhiệt huyết. Độ kiếp tháp có nội gián. Phương Thái Thanh một câu, để toàn trường lâm vào tĩnh mịch bên trong. Bọn họ căn bản không có thời gian phản ứng. Bởi vì, Cửu Cung Quỷ Tông đại quân, đã vọt vào tầng thứ 6 kết giới. Thế mà, tầng thứ 6 kết giới,
không phản ứng chút nào. Điều này nói rõ cái gì? Ở trong đó, ngay tại tranh đấu, không ai quản kết giới hạch rồi. Cái này mang ý nghĩa, chỉ tại thời khắc này, thần tông cùng quỷ tông, tương đương với tại đánh tao ngộ chiến, song phương đều không có tăng thêm. Sự đả kích này, đối toàn bộ thái cổ thần vực tới nói, đều là chí mạng. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều người, nhìn lấy quỷ tông cái kia cùng hung cực ác tiến công, hít vào một ngụm khí lạnh. Phương Thái Thanh ánh mắt, triệt để âm trầm xuống. Hắn Thái Thanh Phương Thị, đã đến sinh tử tồn vong chỗ ngã ba. Thì tại dạng này thời khắc nguy nan, địch nhân trong đại quân, có mấy người, đều khóa chặt hắn Phương Thái Thanh. Đó là Địa Tạng Quỷ Vương, Bà Sa Quỷ Vương cùng Tử Tiêu Quỷ Vương. Tại bên cạnh của bọn hắn, còn có một cái, để Phương Thái Thanh đều cảm giác khủng bố người trẻ tuổi. Hắn chấn động trong lòng. Làm người trẻ tuổi kia, để mắt tới hắn thời điểm, Phương Thái Thanh bất ngờ nhìn đến, hắn mỗi một con mắt, đều có hai cái tròng mắt. Khương Vô Tâm, hắn không phải Phong Thanh Mục đệ tử. Phương Thái Thanh cảm giác, toàn bộ thế giới đều đổ sụp. Bởi vì, cái này là trừ Lý Thiên Mệnh bên ngoài, cái thứ hai để hắn cảm thấy, khó có thể tin người trẻ tuổi. Thậm chí, hắn cảm thấy hiện tại Khương Vô Tâm, so Lý Thiên Mệnh còn đáng sợ hơn rất nhiều. Phương Thái Thanh, lâm vào tiến thối lưỡng nan. Độ kiếp tháp bên trong. Rầm rầm rầm. Một trận loạn chiến, chính đang kịch liệt bạo phát. Lấy Hiên Viên Ngưu cùng Hiên Viên Tiêu cầm đầu, chỉ huy tức giận thần tông kiếp lão, chống cự kiếm vô ý các loại sáu người tiến công. Kiếm vô ý, đầu óc ngươi nước vào rồi. Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Hiên Viên Tiêu tức giận toàn thân bốc hỏa. Kiếm vô ý tu vi đột phá, bước vào tử kiếp, điều này nói rõ hắn vì một ngày này, đã chuẩn bị thật lâu. Rất nhiều người đều sẽ lấy, kẻ tử kiếp, phương pháp, hình thành xuất kỳ bất ý mạnh lên. Bất quá, đến 10 tầng trở lên, có lúc, cũng không đủ lĩnh ngộ, muốn thẻ cũng khó khăn. Kiếm vô ý có thể chịu được thời gian dài như vậy, yếu, mới có thời khắc này điên cuồng. Chỗ tốt, kiếm vô ý một người độc chiến mấy người, nhẹ nhàng như thường. Hắn cười lạnh nói trắng ra là, ta cũng không có gì tốt chỗ. Nói ngắn gọn chính là, ta muốn thừa dịp loạn thế, để cho chúng ta, kiếm tộc, địa vị, lại đề cao một đoạn. Hắn nói là kiếm tộc, mà không phải Thái Ất kiếm tộc. Lấy Hiên Viên Tiêu thân phận của bọn hắn, chỉ là hai chữ này, liền biết hết thảy. Ngươi muốn cho Phong Thanh Mục làm chó săn, hắn loại này cố chấp bảo thủ người, có thể cho ngươi. Ngươi bị lừa à? Hiên Viên Ngu khó có thể tin nói. Kiếm vô ý, ngươi đừng quên, Thái Ất kiếm tộc mới là bản tộc. Phong gia chỉ là ngươi tộc phản tặc. Ngươi đi cho Phong gia làm chó săn, ngươi xứng đáng các ngươi Thái Ất kiếm tộc liệt tổ liệt tông sao? Hiên Viên Tiêu giọng đều nhanh hô ra. Lớn nhất đau lòng, còn là đến từ tín nhiệm. Bởi vì là tín nhiệm, kiếm vô ý mới có thể tại độ kiếp tháp, phát huy tài năng của hắn. Liền Phương Thái Thanh cũng không vào tới. 200.000 năm, Thái Ất kiếm tộc chưa bao giờ từng cõng phản qua thần tông. Bọn họ tiền bối. Đi theo Hiên Viên Thị đi qua 200.000 năm gian khổ lịch trình. Hai tộc ở giữa, cơ hồ thân như huynh đệ. Coi như những năm gần đây, theo Thái Thanh Phương Thị nhập chủ, thần tông cục diện biến thành ba phần thiên hạ, Hiên Viên Thị cùng kiếm tộc hơi có chút rời xa. Nhưng, 200.000 năm tiền bối thực chất bên trong đồ vật, chưa bao giờ từng biến qua. Thái Ất kiếm tộc đệ nhất tổ tiên, mặc dù không có thành thần, nhưng là đi theo Hiên Viên Đại Đế đệ nhất nhân. Bọn họ con cháu. Tại thần tông nhiều năm trong lịch sử, chưa bao giờ từng bị bạc đãi. Kiếm tộc con cháu, hưởng thụ đều là cùng Hiên Viên Thị một cấp bậc tư nguyên. Theo chủ tớ, đến hôm nay đặt song song, Hiên Viên Thị chưa bao giờ bạc đãi. Khó có thể tin, mới thật sự là khó chịu. Tại Hiên Viên Tiêu cùng Hiên Viên Ngu chất vấn phía dưới, kiếm vô ý lộ ra rất lạnh nhạt. Kỳ thật các ngươi không dùng quá ngoài ý muốn, chúng ta kiếm tộc ra đời lục đạo kiếm thần, nếu không phải tiền bối ngu dốt. Chúng ta kiếm tộc đã sớm hợp hai làm một, sẽ chỉ cường thịnh hơn. Hiên Viên Thị ân tình, liên lụy chúng ta, 200.000 năm, chúng ta cái kia thanh toán xong. Hảo tụ hảo tán, đúng không? Kiếm vô ý hời hợt nói. Hảo tụ hảo tán, ha ha, người đây là tán sao? Người đây là đem thần tông, đẩy tới vạn kiếp bất phục thâm uyên. Hiên Viên Tiêu bọn người, tức giận đến đầu sung huyết. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, nhiều lời vô ích. Chúc các ngươi may mắn. Kiếm vô ý ra hiệu phía dưới, mấy người bọn hắn cùng cộng sinh thú, trực tiếp lùi lại.
hắn đồng thời âm thanh lạnh lùng nói. Ta cho các ngươi lưu lại tứ trọng kết giới, hết lòng quan tâm giúp đỡ, thăng bằng không phá, liền không có ta kiếm tộc cơ hội. Các vị, tranh thủ thời gian giữ vững các ngươi sau cùng kết giới đi, gặp lại. Nói xong, hắn dẫn người xông ra độ kiếp tháp. Hiên Viên Tiêu bọn họ căn bản không có cách nào truy đuổi. Bởi vì, còn lại tứ trọng kết giới cần bọn họ. Trước mắt Quỷ Tông đã vọt vào tầng thứ 6 kết giới, mà tầng thứ 6 kết giới cũng không có phát huy hiệu dụng. Kiếm Vô Ý sau khi đi, bọn họ nhất định phải lập tức, đem còn lại tứ trọng kết giới nâng lên đến. Các vị, chúng ta còn không có thua. Bọn họ mười mấy người này liếc nhau một cái, dù là ánh mắt sớm đã đỏ thẫm, lúc này thời điểm vẫn tràn đầy thấy chết không sờn khí phách. Lên! Bọn họ nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ, không ở kết giới hạch. Trận này sụp đổ, tới quá tàn khốc. Duy chỉ có gánh vác cái này tứ trọng kết giới, mới là thần tông hy vọng duy nhất. Cái này tứ trọng kết giới, muốn là đều phá, Thái Cực Phong trong hồ hơn 100 triệu chúng sinh, chúng ta chỗ có đệ tử trẻ tuổi, còn có chúng ta thần tông hết thảy, đều sẽ bại lộ tại, đối phương đao dưới thân kiếm. Độ kiếp tháp bên trong rất tĩnh mịch. Mười mấy người trái tim, đập bịch bịch. Trên chiến trường, Thái Cực Phong hồ Đông Phương. Phong Thanh Mục thân thủ ngăn trở một chút, mấy trăm ngàn kiếm tông kiếp lão, toàn bộ ngừng bước cước bộ. Tông chủ, đối phương phá ngũ trọng kết giới, làm sao còn không tiến công a? Rất nhiều người cuống cuồng hỏi. Không đánh, bọn người, Phong Thanh Mục nói. Mọi người kinh ngạc phát hiện, cái này giống như cả một đời, đều không tránh thức cười qua kiếm si, hắn nhìn qua Thái Cực Phong hồ phương hướng, lại cười. Cái kia nụ cười, giống như là đạt được một cái. Hắn khát vọng đáp án. Đó là hiểu ý cười một tiếng. Các loại ai vậy? Mọi người mơ hồ. Các loại một cái người trọng yếu, chờ chúng ta chân chính tay chân huynh đệ, chúng ta kiếm tộc sinh tử đồng bào. Trên người của bọn hắn, giữ lấy giống như chúng ta huyết, trong thức hải của bọn họ, có giống như chúng ta hồn. Chúng ta chỉ cần, ở chỗ này, bằng vào chúng ta lớn nhất nhiệt tình, nghênh đón bọn họ. Phong Thanh Ngục lớn tiếng nói. Hắn nói tới ai? Rất nhiều người đều cảm thấy, khó có thể tin. Những cái kia liền lục đạo kiếm thần đều chướng mắt cái gọi là, bản tộc bọn họ, sẽ cùng mình, tiến tới cùng nhau sao? Cho nên nói, là Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý, tự phá thần tông ngũ trọng kết giới. Toàn bộ kiếm tông, nghị luận ầm ĩ, trợn mắt hốc mồm. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, tông chủ của bọn hắn Phong Thanh Mục, đứng tại đứng mũi chịu sào chỗ. Hắn chắp tay sau lưng, áo xanh tung bay, trên mặt ý cười. Dường như về tới thời đại thiếu niên. Khi đó, phân biệt đại biểu cho hai tộc đệ nhất thiên tài thiếu niên, tại một lần lịch luyện bên trong gặp gỡ. Ngươi đến từ Thái A kiếm tộc Phong gia, thiếu niên mặc áo lam kia hỏi. Ngươi chính là đáng chết Thái Ất kiếm tộc người. Hắn xem thường hỏi. Bọn họ lần lượt giao thủ, không ai nhường ai. Tông tộc cùng chi nhánh khác biệt, mang đến tranh cường háo thắng, để bọn hắn chưa bao giờ từng dừng tay. Thẳng đến có một ngày. Bọn họ phát hiện, không có cái này luyện kiếm đối thủ, nhân sinh giống như, sao mà tịch mịch. Có lẽ đối bọn hắn tới nói, Phong Hải kiếm cảnh cái kia 10 năm luyện kiếm, cũng là cuộc đời của bọn hắn. Âm Dương Ma Tông bên này, đồng dạng hoàn toàn mộng. Tông chủ, tình huống như thế nào a đây là? Lý Thải Vi vốn là đều không dẫn người hướng bên trong hướng, hiện tại càng là không dám đặt chân, tầng thứ 6 kết giới nửa bước. Tình huống có biến. Chúng ta tiếp tục về sau rút lui. Lý Thải Vi nói. Quỷ Tông để cho chúng ta tiến công, không thể rút lui à. Tần Phong Dương phản kháng nói. Người đi chết đi, cút. Lý Thải Vi lườm hắn một cái. Nàng vừa rút lui, mà tông hơn 200.000 kiếp lão toàn quân rút lui. Chỉ có chừng 1.000 người, lưu tại Tần Phong Dương bên cạnh. Quá, quá Dương Tông Chủ, chúng ta hướng sao? Người khác hỏi. Hướng cái rắm. Tần Phong Dương tâm lý âu lửa, trực tiếp chạy Quỷ Tông bên kia báo tin đi. Tần Phong Dương, ngươi dám đi qua báo tin, ta lập tức diệt ngươi Tần gia toàn tộc. Lý Thải Vi thản nhiên nói. Tần Phong Dương ngây người tại chỗ. Thái Cực Phong hồ Nam Phương. Địa Tạng, Bà Sa, Tử Tiêu ba đại quỷ vương xuất thủ, mang theo hơn 400.000 Quỷ Tông cường giả, xông vào tầng thứ 6 kết giới. Rút lui. Phương Thái Thanh nộ hống thanh âm, truyền khắp chiến trường. Thẳng đến bọn họ trốn vào đệ thất trọng kết giới thời điểm, đằng sau tứ trọng kết giới rốt cục có hiệu lực. Điều này nói rõ, độ kiếp tháp bên trong tình huống,
cần phải ổn định. Ầm ầm, thần tông cùng quỷ tông cường giả, tại thời khắc này, lại lần nữa chính diện trùng sát. Sau cùng tứ trọng kết giới uy lực buông xuống, mới cuối cùng để thần tông ổn định cục diện. Nhưng bây giờ đáng sợ nhất là, mạnh nhất hai cái quỷ vương, xuất hiện ở Phương Thái Thanh trước mắt. Thái Thanh Phương Thị, ba họ Gia Nô. Cái kia tóc dài phất phới, anh Tuấn uy vũ Tuấn giật địa tạng quỷ vương, lơ lửng giữa không trung, híp mắt, nhìn trước mắt Phương Thái Thanh. Ngươi nhất định hiếu kỳ, thần tông nội gián là ai, đúng không? Địa tạng quỷ vương nói. Ngươi nói, Phương Thái Thanh nhàn nhạt hỏi. Toàn bộ chiến trường đều tại tiến hành kịch liệt bạo sát, bọn họ ở vào phong bạo chính giữa, nhưng lại có loại gió êm sóng lặng cảm giác. Không dùng ta nói, ngươi lại nhìn, địa tạng quỷ vương nói. Phương Thái Thanh đột nhiên quay đầu, chỉ thấy hết thảy ba cái thái ất kiếm tộc tam nguyên kiếp lão, theo kết giới nội bộ mà đến. Ba người bọn hắn, không phải tại độ kiếp tháp bên trong. Phương Thái Thanh ánh mắt co rụt lại. Sau đó hắn nghe được. Tất cả thái ất kiếm tộc tam nguyên kiếp lão, tập hợp một chỗ, trực tiếp hạ lệnh. Tất cả thái ất kiếm tộc người, theo ta các loại trợ giúp độ kiếp tháp đã để ngoại địch thẩm thấu, nhu cầu cấp bách trợ giúp. Bởi vì là tất cả có uy vọng tam nguyên kiếp lão hạ lệnh, cho nên tại thái ất kiếm tộc, tạo thành to lớn tiếng vọng. Vâng, trong đó đại bộ phận thái ất kiếm tộc, đều thẳng tiếp đi theo. Thiền Vũ, theo ta đi. Bên trong một cái tam nguyên kiếp lão, xuống tới lôi kéo bị Bắc Cung Thiền Vũ. Không, Bắc Cung Thiền Vũ trực tiếp khoát tay. Thiền Vũ, tộc phương chỉ làm cho ngươi một cơ hội. Cái kia tam nguyên kiếp lão cả giận nói. Một cơ hội, có ý tứ gì? Bắc Cung Thiền Vũ nhíu mày hỏi. Rất tốt, ngươi đã bỏ qua, ai để ngươi tính Bắc Cung? Cái kia tam nguyên kiếp lão xoay người rời đi. Ngươi đứng lại, ngươi đừng nói cho ta, là kiếm vô ý phá vỡ ngũ trọng kết giới. Bắc Cung Thiền Vũ hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng cảm giác hô hấp khó khăn. Không ai phản ứng nàng. Thái ất kiếm tộc người, nguyên một đám đi theo đám bọn hắn tam nguyên kiếp lão, khẩn cấp lùi lại. Đây hết thảy, Phương Thái Thanh đều nhìn ở trong mắt. Hắn thật sâu cau mày, ánh mắt liên tục biến đổi nhiều lần. Nhìn thấy không, vì rút đi toàn tộc, để bảo vệ độ kiếp tháp vì lấy cớ, đoán chừng một hồi, bọn họ thì cùng Thái A kiếm tộc hợp hai làm một. Kiếm vô ý là cái thông minh thức thời người A, người thì sao? Theo nói các ngươi làm loại này quyết định, càng dứt khoát. Đúng không? Địa tạng quỷ vương mỉm cười nói. Người đây là tại nhục nhã ta, vẫn là tại mời ta. Phương Thái Thanh cười lạnh nói. Là khuyên nhủ, càng là mời. Địa tạng quỷ vương nói. Ma tông đâu? Chỉ cần ngươi rút đi, Lý Thải Vi sẽ nghe lời. Địa tạng quỷ vương nói. Ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hài tử. Lão bất tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi muốn cho quỷ tông đại quân vượt qua cái này tứ trọng kết giới, tối thiểu vứt xuống 300.000 thi thể. Phương Thái Thanh giữ tợn nói. Trước hô một tiếng ba họ Gia Nô, lại để cho người đầu hàng. Đây chính là nhục nhã. Nghe được Phương Thái Thanh như thế kiên cường đáp lại, địa tạng quỷ vương mỉm cười, phủi tay, nói, ngươi đoán đúng, ta chướng mắt ngươi, hôm nay ngươi muốn là muốn cho ngươi Thái Thanh Phương thị nhất tộc, chôn vùi ở chỗ này, ngươi cứ việc kiên cường. Ta cho ngươi đưa cái lễ vật, thật tốt nhấm nháp. Vừa mới nói xong, địa tạng quỷ vương chợt lách người, biến mất tại Phương Thái Thanh trước mắt, trực tiếp lấy đệ nhất quỷ vương mạnh mẽ, đối phó thần tông kiếp lão. Thực lực của hắn, tuyệt đối quét qua một mảng lớn. Phương Thái Thanh chính muốn đuổi theo đi. Nhưng là, sau lưng đột nhiên vô cùng lạnh lẽo. Làm hắn phút chốc quay đầu thời điểm, một cái như là dã thú bốn đồng tử thanh niên, xuất hiện ở phía sau của hắn. Bị để mắt tới một khắc này, Phương Thái Thanh lưng phát lạnh. Khương Vô Tâm. Người này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một cái rõ ràng nhiều lắm là ngũ trọng sinh tử kiếp người trẻ tuổi, vì sao lại có đáng sợ như vậy cảm giác? Làm Khương Vô Tâm hướng về hắn bay lượn mà đến thời điểm, Phương Thái Thanh đồng tử co rụt lại. Hắn hiểu được. Là nhục thân. Làm sao có thể có người nhục thân, mạnh đến loại trình độ này, cái này căn bản không phải người. Liền xem như thần, đều khó có khả năng cường thành như vậy đi. Phương Thái Thanh lại biết, đây là một cái đường kính đạt tới 5.000 mét quái vật thu nhỏ thể. Tại trước mắt hắn, cái kia Khương Vô Tâm chỉ là đơn giản xông vào, xuất quyền. Nhất quyền đánh ra, trực tiếp âm bạo. Loại này siêu tuyệt tốc độ, trong nháy mắt xuyên qua mà đến. Phương Thái Thanh vận chuyển toàn thân chi lực, trực tiếp nhất trưởng ngăn cản.
Ông! Một tiếng mãnh liệt chấn động. Răng rắc. Phương Thái Thanh kêu thảm một tiếng, bị nhất quyền đánh bay, xương tay đứt từng khúc. Hắn hít một hơi lãnh khí. Rầm rầm rầm. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn bốn đầu cộng sinh thú, toàn bộ xông tới. Thần thông oanh tạc ở giữa, lại có một cái bóng người màu đen, đè lại một cái phượng hoàng cự thú. Đột nhiên, cái kia phượng hoàng cự thú, một tiếng hét thảm. Nguyên lai là cái kia Khương Vô Tâm, xòe bàn tay ra, xé rách huyết nhục, trực tiếp kéo lại hỏa diễm đốt cháy ruột, lấy kinh khủng lực đạo, đem tất cả nội tạng kéo ra ngoài. Phương Thái Thanh một cái cộng sinh thú, bị mất mạng tại chỗ. Một khắc này, tê cả ra đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch, không chỉ là kiếm vô ý cái này nội ứng, trước mắt con dã thú này giống như thanh niên, càng là quỷ tông hôm nay gan dám tiến công Thái Cực Phong Hổ dũng khí. Hắn quay người xem xét. Cho dù có tứ trọng kết giới tồn tại, làm cái kia ba đại quỷ vương, thêm vào chiến trường sau. Thần tông cục diện, đã càng ngày càng hỏng mất. Một cái cộng sinh thú chiến tử, như một chậu nước lạnh, dội đến trên mặt của hắn. Hắn không có thời gian. Tại cái này tâm tình long trời lỡ đất trong nháy mắt, hắn nhớ tới cái kia sinh dưỡng nữ nhân của hắn, nhớ tới con của hắn. Phương Thái Thanh bỗng nhiên đứng lên. Hắn trực tiếp thi triển, hắn chủng tộc thiên phú. Tất cả Thái Thanh Phương Thị nghe. Theo ta cùng một chỗ, trợ giúp độ kiếp tháp. Trên chiến trường, ngoại trừ Thái Thanh Phương Thị cùng Thái Ất kiếm tộc bên ngoài thần tông cường giả nhóm, tại chỗ ngốc trệ. Đây là ý gì? Là cá nhân, đều biết. Thần tông, hỏng mất. Vốn đang có thể liều chết, một khi Thái Thanh Phương Thị 80.000 người tất cả trốn lui, thăng bằng đánh vỡ, liền sẽ không còn có hy vọng. Không ai có thể nghi ngờ, Phương Thái Thanh tại Thái Thanh Phương Thị quyền uy. Làm hắn nói muốn trợ giúp độ kiếp tháp thời điểm, Thái Thanh Phương Thị kiếp lão, toàn bộ đi theo. Thần tông cường giả tại sông về phía trước, Thái Thanh Phương Thị, lại thành đi ngược chiều người. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, tại cái kia Phương Thái Thanh chỉ huy dưới, hốt hoảng chạy trốn. Thời gian, tại thời khắc này tĩnh mịch. Máu tươi đang chảy, giống như cũng không đau. Rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ, dạng này đồ hèn nhát, làm sao có thể sẽ có loại này siêu tuyệt thiên phú. Thái Thanh Phương Thị, lại như thế nào có thể tại thần tông quật khởi? Đây hết thảy, đều xác nhận một cái đạo lý. Chó, không đổi được đớp cứt. Làm hơn 200.000 tử chiến người, thiếu đi 50.000 Thái Ất kiếm tộc, ít hơn nữa 80.000 Thái Thanh Phương Thị, trận này liều chết nhất chiến, tại đối phương ba cái đỉnh cấp cường giả nghiền ép phía dưới, trực tiếp đã mất đi ý nghĩa. Bây giờ còn kiên thủ tại chỗ này, chỉ có 200.000 năm Thái Cổ Hiên Viên Thị, còn có Thái Cổ Thần Vực bãi cỏ hoang nhóm. Loạn thế là một mặt kính chiếu yêu. Thời khắc sinh tử, là người hay quỷ, vừa chiếu liền biết rõ. Còn lưu con người ở chỗ này, bọn họ là đúng kháng lệnh vận, thủ hộ gia tộc và người thân dũng sĩ. Nhưng là, vận mệnh có chút vô tình, liên tục đâm hai người bọn họ kiếm. Máu tươi nhuộm đỏ hai mắt thời điểm, rất nhiều người đang nghĩ. Còn sẽ có hy vọng sao? Phương Thái Thanh, hiện tại, ngươi nhận biết mình sao? Tại trước mặt chúng ta, ngươi chính là, một con chó. Địa tạng quỷ vương cùng bà sa quỷ vương, đối mặt cười một tiếng. Hạ tầng tinh không, ngũ sắc tinh thần, chín tầng địa ngục. Một cái thiếu niên tóc trắng, cuốn vào ngập trời trong mây mù. Bên cạnh hắn có một cái liệt hỏa phượng hoàng, một cái đen nhánh mèo. Trên tay của hắn, nắm một đôi trường kiếm, một vàng một đen, lúc này hai thanh kiếm này phía trên, đã dính đầy huyết. Những máu tươi này, cơ hồ không có màu đỏ, có là xanh biếc, có là màu xanh lam, còn có là màu trắng. Bên này còn có, đi mau. Huỳnh hỏa rít lên một tiếng, Lý Thiên Mệnh vội vàng chấn động thiên chi dực, cải biến phương hướng. Tại hắn bên cạnh, đen nghịt bóng mờ đè lên, đều là cao 3-4 mét quái vật hình người, đều là quỷ thần nhất tộc. Lý Thiên Mệnh vì bảo trì linh hoạt, cũng không dám để tiên tiên cùng Lam Hoang đi ra. Đừng nhìn những thứ này quỷ thần nhất tộc trưởng đến hung mãnh xấu xí, nói thật, trí tuệ của bọn hắn rất cao, vô cùng âm lãnh tàn khốc. Bọn họ đối với nhân tộc hận, toàn bộ phát tiết tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Theo bị phát hiện đến bây giờ, toàn bộ đều là không sợ chết, đều muốn giết Lý Thiên Mệnh ra hỏa. Giết bao nhiêu? Hơn vạn đều có, ca ca. Khương Phi Linh mỏi mệt nói. Muốn không phải Thanh Linh Tháp, đều chết 100 lần. Lý Thiên Mệnh hít một hơi lãnh khí. Vận mệnh cùng hắn mở một trò đùa. Mà lại,
chơi đến thực sự quá độc ác. Phía trên bị phong kín, chạy xuống. Cầu nguyện không có người mạnh hơn, đến truy sát ta đi. Cái này âm trầm 9 tầng địa ngục, nhất định tồn tại đáng sợ tồn tại. Lý Thiên Mệnh bị bức bách đến tầng trời thấp. Sau lưng tối thiểu có 100.000 kẻ đuổi giết, đại bộ phận đều là sinh tử kiếp cảnh. Không sai, bọn họ không có cộng sinh thú, nhưng là lại có cùng Lý Thiên Mệnh giống nhau tu luyện cảnh giới. Đáng sợ nhất là, ánh mắt của bọn hắn, đều có điểm sao, điều này nói rõ bọn họ có thể hấp thu kiếp nguyên tiến hóa. Rầm rầm rầm. Còn có bạo loạn thần thông, không ngừng oanh tạc. Đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh tầng trời thấp bay lượn thời điểm, bất ngờ phát hiện tại cái này 9 tầng địa ngục trên mặt đất, lại có rất nhiều kén lớn. Những thứ này kén lớn, trải rộng khắp nơi đều có. Trong đó có một bộ phận, truyền đến sinh linh khí tức, mặt khác đại bộ phận khí tức rất yếu ớt, đều không xác định bên trong là không có sinh linh. Thử một lần. Lý Thiên Mệnh vung Trảm Đông Hoàng kiếm, Đế Vực kiếm hoàng kết giới bạo sát xuống. Phốc phốc phốc, nguyên một đám kén lớn nổ tung, bên trong trực tiếp máu me đầm đìa. Bọn họ đang ngủ say. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Quả nhiên không phải người, thủ đoạn gì đều có. Cái này không phải liền là ngủ đông. Hắn không quản được phía trên nhiều như vậy, trực tiếp điên cuồng giết đi qua. Những thứ này kén lớn bên trong quái vật không có lực phản kháng, kiếm khí sở hướng, tất cả đều là thi thể. Đằng sau truy sát quỷ thần nhất tộc, càng điên rồi. Giết hắn. Nhân tộc, là nhân tộc, hắn tiến đến rồi. Trên người hắn nói không chừng thì có đi ra bí mật. Toàn bộ 9 tầng địa ngục đều điên rồi. Lý Thiên Mệnh như là hỏa diễm, đem khắp nơi nhen nhóm. Ông, đột nhiên, có nguy cơ rất chí mạng buông xuống. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, né tránh một đạo trắng bệch quang mang. Nhìn lại. Một cái để hắn cảm giác được cực kỳ nguy hiểm quỷ thần nhất tộc, xuất hiện tại hắn sau lưng. Người này xem ra, tuổi tác không tính lớn, thân cao cùng Lý Thiên Mệnh tương tự. Kỳ quái hơn chính là, hắn hình dạng, ngược lại cùng Lý Thiên Mệnh càng tiếp cận, càng giống là một người. Người này toàn thân trắng bệch, bao quát tóc, ánh mắt cùng da thịt, đều là màu trắng, tương đương bệnh trạng. Tuy nhiên giống người, nhưng là càng giống là ác quỷ, khí tức của hắn rất âm u. Nếu như Lý Thiên Mệnh không có đoán sai, dạng này ngoại hình, ngược lại nói rõ, hắn là quỷ thần nhất tộc bên trong cấp trên. Thái tử Điện Hạ. Trong lúc nhất thời, chỗ có quỷ thần nhất tộc, toàn bộ quỳ xuống. Hắn là nhân tộc. Vây quanh. Cái kia toàn thân trắng bệch nhân đạo. Thái tử. Lý Thiên Mệnh tròng mắt hơi híp. Mặc kệ cái này quỷ thần nhất tộc xã hội hệ thống như thế nào, có thể được xưng là thái tử, nhất định là tối đỉnh cấp huyết mạch. Người này trẻ tuổi như vậy, khí tức đều khủng bố như thế, hoàn toàn nói rõ điểm này. Lý Thiên Mệnh tròng mắt hơi híp. Ta phá kết giới ra ngoài, cần một chút thời gian, bắt cóc hắn là ta cơ hội duy nhất. Ý nghĩ này một sinh ra, đất đèn hỏa quang ở giữa, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp trùng sát đi lên. Tránh ra, ta tới bắt lại hắn. Quỷ thần quá tử khí diễm lạnh lẽo, hắn đưa tay chộp một cái, một thanh bạch cốt chiến đao xuất hiện tại hắn tay bên trong, 15 điều kiếp văn. Hắn không nói hai lời, tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất, cùng Lý Thiên Mệnh thần hình câu diệt kiếm, vọt thẳng giết ở cùng nhau. Làm! Âm thanh chói tai nổ tung, đốm lửa bắn tứ tung. Lực lượng thật mạnh, không chỉ là sinh tử kiếp lực, còn có thân thể lực lượng. Lý Thiên Mệnh chạm tinh cổ thần thể, đầy đủ đáng sợ. Nhưng là hắn phát hiện, chính mình phương diện này, vậy mà không bằng cái này quỷ thần thái tử. Người tuổi tác không lớn. Mức độ cao đến loại trình độ này. Đối phương cũng 10 phần rung động. Vây giết. Gia hỏa này rất thông minh, nếm thử ra Lý Thiên Mệnh cùng hắn mức độ không sai biệt lắm về sau, hắn trực tiếp không đánh. Cái này nhân tộc muốn bắt cóc ta. Quả nhiên, hắn nhìn ra Lý Thiên Mệnh ý nghĩ. Bất quá. Nhìn ra được, không có nghĩa là chống đỡ được. Cơ hội chỉ có một lần. Lên. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quỷ thần thái tử. Mở cho ta đường. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, huyễn ảnh trùng điệp, nhanh như điện chớp. Ầm ầm, lôi hỏa nổ tung. Tại hỏa quang nổ tung trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh nhân hoàng long giáp buông xuống, thiên chi rực chấn động. Chấn hồn chi đồng. Thần hồn thiên thư thi triển, có thái cổ tà ma chi nhãn về sau, cái này chấn hồn chi đồng uy lực, tối thiểu đề cao gấp 10 lần. Ông, cái kia quỷ thần thái tử. Tại chỗ hai mắt đổ máu.
Lý Thiên Mệnh trường kiếm xông ra. Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận. Siêu tuyệt kiếm trận, tại chấn hồn chi đồng sau bộc phát ra, xoắn giết tới. Cái kia quỷ thần thái tử ánh mắt lạnh lùng. Hắn phát hiện không có cách nào đào tẩu, Lý Thiên Mệnh đã đuổi theo về sau, trực tiếp quay người giết trở về. Chỉ ít có mấy ngàn người, vây chết Lý Thiên Mệnh, thần thông oanh tạc tới. Rầm rầm rầm. Đang cuộn trào mãnh liệt trong lúc nổ tung, Lý Thiên Mệnh dựa vào nhân hoàng long giáp lực lượng, rốt cục xông ra trùng vây, giết tới quỷ thần thái tử trước mắt. Lúc này, hắn đã máu me khắp người, nám đen khắp người. Dạng này đều không chết. Quỷ thần thái tử kinh ngạc đến ngây người. Làm. Đao kiếm tương giao. Âm thanh chói tai, vọt thẳng đâm ra đi. Ầm. Cái kia bạch cốt chiến đao, tại chỗ vỡ nát. Nhưng, đây chỉ là Lý Thiên Mệnh đệ nhất kiếm. Ngay sau đó, đệ nhị kiếm, đúng hẹn mà tới. Phốc phốc. Cái kia cuồng bạo kiếm trận, đem cái kia quỷ thần thái tử thân thể, xuyên thủng ra 9 cái hang động. Phốc phốc phốc. Màu trắng bệch máu tươi vẩy ra. Ây. Quỷ thần thái tử kêu thảm một tiếng, còn không có kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh đã quay người bóp lấy hắn, một thanh kiếm đè vào trên cổ họng của hắn, khác một thanh kiếm chỉ hướng mọi người. Toàn thân đều là vết thương huỳnh hỏa cùng miêu miêu. Vì Lý Thiên Mệnh đứng vững áp lực cực lớn, vào lúc này xông về cộng sinh không gian. Dừng tay cho ta, nếu không, các ngươi thái tử, đầu người rơi xuống đất. Lý Thiên Mệnh phun ra một miệng tụ huyết, hừng hực mà hung hãn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, đối phương rốt cục dừng tay. Thả thái tử. Lăn đi. Lý Thiên Mệnh một thanh kiếm mở đường, trực tiếp xông đi lên. Ngay từ đầu không ai nhường đường. Hắn trực tiếp chém đứt quỷ thần thái tử cánh tay trái, làm cho hắn kêu thảm, cưỡng ép mệnh mọi người lui lại. Tại cái này 9 tầng địa ngục, cũng không phải nói đùa. Nếu như không có lợi dụng được cơ hội lần này, tuyệt đối chết chắc. Lý Thiên Mệnh toàn thân lây dính đủ loại huyết, có thể nói là máu me đầm đìa. Hắn như một cái hung thần, trực tiếp kéo lấy quỷ thần thái tử xông đi lên. Nhân tộc, người muốn dẫn ta ra ngoài sao? Quỷ thần thái tử nhếch miệng cười lạnh. Sẽ. Lý Thiên Mệnh đồng dạng cười lạnh. Hắn vọt thẳng đến kết giới biên giới, bắt đầu dùng cánh tay trái phá kết giới. Thời gian này, đối phương tụ tập mấy trăm ngàn quỷ thần nhất tộc, đều tại giận mắng, uy hiếp. Bất quá, phàm là bọn họ dám đi lên, Lý Thiên Mệnh trực tiếp chém người, đối phương nhiều hung hãn, hắn thì nhiều hung hãn. Rốt cục, hắn xé rách đầy đủ cầm giữ chen vào miệng. Những thứ này quỷ thần nhất tộc, nhất định cho là ta từ nơi này ra ngoài. Bọn họ cũng có thể ra ngoài. Thật tình không biết, ta dùng trộm thiên chi thủ phá vỡ thông đạo, sẽ tự động đóng. Lý Thiên Mệnh không phải phá cửa mà ra, mà chính là dùng chìa khóa, mở cửa ra ngoài. Mở cửa về sau, đã có thể nhốt môn. Hắn chen vào ngũ sắc trong kết giới, lúc này thời điểm, mấy trăm ngàn quỷ thần nhất tộc, ánh mắt cuồng nhiệt vọt lên. May mắn, bọn họ cường giả, đoán chừng không tại phụ cận, không phải vậy thật mất mạng. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, hắn trưởng khống quỷ thần thái tử, giống như nổi điên nhìn lấy, hắn mở ra tới thông đạo. Đó là bọn họ, 200.000 năm mộng a. Ngươi muốn đi ra ngoài. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Nghĩ, nghĩ, quỷ thần thái tử cuồng nhiệt nói. Tốt, ta mang ngươi ra ngoài. Lý Thiên Mệnh huy kiếm. Răng rắc. Hắn chỉ lấy đầu người, đem thái tử thi thể, trực tiếp ném vào đám người. Quỷ thần thái tử trừng to mắt. Bị mất mạng tại chỗ. Không sai, thì dùng cái ánh mắt này, để ngươi thật tốt nhìn một chút thế giới bên ngoài. Lý Thiên Mệnh xoay người rời đi, phá vỡ ngũ sắc kết giới, nghênh ngang mà ra. Phía dưới, trực tiếp nổ tung. Thái tử chết, thái tử chết. Ngô Hoàng làm sao còn chưa tới. Hắn tại tỉnh lại còn lại quỷ thần. Trong hỗn loạn, có người bỗng nhiên thét lên. Đúng rồi, không xong, hồn châu, tại thái tử trong mắt, bị hắn cướp đi. Cái gì? Trong lúc nhất thời, chỗ có quỷ thần nhất tộc, sắc mặt thảm biến. Viêm Hoàng Đại Lục, cửu cung thần vực cùng ngũ hành thần vực biên giới. Nắm giữ 5 triệu người cửu cung quỷ tông đại quân, bước vào ngũ hành thần vực. Các huynh đệ, kiếp lão nhóm đều tại công hãm thái cực phong hồ, đến phiên chúng ta phát huy. Ngoại trừ thái cổ thần vực có đế tử, ngũ hành, tam tài, bát quái tam đại thần vực, cũng không có đế tử, không ai có thể đối phó chúng ta a. Ha ha, cái này 3 cái tông môn cường giả, cơ bản đều đi trợ giúp thái cực phong hồ. Như vậy, thì để cho chúng ta,
công hãm ngũ hành thần vực tất cả thần thành. Các huynh đệ khác, đã tiến về còn lại hai cái thần vực. Các vị, nhớ kỹ một điểm trọng yếu nhất, quỷ vương phân phó nói, chỉ giết ngự thú sư, lưu lại cộng sinh thú. Vâng. Thái cực phong hồ, cửu long bàn thần kết giới. Một cái kim bào nam tử, đứng tại kết giới trước đó, ba cái tròng mắt màu vàng óng, nhìn chòng chọc vào phía trước. Bên cạnh hắn, một thanh tinh quang thiểm diệu chiến kích, đóng ở trên mặt đất, long uy hừng hực. Tại trước mắt hắn, kiếm vô ý, kiếm vô phong, kiếm thanh nguyên ba người, mắt bên trong kiếm khí mãnh liệt, ngự kiếm mà đến. Tới gần thời điểm, kiếm vô ý ba người bọn họ, theo trường kiếm phía trên nhảy xuống, thuận tay liền đem kiếm nắm trong tay. Tại trước mặt bọn hắn, hiên viên đạo thân mặc một thân long bào, ba con mắt bên trong đều có vẻ giận dữ, thậm chí ngay cả cái cằm của hắn, rear map, đều tại run nhẹ nhẹ, có thể thấy được hắn đối sự thật này, có cỡ nào phẫn nộ. Thế mà, hắn lại áp chế hết thảy. Tại cái này tuyệt vọng thời khắc, phẫn nộ, sẽ chỉ đánh mất lý trí, càng chôn vùi thần tông hết thảy. Kiếm vô ý ba người bọn họ ánh mắt, trực tiếp thì quét đến thất tinh diệu long thần kích. Đế tử vậy mà đem dạng này thần vật tặng cho ngươi. Các ngươi thật đúng là chính mình người. Kiếm vô ý trong tươi cười, mang theo tự diễu cùng mỉa mai. Ngươi cũng là người một nhà, có thể ngươi chối bỏ tổ tông, kiếm vô ý, ngươi thật không xứng với thái ất kiếm tộc. Hiên viên đạo chậm rãi thân thủ, cái kia thô to tay cầm, đặt tại thất tinh diệu long thần kích phía trên. Đừng ở sau đó nói những thứ này, thẳng nhàm chán. Kiếm vô ý chỉ bên ngoài, nói tiếp, lại nói, Phương Thái Thanh mang theo Thái Thanh Phương Thị chạy, chúc mừng ngươi, lên làm thần tông duy nhất tông chủ, làm tông chủ, ngươi không đi nữa thống soái ngươi thần tông đại quân, bọn họ rất nhanh, liền phải toàn xong đời. Ta rời đi nơi này, sau đó để ngươi nhẹ nhõm tiến hiên viên hồ. Hiên viên đạo trong mắt tràn đầy tơ máu, lúc nói chuyện, hắn đem thất tinh diệu long thần kích, từ dưới đất rút lên, cái kia thần kích tinh thần quang huy, lắc đến kiếm vô ý trên ánh mắt. Đừng lo lắng, ta chỉ là lấy đi thuộc về ta kiếm tộc ngộ kiếm thạch, sẽ không đụng ngươi tôn thần. Ngươi đi trợ giúp, ta dẫn người rời đi, từ đó cả đời không qua lại với nhau, theo như nhu cầu, hảo tụ hảo tán, vẹn toàn đôi bên, đúng không? Kiếm vô ý thanh âm lãnh khốc bên trong, từng sợi điên cuồng, tại trong sự ngột ngạt sinh sôi. Kiếm vô ý, nghe nói một cái đẻ nén người, tại làm một kiện điên cuồng sự tình về sau, tâm tình sẽ ở vào phấn khởi bên trong. Cho nên, ngươi không chuẩn bị thừa dịp phấn khởi, tới khiêu chiến ta a. Hiên viên đạo giơ lên thiên tinh diệu long thần kích, chỉ hướng kiếm vô ý. Có như vậy một chút muốn, bất quá, ngươi có thần kích, quên đi. Cứ như vậy chống đỡ đi, ta nhìn, là ta có thời gian, vẫn là ngươi có thời gian. Kiếm vô ý chỉ lung lay sắp đổ sau cùng tứ trọng kết giới nói. Đồ vô sỉ. Hiên viên đạo hơi hơi khom người, hai chân chấn động, giơ lên thiên tinh diệu long thần kích, đột nhiên hướng về hắn hung mãnh vào tới. Ta liền không nói đại biểu các ngươi tổ tiên giáo huấn ngươi, loại lời này. Ta hiện tại, chỉ muốn giết ngươi. Chỉ cần để ngươi cái này lang tâm cẩu phế chi đồ mất mạng, ta thì có thời gian. Cái này gầm nhẹ như đất bằng sấm sét, phút chốc nổ lên. Kiếm vô ý thấy thế, nhướng mày. Không có việc gì, cùng hắn hao tổn, thần tông không ai chủ trì đại cục, hắn dù sao cũng phải đi. Kiếm vô ý cùng kiếm vô phong, kiếm thanh nguyên liếc nhau một cái. Ba người ánh mắt lạnh lẽo, hợp lại cùng nhau, trực tiếp tiến công. Ba người bọn họ đều là thuần chính kiếm thú nhất tộc, cộng sinh thú đều có thể lấy thần kỳ phương thức, dung nhập trường kiếm bên trong, chẳng những có thể lấy kiếm thi triển thần thông, càng có thể cực lớn tăng cường đơn thể bạo phát lực. Cho nên, đừng nhìn động thủ, chỉ có ba người bọn hắn, kỳ thật mỗi người đều có không ít cộng sinh thú, đều tại trường kiếm trong tay bên trong. Giống. Giao phong trong nháy mắt, hai đầu to lớn thần long, theo hiên viên đạo hai bên sông ra. Vậy cũng là hắn cộng sinh thú, đã sớm ẩn núp tại phụ cận. Cái này hai đầu thần long, đều có hơn 970 điểm sao, một vàng một đen. Hiên viên đạo thần long cộng sinh thú, cùng độc cô tẫn hai đầu huyết long. Cơ hồ là viêm hoàng đại lục lớn nhất bốn đầu thần long. Tứ thượng hải long vương long thương nguyên, tuy nhiên có bốn đầu thần long cộng sinh thú, nhưng phẩm chất cùng trước cả hai thần long cộng sinh thú, căn bản không cách nào so sánh. Cái kia kim sắc thần long, thuần chủng mà đại khí, có đế hoàng chi uy, nó chạy như bay ở giữa, kim sắc vũ khí lượn lờ, tiếng giống chấn thiên. Kỳ danh là, hoàng cổ đế hồn long. Cái kia màu đen thần long,
uy nghiêm bá đạo, hình thể thô to, nó cũng không âm u, ngược lại như trong đêm tối vương giả, làm cho lòng người an. Đây cũng là ám dạ đế hồn long. Hai đầu như thế thần long, chính tượng trưng cho Hiên Viên thị công chính thuần hậu, cương mãnh trung thần nghĩa sĩ tính tình. Đây là 200.000 truyền thừa, đến bây giờ đều không có vứt chân quý phẩm chất. Hiên Viên Vũ Thịnh, Hiên Viên Mộc Tuyết bọn họ, đều kế thừa dạng này phẩm tính. Nói thật, đây là Hiên Viên đại đế, lưu cho bọn hắn cái này thị tộc, thứ trọng yếu nhất. Đây cũng là chỉnh cái thần vực cường giả, kỳ thật càng muốn đi theo Hiên Viên thị nguyên nhân. Tỷ như Thái Thanh Phương thị, căn bản không có loại này phẩm chất. Vào ngay hôm nay thị, kiếm tộc hoặc là làm phản, hoặc là chạy trốn, như Dịch Tinh Ẩn bọn họ bực này thân phận thái cổ thần vực cường giả, lại vẫn đi theo tại Hiên Viên thị bên người, trên chiến trường liều chết, có thể gặp bọn họ nhất tộc nội tình. Thái cổ Hiên Viên thị cũng không phải là cao điệu thị tộc, ngược lại, bọn họ nhiều tai nạn, vô số lần vượt qua sinh tử, phập phồng, lại có thể dựa vào ý chí kiên cường, phục hưng quật khởi, thần tông mới có thể tại 200.000 năm sau, còn có thể có như thế quy mô. Một cái cẩn trọng, lấy ơn báo oán, theo không thủ xảo thị tộc, bọn họ một số thời khắc, có lẽ lộ ra cồng kềnh, có thể nhiệt huyết của bọn họ trung hậu, nghĩa khí, tổng khả năng hấp dẫn chân chính dũng sĩ cùng minh hữu. Nói thí dụ như Lý Thiên Mệnh. Thế mà, kiếm vô ý lại cũng không thưởng thức loại này phẩm chất. Nói thật, ta có chút không nghĩ ra, các ngươi nhất tộc, không dã tâm, không bá lực, cồng kềnh mà cố chấp, dựa vào cái gì để cho ta tộc hiệu chung 200.000 năm. Chúng ta kiếm tộc không thiếu tài hoa bộc lộ thế hệ, phân ra một cái chi nhánh, đều có thể sinh ra lục đạo kiếm thần, điều này nói rõ cái gì, người Hiên Viên đạo biết được sao? Nói rõ, các ngươi Hiên Viên thị, không xứng. Chúng ta kiếm tộc, có thể không dùng học tập quỷ tông như vậy phát rồ, nhưng chúng ta cũng không cần miệng đầy nhân nghĩa, trung thần nghĩa sĩ song toàn, danh xưng lòng mang chính đạo, kỳ thực mềm yếu vô năng. Có mấy lời bị đè nén quá lâu. Tại thời khắc như vậy, liền khống chế không nổi, muốn nói ra miệng. Hiên Viên đạo, liền Thái Thanh Phương thì cái này ngoại tộc, đều có thể ở chỗ này, leo đến các ngươi trên đỉnh đầu đi, cái gọi là Hiên Viên đại đế hậu nhân, không phải phế vật, là cái gì? Kiếm vô ý cầm kiếm, cùng Hiên Viên đạo giao phong cùng một chỗ. Đến mức hoang cổ đế hồn long cùng ám dạ đế hồn long, thì làm Hiên Viên đạo ép ra kiếm vô phong cùng kiếm thanh nguyên, đem cái này kiếp binh điện điện chủ cùng thần soái trực tiếp hướng chết đánh. Hai vị này đều là 10 tầng tử kiếp, nhưng là, cho dù là bọn họ cộng sinh thú đều tại cái này hai đầu thần long áp chế dưới, vẫn trực tiếp bại lui, căn bản là không có cách chèo chống. Hiên Viên đạo rất ít xuất thủ. Có thể cái này vừa ra tay, chính là lôi đình vạn quân. Đối mặt kiếm vô ý vô tình nhất chế nhạo, Hiên Viên đạo không có trả lời. Có lẽ, hắn hôm nay cũng lâm vào nhân nghĩa mang tới hoang mang, lấy lễ đối đãi cùng tín nhiệm lẫn nhau, lại bị phản nghịch, dẫn đến đầy bàn đều thua, sự thực như vậy quá mức tàn khốc. Kiếm vô ý, Hiên Viên thì lại không có thể, các ngươi tổ tiên đều theo đuổi 200.000 năm. Hôm nay tộc ta bởi vì ngươi lâm vào tuyệt cảnh, không phải vấn đề của chúng ta, là vấn đề của ngươi. Ngươi lang tâm cẩu phế, còn nghi vấn người khác, tại sao muốn đối ngươi tốt? Ha ha, thật tốt cười, thật tốt cười. Các loại sau khi ngươi chết, tìm phụ thân ngươi, tìm ngươi lão tổ tông hỏi thăm rõ ràng, đến lúc đó, ngươi lại đến luận đúng sai. Hiên Viên đạo dĩ nhiên minh bạch. Nhiều lời vô ích. Hắn cầm thiên tinh diệu long thần kích, đem thiêu đốt phẫn nộ, tụ tại trên tay. Thủy tổ, tôn thần. Mặc kệ những thứ này kẻ xấu, như thế nào dao động chúng ta ý chí, thuộc về chúng ta đường, tuyệt đối có thể đi ra một đầu đại đạo. Thái cổ Hiên Viên thị, chưa bao giờ thiếu niềm tin. Hiên Viên hồ bên ngoài, thần kích cùng trường kiếm tương giao, phát ra tiếng cọ sát chói tai âm. Bọn họ cảnh giới tương đương. Thiên tinh diệu long thần kích có ưu thế, bất quá, kiếm vô ý trường kiếm phía trên có tứ đại kiếm thú, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, đền bù trên binh khí thế yếu. Ngươi còn không đi cứu người, thẳng thắn tại cái này cùng ta hao tổn đâu, kiếm vô ý tuy nhiên đang cười, nhưng trong lòng lại rất gấp. Hắn có thể cầm lục đạo ngộ kiếm thạch cơ hội, cũng không có rất nhiều. Đáp lại hắn, vẫn là Hiên Viên đạo thần kích. Hiên Viên chấn thiên quyết. Hai tay cầm chiến kích, tại giữa không trung lóng lánh sáng chói tinh quang. Cái kia Hiên Viên đạo kim sắc con mắt thứ ba bên trong, bạo phát một đạo ánh sáng màu vàng, quang mang kia hóa thành kim long. Đầu tiên xông về kiếm vô ý. Ngay sau đó,
thiên tinh diệu long thần kích hóa thành thiên tinh tạo thành thần long, xé rách không khí, tại trong tiếng gầm giống tức giận, hướng về kiếm vô ý đè đi lên. Kiếm vô ý nhướng mày, trường kiếm trong tay chuyển một cái kia, thương khung thần kiếm, bên trong tứ đại kiếm thú thần thông bạo phát. Từng đạo màu xanh lam lôi đình, chặn hiên viên đạo nhãn thuật. Phá! Cảnh giới sau khi đột phá, ánh mắt của hắn lãnh đạm, thương khung thần kiếm biến hóa đa dạng. Vô hình vô ý kiếm thuật. Lấy vô hình chi kiếm, hình thành kiếm khí chi võng, hơn ngàn mét kiếm khí bạo phát, ùn ùn kéo đến bao phủ. Đương đương đương. Lít nha lít nhít kiếm khí, cùng cái kia thiên tinh thần long điên cuồng va chạm, ra đời không chỗ nổ tung sao hỏa. Ông! Thiên tinh diệu long thần kích bỗng nhiên xuyên thấu. Giống! Cái kia gào thét thần long, lấy mãnh liệt chấn động uy lực, làm vỡ nát chư thiên kiếm khí, đánh vào kiếm vô ý trên thân. Ầm! Kiếm vô ý phun máu, ngã trên mặt đất. Tại cái kia tinh thần thần long va chạm phía dưới, thân thể của hắn da thịt, bị xé nứt ra rất nhiều vết nứt, bao quát bộ mặt, đều là máu me đầm đìa. Không hề nghi ngờ, hắn chiến bại. Chỉ là, vừa mới đột phá hắn, trong lòng không khỏi có rất nhiều kiêu ngạo, lúc này thời điểm trực tiếp bò lên, lại lần nữa cầm kiếm. Hiên viên đạo, ta không có thua ngươi, ta chỉ là bại bởi thiên tinh diệu long thần kích. Hắn lúc nói chuyện, miệng đầy là máu. Ngươi đều thua cả một đời, trước kia đều không để ý, vì cái gì lần này cần quan tâm. Hiên viên đạo chỉ một ngón tay. Kiếm vô ý ngốc trệ nhìn thoáng qua, đệ đệ của hắn kiếm vô phong, còn có huyền kiếm quân thần đẹp trai kiếm thanh nguyên, gần như đồng thời bị hai đầu thần long đánh giết. Bao quát bọn họ cộng sinh thú, tại lúc này khác, toàn bộ chiến tử. Chuộc tội đi. Không đợi kiếm vô ý trả lời, hiên viên đạo lại lần nữa vào tới, tinh quang thiểm diệu. Kiếm vô ý chết cao mày, rõ ràng cực độ không cam tâm,